Vạn cổ đệ nhất thần, Lý Thiên Mệnh. Tập 71. Nhưng là, thiểm quang sát kiếm cùng huyết tế hung kiếm dung hợp, thì khó khăn. Siêu. Tại Vô Tử Thiên vừa dạng này tự lầm bầm thời điểm, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này khẳng định không bằng thiểm quang sát kiếm nhanh như vậy, nhưng là vừa ra tay, gió tanh mưa máu, trong kiếm thế, huyết long gào thét. Một kiếm chi uy, rõ ràng lực sát thương rất mạnh. Trực tiếp phát huy ra, lợi hại. Vô Tử Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn ý nghĩ trong lòng, cũng càng ngày càng kiên định. Dài dòng hắc ám thông đạo, truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Đông, đông, từng tiếng một ngạt âm trầm tiếng trống, theo sâu trong bóng tối truyền đến, phóng tới nơi xa, về sau. Nơi xa lại truyền tới hồi âm. Phần phật, một cái xem ra vô cùng tuổi nhỏ thiếu niên. Trên tay nắm bắt một cái, màu đen chống trận, theo thông đạo chỗ sâu bay lượn mà ra. Thiếu niên này người mặc màu đen cẩm bào, kim quan ngọc đái, cẩm bào khảm hoa lệ viền vàng, phía trên thêu lên phi long đồ án, bức đồ án kia cực kỳ sinh động như thật. Trong lúc hành tẩu, lòng bào tay áo không gió mà bay, cho hắn tăng mấy phần thần thái. Có thể trông thấy, ánh mắt của hắn rất xinh đẹp, thâm thúy u lam như đêm khuya đại hải, hắn băng lãnh lạnh, cũng như đêm khuya đại hải. Đen như vậy trói sáng mắt, hắn hết thảy có ba cái. Không sai, tại mi tâm của hắn vị trí, có một cái mắt dọc màu đen. Thế mà đặc thù nhất, còn không phải cái này con mắt thứ ba, mà chính là trên đầu của hắn, còn rất dài ra hai cái màu đen sừng rồng. Đây không phải đeo tại đầu trang sức, mà chính là chân thật, theo trên đầu của hắn mọc ra đồ vật. Cái này khiến thiếu niên này xem ra, có một loại kỳ lạ khí chất. Hắn tuổi tác tuy nhiên tiểu. Nhưng là khuôn mặt rất bình tĩnh, ba cái thâm thúy đôi mắt, giống như là thâm uyên sâu như vậy nặng, đôi môi đóng chặt, mi đầu hơi hơi rụt lại, thông qua màu đen chống trận, nhìn về phía nơi xa, hiển nhiên là đang tự hỏi. Lang lung, chờ ta một chút nhóm. Thông đạo chỗ sâu, truyền đến một tiếng điềm đạm ấm áp giọng nữ. Không lâu sau đó, có ba cái tư thái linh lung, dung mạo khuynh thành nữ tử, xuất hiện tại thiếu niên bên người. Các nàng tuổi tác đều so thiếu niên lớn hơn một chút. Theo đặc thù đến xem, rõ ràng đều có thể biết, các nàng đều đến tự Hiên Viên Long Tông, chính là Tam Nhãn Chân Long Mạch. Ba nữ tử, dung mạo khác nhau, đều có đặc sắc, hắn mi tâm con mắt thứ ba, phân biệt là màu xanh lam, hỏa hồng sắc, tử sắc, nói rõ các nàng đến từ khác biệt phân mạch. Các nàng giống nhau đặc điểm là, rất chú ý gọi là, long lang lung, thiếu niên. Giao giao tỷ, cái này màu đen chống trận, cần phải chỉ dẫn chính là sau cùng một tòa long cung. Phải tăng tốc nhanh. Thiếu niên quay đầu, chăm chú cùng một vị nắm giữ mắt dọc màu tím nữ tử nói. Nữ tử kia người mặc cái này màu tím nhạt váy dài, tuổi tác cần phải lớn nhất, có cái tuổi này, hiếm thấy thành thục phong vận. Tốt, vậy chúng ta mau một chút. Các nàng bốn cái gật đầu, tăng nhanh tốc độ. Lang lung, 10 triệu không cần nóng lòng, đây là chúng ta tổ tiên đế táng, chúng ta là đế tôn truyền nhân, trên người có đế tôn huyết mạch. Đế tôn lý nên sẽ hết thảy bằng vào chúng ta ưu tiên. Lang lung, người có thể tại Thánh Long Cung, đạt được tổ tiên năm đó đệ nhất thần binh, Cửu Long Đế Kiếm chính là chứng minh tốt nhất. Đây chính là, bát giai trật tự thần binh, trật tự chi địa trong lịch sử, xuất hiện qua mấy loại bát giai trật tự thần binh. Người nắm giữ tôn huyết, tại trên binh khí, chúng ta, Thất Long Hoàng, bên trong, ngoại trừ ngươi ra ra, không ai có thể cùng ngươi so sánh. Trước mắt Long Cung bên trong xuất hiện bảo tàng, người lấy được, tuyệt đối là tốt nhất. Lang lung, ngươi là tổ tiên khâm định truyền nhân, hắn nhất định sẽ đem chọn cái Cửu Long Đế Táng đều truyền thừa cho ngươi, tiếp đó, hành sự tùy theo hoàn cảnh, các tỷ tỷ đều giúp ngươi. Các nàng ba cái một mực tại nói chuyện, mà cái kia Long Lang lung, thì trầm mặc không nói. Qua rất lâu, hắn nói, tỷ tỷ, nếu như nói, là chúng ta Hiên Viên Long Tông phát hiện tổ tiên Đế Táng. Các người những thuyết pháp này, thành lập khả năng tương đối cao, nhưng bây giờ là Thiên Cung lấy ra Cửu Long Đế Táng, Thiên Cung sẽ không đưa ta truyền thừa, ta cùng những người khác tại một cái hàng bắt đầu phía trên, Cửu Long Đế Kiếm, cũng là ta là dựa vào thực lực chiếm lấy mà đến. Cũng là ha, các nàng vội vàng nói. Ta nói những thứ này, không phải khiêm tốn, mà chính là muốn nói cho mọi người, tiếp xuống cạnh tranh, dứt bỏ thân phận, khác tự cho là đúng, có thể sẽ đối với chúng ta càng tốt hơn. Thiếu niên ôn hòa mà nói. Minh bạch, hết thảy nghe lang lung an bài. Các nàng đều hiểu, đứa nhỏ này tuy nhiên số tuổi tiểu, thế nhưng là,
hắn đúng là một cái rất tỉnh táo, rất để người yên tâm người. Trong bóng tối, đám người bọn họ phi tốc lướt qua. Đến hôm nay, Long Cung bảo tàng, nguyên một đám nổi lên mặt nước, truyền khắp trật tự chi địa. Đoạt mệnh ngân long, long huyết thần hoang, âm dương phần thiên đan, đại đạo nguyên ma đan, cái này bốn loại đã oanh động thái dương vạn tông. Nhưng là, làm loại thứ năm đến từ Thánh Long Cung, bảo tàng, theo bị đào thải đệ tử trong miệng, truyền đi ra bên ngoài thời điểm, tạo thành chấn động, vượt qua phía trước bốn lần tổng cộng. Bát giai trật tự thần binh Cửu Long Đế Kiếm. Đây mới là Cửu Long Đế Tôn đệ nhất thần binh. Thất truyền nhiều năm như vậy, rốt cục, vấn thế. Tôn huyết truyền cho Long Lang Lung, Cửu Long Đế Tôn, đây là khâm định hắn làm truyền nhân rồi hả? Thanh Hồn Điện, cũng coi là Hiên Viên Long Tông, cho nên lần này, Hiên Viên Long Tông, kiếm lời lật ra. Đây vốn chính là tổ tiên bọn họ bảo tàng A. Sai, hiện tại do Thiên Cung lấy ra, tại Vô Thiên Chi Cảnh, để đệ tử cạnh tranh, vậy thì cùng Cửu Long Đế Tôn bản thân không quan hệ, Thiên Cung, chính là muốn công bình. Công bình, là Thiên Cung trưởng quản Thái Dương Vạn Tông căn bản. Thái Dương Vạn Tông người, tạm thời cũng còn không thấy được Cửu Long Đế Kiếm. Nhưng, mỗi người, đều đã không kịp chờ đợi. Qua một chút trời, Miu Miu trở lại báo cáo, Đế Long Cung bên trong, nhiều một nhóm người. Người nào, hình dạng thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Một người nam, ba nữ, nam trên đầu lớn thật lớn hai cái bọc mủ, quản ba nữ đều gọi tỷ tỷ. Miu Miu một bên cho cánh tay vuốt lông, một bên uể oải nói. Bọc mủ, thứ đồ gì? Lý Thiên Mệnh về suy nghĩ một chút Thanh Hồn Điện tình báo, cũng không có trên đầu có bọc mủ người A. Có thể là Hiên Viên Long Tông, Long Lang Lung, Thánh Long Hoàng, Tôn Nhi. Trên đầu của hắn lớn lên đó là sừng rồng, còn lại ba nữ, đoán chừng cũng là Long Hoàng tử nữ. Phu Tử Thiên giải thích nói. Vị này A. Lý Thiên Mệnh có chút ấn tượng. Thanh Hồn Điện trong tình báo, liên quan tới hắn tư liệu không coi là nhiều. Nghe nói, tuổi tác vừa tới 20, xuất thủ tương đối ít, cụ thể cảnh giới không rõ. Vừa qua khỏi 20, liền có thể dựa vào thực lực, tại cái này Vô Thiên Chi Cảnh cùng còn lại cùng thế hệ giao phong, hắn, Thánh Long Thiên Phú, phải rất cao. Lý Thiên Mệnh hỏi, đầu mọc sừng rồng, bên trong có Thánh Long mắt, đúng là Hiên Viên Long Tông lịch sử tối đỉnh cấp Thiên Phú. Người muốn nhìn thấy Cửu Long Đế Tôn bức họa, liền hẳn phải biết, trên đầu của hắn, cũng có hai cái sừng rồng. Phu Tử Thiên nói, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Chỉ cần tại Đế Long Cung xuất hiện, cái kia chính là đối thủ cạnh tranh. Làm Cửu Long Đế Tôn hậu nhân, hắn tại Đế Táng bên trong, cần phải có nhất định ưu thế. Hắn có thể tới đến Đế Long Cung, nói rõ chém giết Long Khôi đủ nhiều, cái kia hẳn là cũng đã nhận được Long Cung bảo tàng. Nói đến đây. Lý Thiên Mệnh hỏi Miu Miu, hắn đến thời điểm, trên tay có màu đen chống trận sao? Meo. Miu Miu sửng sốt, đầu lưỡi tiêu nghỉu xuống. Ngủ thiếp đi. Lý Thiên Mệnh che che chán đầu. Lúc ấy ta thì nghỉ ngơi thời gian ba cái hô hấp, không thấy rõ ràng bọn họ là làm sao tới, mở mắt ra liền nghe đến bọn họ đang đánh nhau, bất quá cái kia lông vàng người đông thế mạnh, bốn người bọn họ rất nhanh liền lui qua một bên, nhưng không có rời đi. Miu Miu chứng trạc đàng hoàng giải thích nói. Thời gian ba cái hô hấp, ngươi tối thiểu ngủ ba ngày. Huỳnh Hỏa trợn mắt một cái nói. Gà đại ca, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, bản mèo chăm chỉ, rõ như ban ngày. Miu Miu chồm người lên, chống nạnh khiển trách Huỳnh Hỏa. Được rồi, trở về ngủ tiếp. Giám sát đi, lại có thay đổi gì, tùy thời thông báo ta. Bọn hắn hai phe đội ngũ, xem ra cũng không hiểu rõ, Đế Long Cung bí mật. Lý Thiên Mệnh nói, không có vấn đề, tuyệt đối giám sát đúng chỗ mèo, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi ta sắc bén hai mắt. Miu Miu nói xong, lại là chạy như một làn khói. Rất hiển nhiên, nó đã yêu mến phần công tác này. Tại bọn họ song phương, khám phá Đế Long Cung bí mật trước đó, sẽ có nhiều người hơn, thông qua cùng Long Khôi tranh đấu, thu hoạch được màu đen chống trận, đi tới nơi này. Cứ như vậy. Lý Thiên Mệnh liền được thời gian quý giá. Bọn họ nơi này, khoảng cách Đế Long Cung rất gần. Người tâm tính đầy đủ vững vàng, bình thường người đụng tới cái này Đế Long Cung, đều hận không thể ở bên trong. Phu Tử Thiên cảm khái nói. Ở trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh đứng tại thông đạo nơi hẻo lánh chỗ, lần nữa lấy ra Đông Hoàng Kiếm. Nặng tâm tiếp tục luyện kiếm. Tài nghệ không bằng người, đương nhiên phải sợ.
vì gần nhất, hố vị, châu chấu đá xe, không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh hai mắt nhắm lại, thiên hồn chìm vào cửu sắc long vảy bên trong. Theo phát hiện Đế Long Cung đến bây giờ, tối thiểu 10 ngày đi qua. Cái này thời gian 10 ngày, Lý Thiên Mệnh một nửa tại huyễn thiên chi cảnh tu hành, một nửa đang luyện kiếm. Ngân Long, Huyết Long, cơ sở kiếm quyết, trên cơ bản thông hiểu đạo lý. Cửu sắc long vảy bên trong, chưa từng xuất hiện loại thứ ba kiếm quyết. Cái này mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh đến dung hợp song kiếm này, mới có thể mở ra bước kế tiếp. Ngân Long nhanh chóng, Huyết Long chi hung, quang cùng huyết dung hợp, thành tựu, song long thiên kiếp kiếm. Mấy loại kiếm dung hợp, cũng là mấy cái long thiên kiếp kiếm. Cuối cùng cửu kiếm dung hợp, chính là cửu long thiên kiếp kiếm. Đây là hai loại ngược kiếm ý. Đinh đinh đinh. Lý Thiên Mệnh dùng một thanh Đông Hoàng kiếm, liên tiếp sử dụng thiểm quang sát kiếm cùng huyết tế hung kiếm, lại hoàn toàn không có dung hợp chi pháp. Không thích hợp. Hắn đứng tại nơi hẻo lánh chỗ, lần lượt thi triển, lần lượt suy nghĩ. Trước mắt kiếm quang lấp lóe, Đông Hoàng kiếm thỉnh thoảng vì ngân sắc, nhanh như quang mang, thỉnh thoảng vì huyết sắc, một kiếm đâm xuyên, huyết ảnh tràn ngập, đỏ trong sương mù, huyết long gào thét. Nhưng, cái này lưỡng kiếm căn bản như nước với lửa. Quang mang chi kiếm, so ra kém huyết sát chi kiếm hung hãn, kiếm thế dày đặc. Huyết sát ở giữa, thì đuổi không kịp quang mang ở giữa tốc độ. Chỉ cần thi triển, cơ bản tách rời. Đem cái này không hề quan hệ lưỡng kiếm, cưỡng ép điệp ra thành một kiếm, mới là cái này tám cảnh thần quyết tinh hoa. Lý Thiên Mệnh có tu luyện thần tiêu kiếm quyết kinh nghiệm. Thế nhưng là, thần tiêu kiếm quyết xích viêm hoàng kiếm cùng lôi quân hoàng kiếm chi dung hợp, cảm giác tựa như là hai cái bánh răng phù hợp. Mà cái này ngân long, huyết long lưỡng kiếm, mỗi người đều có hơn vạn bánh răng. Muốn đem cái này lưỡng kiếm đồng thời khảm hợp lại cùng nhau, mỗi một cái bánh răng cũng không thể phạm sai lầm, lẫn nhau ở giữa hơn vạn cái kiếm thế biến hóa, nhất định phải phù hợp đúng chỗ. Chỉ cần một cái bánh răng không có nhận phía trên, cũng là đầy bàn sụp đổ. Phá kiếp về sau, Lý Thiên Mệnh mệnh hồn, có một loại đáng sợ, tính toán, năng lực. Loại năng lực này, để hắn tùy tiện đánh hạ Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm cùng Đế Lâm kiếm đạo. Thế mà, tại đối mặt bực này dung hợp lúc, hắn dùng kiếm tay còn không có mệt mỏi, não tử đều đã mệt mỏi. Sáng tạo cái này cửa kiếm đạo người, thật sự là khoáng thế kỳ tài. Đây là chưa từng điệp ra kiếm thể, thức thần tình huống dưới. Phổ thông chiến quyết cùng thần quyết ở giữa khác nhau, hàm ý tăng lên, không coi là nhiều cao. Hạch tâm thuế biến, ở chỗ kiếm thế phức tạp. Thí dụ như thần tiêu kiếm quyết, chỉ là mấy cái kiếm thế biến hóa, nơi này lại ngàn vạn, hình thành kiếm trận. Để đối thủ tiếp nhận dày đặc công kích, không chỗ có thể trốn giấu. Kỳ thật đỉnh cấp kết giới linh sư, thiên thư linh sư, bọn họ cùng viêm hoàng đại lục thần văn sư khác nhau, đồng dạng ở chỗ, bọn họ có thể xử lý phức tạp hơn thiên thần văn. Tùy tiện một cái thần cấp kết giới, trong đó bộ ẩn chứa thiên thần văn, đều đến ngàn vạn mà tính. Học cấp tốc không được. Vậy liền trầm xuống tâm, buông ra hết thảy, tiếp tục. Lý Thiên Mệnh một mực nhớ, Đế Long Cung sự tình. Loại này cấp bách cảm giác, đối với hắn ngộ kiếm tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hắn dứt khoát dứt bỏ Đế Long Cung, toàn thân tâm thả trong một kiếm này. Bởi vậy, liền không quá tính toán thời gian, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Càng không quan tâm lại có ai, đến Đế Long Cung. Đắm chìm về sau. Trong lúc bất chi bất giác. Tự phát hiện Đế Long Cung bắt đầu tính lên, thời gian đã qua hơn một tháng. Cách mỗi 10 ngày, Lý Thiên Mệnh thì tiến một lần Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 3. Dạ Lăng Phong cũng giống như thế. Bất quá, Lý Thiên Mệnh ở trong đó lưu lại thời gian, sẽ càng lâu một chút. Trong vòng hơn một tháng, cảm ngộ tiền bối truyền thừa thiên hồn thời gian, đạt đến 15 ngày. Thời gian còn lại, đều tại, dung hợp, song kiếm phía trên. Nếu như ta đến tinh tướng thần cảnh, ta mệnh kiếp, thiên ý, hẳn là có thể trực tiếp trở thành, mệnh kiếp thần ý. Cái này thì có thể giải thích, Lý Thiên Mệnh đạp thiên chi cảnh, vì cái gì khó như vậy? Bởi vì này bằng với, hắn cơ hồ bắt đầu lại từ đầu, đem thiên ý tu luyện thành thần ý. Tương đương với, hắn tại ngắn ngủi này mấy tháng, lại thành một lần thần. Hiện tại, lại là một loại tiếp cận đột phá, nhưng lại chỉ kém một lớp giấy, không cách nào trọt rách trạng thái. Hắn thử rất lâu, thủy chung không có cách nào tiến đạp thiên thập nhất giai, mệnh luân thiên. Về sau, loại này tạm ngừng lại là thái độ bình thường. Mỗi người đều là như thế,
bao quát những thứ này cùng tuổi tiểu bối, thậm chí một kẹt, cũng là đã nhiều năm. Đối với cái này, Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh. Mệnh kiếp thiên ý, ước chừng chỉ kém hai bộ trưởng thành, thì có thể trở thành thần ý. Để Thái Nhất Tháp, cùng Đông Hoàng Kiếm, đặt song song. Đây chính là thành thần trước quá trình. Quá trình này, Lâm Tiêu Tiêu cùng Dạ Lăng Phong, một cái dựa vào thôn thiên hồn, một cái dựa vào đại đạo nguyên ma đan, đều nhẹ nhõm xông tới. Mặc dù quá khứ hơn một tháng, nhưng, Đế Long Cung, một chút biến hóa đều không có. Tạm thời vẫn là chiến nguyên sách cùng Long Lang Lung rằng co. Muốn chém giết mấy ngàn long khôi, đạt được màu đen chống trận, xem ra không dễ dàng như vậy. Nhưng Lý Thiên Mệnh đoán chừng, cần phải rất nhanh, sẽ có mới người gia nhập. Đế Long Cung vẫn không thay đổi hóa, Lý Thiên Mệnh vui vẻ nhẹ nhõm, hắn không vội mà đi dựa vào, đánh bại đếm, cùng, long khôi tăng lên đế tinh bảng điểm số. Bởi vì, hắn thủy chung rõ ràng, tại quan trọng điểm mấu chốt tranh đoạt bên trong, thực lực trọng yếu nhất. Hắn tiếp tục dựa theo nguyên lai tiết tấu. Tử Diệu Tinh Thần Tháp, luyện kiếm. Cái này hơn một tháng, Lâm Tiêu Tiêu dựa vào theo chiến doanh doanh trong tay, cướp tới 50.000 chiến thần tộc truyền thừa thiên hồn, so Dạ Lăng Phong còn nhanh hơn, đạt tới tinh tướng thần cảnh cấp thứ hai. Nàng vẫn là như cũ, đột phá tức thụ thương, hoàn toàn không có sinh long hoạt hổ cảm giác. Mỗi lần đột phá, đều muốn chết muốn sống, vài ngày mới có thể chậm tới. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, đều tại đột phá quan đầu, gặp ràng buộc. Phu Tử Thiên đã mơ hồ có thể cảm giác được, ba người bọn hắn, lâm thời ôm chân Phật, thật sự hữu hiệu quả. Tối thiểu nhất, Lâm Tiêu Tiêu cảnh giới tăng lên, để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, hắn lớn nhất kính úy người, vẫn là nơi hẻo lánh chỗ, đem một bức tường đâm vào thủng trăm ngàn lỗ Lý Thiên Mệnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu có vài chục vạn kiếm hố. Bây giờ, còn đang tăng thêm. Đinh đinh đinh. Trong thời gian này có đệ tử khác cùng Long Khôi tới gần, đều bị Lý Thiên Mệnh lấy ra luyện kiếm. Có thể đoán được, cái này đế táng bên trong, còn đang tiến hành đệ tử cùng Long Khôi đại hỗn chiến. Hô! Thẻ quá lâu, Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi. Đổi một cái tư duy. Hắn đem Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, một tay kim kiếm, một tay hắc kiếm. Cái kia cửu sắc long vảy đồng dạng chia làm hai bộ phận. Bên trong một cái bộ phận, chỉ có một mảnh nhỏ, tất cả đều là ngân sắc, một cái khác bộ phận, lại có tám loại nhan sắc. Lý Thiên Mệnh chính đang suy nghĩ huyết long một kiếm cùng ngân long một kiếm dung hợp, cho nên cái này tám màu vảy rồng bên trong, huyết sắc tạm thời nuốt sống còn lại nhan sắc. Kể từ đó, tương đương với Đông Hoàng song kiếm, đều có vảy rồng, một bạc một huyết. Đông Hoàng kiếm, có thể tâm phân nhị dụng. Đồng thời thi triển, để huyết tế hung kiếm đuổi theo thiểm quang sát kiếm tốc độ. Tách ra thi triển, có lẽ có thể càng nhanh dung hợp. Hắn đứng tại vách tường trước, hai mắt nhắm lại. Một nửa thân thể đắm chìm trong huyết sắc trong thế giới, một nửa khác thân thể, thì tại ngân sắc bên trong. Tay phải bình thường cánh tay, nắm kim sắc Đông Hoàng kiếm. Kim sắc bị vẩy rồng nhuộm thành ngân sắc, càng nhanh mạnh hơn. Tay trái hắc ám tí. Màu đen Đông Hoàng kiếm thì bị nhuộm thành huyết sắc. Hắc ám tí vốn là có lực lượng mạnh hơn, phù hợp huyết tế hung kiếm đặc tính. Một kiếm, thiểm quang sát lục. Một kiếm, huyết tế thiên quân. Đổi phương thức, rất nhanh liền có mới trải nghiệm. Hơn vạn, bánh răng, tại lần lượt thôi diễn cùng ma luyện bên trong, khảm hợp lại cùng nhau. Mới dung hợp chi kiếm, song long thiên kiếp kiếm, nhất định có ngân long nhanh, cũng có huyết long hung tàn. Lại là mấy ngày trôi qua. Thẳng đến có một ngày. Đông Hoàng song kiếm bên trong, tám màu vảy rồng phía bên kia, trong đó huyết sắc thoát ly tập thể, hội tụ đến bên trái ngân sắc bên trong. Huyết sắc trở thành nhạt, sáng lên. Bạc, huyết giao dung, tạo thành một loại mới nhan sắc. Mới nhan sắc, có điểm giống là màu đỏ nhạt kim loại. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh hơn một tháng khổ tu, rốt cục tại cái này dung hợp kiếm đạo phía trên. Bước ra bước đầu tiên. Nếu như có thể dùng thức thần hình thành kiếm trận, luyện thêm thành kiếm thể, vậy liền lợi hại. Đó là, gấp 3 uy lực. Mà lại, gấp 3 chỉ là dự đoán. Lý Thiên Mệnh nắm giữ thập đại kiếm hình thức thần, kiếm hình thức thần vốn là lực công kích mạnh, lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm đến thi triển, sẽ chỉ so dự đoán càng cao. Đơn giản, đi huyễn thiên chi cảnh thử một lần liền biết. Lý Thiên Mệnh huyễn thiên chi cảnh, tạm thời ghi danh 7 đại thức thần. Siêu siêu,
hình tròn trong chiến trường, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm. Đối diện là một cái tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3, thanh niên, hơn 80 tuổi. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, có 7 chuôi đều ở trên đỉnh đầu. Huỳnh Hỏa bọn họ thì không có đi ra. Lâm Phong. Đối phương nhận ra hắn, có thể mở miệng nói hai chữ, Lý Thiên Mệnh liền giết đi lên. Song kiếm, thức thần, nghiền ép. Bạc Long phi vũ, huyết long nuốt chừng. Kết thúc. Lâm Phong, thắng. Lý Thiên Mệnh sắc mặt có chút kinh hỉ. Đây chính là thuần túy thức thần kiếm quyết. Hắn cơ hồ kết luận, đây không phải Cửu Long đế tôn sáng tạo chiến quyết. Thậm chí, cái tên, đều chưa hẳn là Cửu Long thiên kiếp kiếm. Không phải thức thần tu luyện giả, không có khả năng sáng tạo, như thế hoàn thiện thức thần kiếm quyết. Lấy Lý Thiên Mệnh 10 kiếm thức thần, hắn dự chắc dung hợp kiếm đạo, kiếm thể cùng thức thần điệp ra, uy lực cần phải có dung hợp kiếm đạo gấp 4 lần trở lên. Thế mà đã từng Cửu Long đế tôn, chỉ có thể thi triển gấp 2. Cho nên, tám cảnh thần quyết, phán đoán sai a. Cửu Long hợp nhất, tuyệt đối cửu giai chí tôn. Lý Thiên Mệnh biết, tại chiến quyết phương diện, hắn tuyệt đối nhặt được bảo. Lúc này, hắn đang muốn đi Tử Diệu tinh thần tháp tu luyện. Nhưng, ngoại giới có biến động, có người tới gần thiên vị kết giới. Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên đã thông báo, để hắn đừng quấy rầy. Đã có người tới gần, đã nói xảy ra biến cố. Lý Thiên Mệnh thiên hồn, trong nháy mắt rời đi huyễn thiên chi cảnh. Bản thể của hắn, cũng ở trên trời vị trong kết giới vừa tỉnh lại. Mở mắt xem xét, Vu Tử Thiên ánh mắt cổ quái, đứng tại trước mắt của hắn. Có việc, Lý Thiên Mệnh hỏi. Bên kia có người tìm ngươi. Vu Tử Thiên chớp chớp tử sắc lông mày, nhún nhún vai, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh sau lưng cuối thông đạo. Nghe xong câu nói này, Lý Thiên Mệnh cảm giác mắt trái nhảy một cái. Khẳng định là cái kia màu mực đôi mắt nhỏ đồng tử, lại hóa thành cá nhỏ, tại ánh mắt hắn bên trong bơi qua bơi lại. Hắn đứng dậy, hướng sau lưng xem xét. Tại cái kia hắc ám trong bóng râm, có một đạo màu mực bóng hình xinh đẹp. Nàng tóc dài như thác nước, xinh đẹp đứng đấy. Ánh sáng yếu ớt bên trong, có thể thấy được nàng mắt trái trống không, mắt phải thì là màu xanh sẫm, thâm trầm mà biến ảo khôn lường. Ngăn cách hứa xa, đều có thể cảm nhận được, trên người nàng loại kiêng nghiêng tuyệt thiên hạ mỹ. Đây là một cái tựa như ảo mộng nữ tử. Nàng đứng tại cái này, lại hình như không thuộc về cái thế giới này, thậm chí thân thể hư hư thực thực, khó có thể nắm lấy. Cẩn thận một chút, khát say mê, nàng có gà. Phu Tử Thiên tiến đến bên tai, mập mờ cười một tiếng. Lan, Lý Thiên Mệnh sớm muốn đi tìm người này, đi làm rõ ràng mắt trái phía trên. Cái này màu xanh sẫm cá nhỏ sự tình. Hắn liền nhìn chằm chằm người này, hướng về, vi sinh mặc nhiễm, mà đi. Trong bóng tối, càng đến gần, dung nhan của nàng cũng càng ngày càng rõ ràng. Lý Thiên Mệnh cho rằng, cái này là trừ Khương Phi Linh bên ngoài, có thể ở vẻ bề ngoài phía trên, cái thứ hai có thể cho mình, mang đến tâm linh rung động mỹ nhân. Đương nhiên, Lý Thải Vi, Hy Hoàng đây đều là nhân gian tuyệt sắc. Chỉ là... các nàng không thuộc về Lý Thiên Mệnh tốt chiếc kia. Nói trắng ra là, hắn thì ưa thích loại này biến ảo khôn lường, tung bay xuất trần tiểu tiên nữ. Có thể mấu chốt là, vi sinh mặc nhiễm, loài lưỡng tính A. Chính vì vậy, lần thứ hai đụng tới nàng, nhìn đến như thế như mộng ảo thiếu nữ, trên thân vậy mà cất giấu, ra hỏa quả thực để Lý Thiên Mệnh xấu hổ. Hắn lựa chọn không nhìn loại này khiến người ta mê say mỹ mạo. Hắn tằng hắng một cái. Đi ra phía trước, nói thẳng. Anh em, đừng tại đây phát ra ngươi cái này đáng chết nữ tính mị lực, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi hướng con mắt ta bên trong ném một con cá, cái này không ổn đâu. Có phải hay không là ngươi nhận lầm người? Ca, nhóm. Thiếu nữ khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt khoan thai nhìn lấy hắn, có chút mê hoặc nói ra hai chữ này. Thanh âm của nàng đồng dạng biến ảo khôn lường, còn mang theo một chút tiểu mị ý. Tựa như là con mèo nhỏ móng vuốt. Có thể gãi đến tâm lý đi, nghe cũng là hưởng thụ. Có thể Lý Thiên Mệnh thời khắc nhớ đến nàng loài lưỡng tính, dạng này nghe, ngược lại tặc khó chịu. Muốn không ngươi đổi khuôn mặt, nói chuyện với ta, Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Cá nhỏ, không có khác khuôn mặt. Nàng cúi đầu xuống, có chút ủ rũ mà nói. Ngươi nói cá nhỏ, là chính ngươi, không phải con cá này. Lý Thiên Mệnh chỉ ánh mắt của mình hỏi. Ừm, nàng khẽ gật đầu. Bộ dáng kia ngược lại là ta thấy mà yêu. Đại ca, có ý tứ gì a? À?
ta để ngươi làm hồ đồ rồi, chúng ta quen biết sao? Lý Thiên Mệnh có chút nhức đầu. Không biết, có thể cá nhỏ đang chờ ngươi. Nàng lấy dũng khí, dùng trắng xám ra mặc sắc ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn. Chờ ta làm gì? Lý Thiên Mệnh hồ nghi nói. Cứu ta, Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, hắn cảm giác người này là bệnh thần kinh, hoặc là cố ý trêu đùa chính mình. Sau đó nhân tiện nói, ngươi thế nào? Kinh Nguyệt không điều thật sao? Nàng đầu tiên là giật mình, về sau vậy mà triển lộ ra nét mặt tươi cười, gương mặt hồng nhuận một số. Cái này đáng yêu cười một tiếng, rất có Hoa Nhường Nguyệt thẹn cảm giác. Đại ca, ngươi tại thẹn thùng. Lý Thiên Mệnh có chút say. Đây rốt cuộc cái gì cùng cái gì a? Không thèm nghe ngươi nói nữa, hừ, bại hoại. Vi Sinh Mặc Nhiễm chu chu mỏ, tâm lý dường như 10 phần hoan hỉ, vậy mà quay người lanh lợi đi. Lý Thiên Mệnh nhìn qua nàng rời đi thời điểm bóng hình xinh đẹp, trong lòng 10.000 dê đầu đàn lạc đà lao nhanh mà qua. Có ý tứ gì a? Ngươi cùng nàng đã từng có một trận mỹ diệu gặp gỡ sao? Vẫn là nói các ngươi đời trước là tình nhân, kết quả nàng đời này không cẩn thận mang theo đem, bỏ qua một cọc mỹ hảo nhân duyên. Huỳnh Hỏa theo cộng sinh không gian bên trong nhô đầu ra, tràn đầy phấn khởi hỏi. Cuồn cuộn, Lý Thiên Mệnh có chút phát điên. Hắn hướng cộng sinh không gian xem xét, tiên tiên linh thể, ngay tại nó cái kia sạch sẽ bóng bẩy trên cây khô khắc chữ đây. Nó đang làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khắc chữ nguyền rủa ngươi, ai để ngươi để nó đói bụng thời gian dài như vậy? Mặt khác, nó tại ghi chép Linh Nhi ngủ say trong khoảng thời gian này, ngươi cùng tất cả cô nương đã nói, đến lúc đó thuận tiện cùng Linh Nhi cáo trạng. Huỳnh Hỏa nói. Ngọa tào. Lý Thiên Mệnh lần nữa tại trong gió lộn xộn. Đế Long Cung. Lớn như vậy không gian, có thể dung nạp tối thiểu mấy vạn người cùng bọn hắn cộng sinh thú. Bây giờ hơn 200 chiến thần tộc, vẫn bá chiếm nơi này. Cái này hơn một tháng, bọn họ thử 1.000 loại thủ đoạn, liền cái này Đế Long Cung bất luận cái gì một viên gạch, cơ bản đều chưa thả qua, nhưng lại vẫn không có suy nghĩ ra, bất luận cái gì khám phá Đế Long Cung bí mật phương pháp. Nửa đường long lang lung đến, chiến thần tộc phản ứng mãnh liệt, trực tiếp động thủ. Bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, đem Hiên Viên Long Tông mấy vị này đệ tử, áp ra Đế Long Cung. Thế mà, chung quanh thông đạo quá nhiều, long lang lung căn bản không có rời đi. Chiến Nguyên Sách cũng không làm gì được hắn. Mấy cái này Hiên Viên Long Tông đệ tử, tối thiểu tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3 trở lên, không phải người yếu. Muốn không phải long lang lung căn bản lười nhác cùng Chiến Nguyên Sách tranh phong, song phương thật đánh lên, thiên bảng xếp hạng thứ 2 Hiên Viên Long Tông. Chưa hẳn sợ chiến thần tộc. Đế Long Cung rất lớn. Chiến Nguyên Sách căn bản không ngăn cản được bọn họ, cùng một chỗ thăm dò cái này Đế Long Cung ảo diệu. Theo thời gian trôi qua, song phương nhân mã, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trong lúc đó, Long Lang Lung còn rời đi một đoạn thời gian, đi chém giết Long Khôi, đánh bại Đế Tinh kết giới. Chờ hắn trở về, không ra hắn sở liệu, lấy Chiến Nguyên Sách cầm đầu chiến thần tộc, còn ở lại chỗ này sứt đầu mẻ chán. Chiến Nguyên Sách, nói không chừng cái này Đế Long Cung, vốn chính là trống không, nếu như vậy, người dự định tại cái này phí công bao lâu, nửa năm, một năm. Long Lang Lung đứng tại cửa thông đạo, ngữ khí bình thản nói chuyện, ba cái hắc ám đôi mắt, lại cất giấu một tia trêu tức. Thôi đừng chém gió, người ta đều hiểu, nơi này nhất định là quan trọng. Các loại bí mật của nó nổi lên mặt nước, Cửu Long Đế Táng, cũng nhanh đóng lại. Chiến Nguyên Sách thanh âm trầm giọng nói. Trên thực tế, Cửu Long Đế Táng khắp nơi đều có bảo bối, Long Cung bảo tàng chỉ là tối đỉnh cấp. Đệ tử khác tại thông đạo các nơi, tìm được không ít bảo bối. Tại loại này điều kiện tiên quyết, có thể từ bỏ những thứ này phổ thông bảo bối, đơn độc canh giữ ở cái này Đế Long Cung hơn một tháng, có thể thấy được Chiến Nguyên Sách quyết tâm. Ngươi lần trước nói, Thanh Hồn Điện mấy người kia, đạt được mấy loại Long Cung bảo tàng. Long Lang Lung hơi hơi hí mắt hỏi. Đúng. Đoạt mệnh ngân long, long huyết thần hoang, còn có đại đạo nguyên ma đan. Chiến Nguyên Sách ngắm Long Lang Lung liếc một chút, nhếch miệng cười một tiếng, nói, xem ra, ngươi tổ tiên, cũng không có chiếu cố nhiều ngươi, mà chính là nhận Thanh Hồn Điện làm hậu nhân. Im miệng đi, Lang Lung có. Một vị lam váy thiếu nữ vừa nói đến đây, Long Lang Lung hô một tiếng, mộc mộc tỷ, thiếu nữ kia liền mới ngậm miệng lại, thấp giọng nói một câu xin lỗi. Ồ, ngươi cũng có thu hoạch đâu. Lấy ra nhìn xem, Chiến Nguyên Sách nói. Long Lang Lung lãnh đạm nhìn hắn một cái, cũng không có phản ứng,
mà chính là đem chú ý lực đặt ở Đế Long Cung phía trên. Điều này khiến cho chiến thần tộc đệ tử bất mãn. Một cái tiểu hài tử, trang cái gì trang? Chiến Doanh Doanh chẳng thèm ngó tới, ca, người đã là tầng thứ 5, tùy tiện nghiền ép hắn, muốn không quyết định, triệt để buộc bọn họ bị loại, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đừng làm rộn, hắn có chút bản sự, Chiến Nguyên Sách nói. Hắn biết rõ, mặc kệ chính mình có ưu thế gì, chiến thần tộc cũng là thiên bảng thứ 4. Trước mặt Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông cùng Vô Tự Thần Điện, bọn họ so chiến thần tộc mạnh, bọn họ bồi dưỡng được tiểu bối đệ tử, mặc kệ là Vi Sinh Mặc Nhiễm, vẫn là Long Lang Lung cùng cái kia thần bí, cho tới bây giờ không có lộ diện qua, không, đều là hắn kiêng kỵ đối tượng. Vừa định lên những người này, đối diện cửa thông đạo, bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Đông, có người gõ vang trống trận. Đó là màu đen chiến tiếng trống. Chiến thần tộc, Hiên Viên Long Tông đệ tử lỗ tai, nhất thời dựng lên. Vù vù, nguyên một đám người, bỗng nhiên đứng thẳng, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tại bọn họ lạnh lùng nhìn kỹ giữa, một cái có mặc màu xanh lá tóc dài thiếu nữ, tại quang ảnh bên trong, xuất hiện tại cửa thông đạo. Nàng đứng tại chỗ cao, ánh mắt quét một chút song phương đệ tử. Cái kia không linh hai con mắt, nhưng lại có sâu vô cùng lạnh lùng. Chiến Nguyên Sách cùng Long Lang Lung, đều thấy được trên tay nàng màu đen chống trận. Tính cả Lý Thiên Mệnh cái kia, đây là cái thứ tư màu đen chống trận. Chiến Nguyên Sách xem kỹ lấy thiếu nữ này, trong ánh mắt kiêng kỵ càng sâu. Bởi vì, đây là vô thiên chi cảnh khai chiến trước, danh khí vang dội nhất đệ tử. Đại đa số người nhận định, nàng Vi Sinh Mặc Nhiễm, cũng là mạnh nhất người. Mặc kệ là Chiến Nguyên Sách vẫn là Long Lang Lung, cũng sẽ không khi nàng là một nữ nhân. Chiến thần tộc một đám người đồng bọn, Long Lang Lung bên người có ba cái đỉnh phong trợ thủ, mà cái này Vi Sinh Mặc Nhiễm, lại một người độc hành. Người bên cạnh lập tức quả cùng người khác, kỳ thật có thể theo mặt bên nhìn ra, bọn họ ba cái đối lòng tin của mình. Trợ thủ càng ít, nội tâm càng mạnh. Chiến Nguyên Sách coi như cái sau vượt cái trước, hắn đều không muốn độc hành, chính là trên tâm lý, còn bảo lưu lấy yếu thế tự mình định vị. Chính là bởi vì như thế, làm Vi Sinh Mặc Nhiễm một người, đi vào tầm mắt thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên, không phải đánh tan, đuổi đi nàng, mà chính là cau mày, như lâm đại địch. Kể từ đó, Đế Long Cung, tạo thế chân vạc. Vù vù, thiếu nữ kia chống đỡ xanh cây dù, rơi xuống thời điểm, váy dài như lá sen một dạng tản ra. Trắng như tuyết chân dài như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng. Đương nhiên, mọi người mơ màng là, như thế kiều nộn, trắng như tuyết hai chân đi lên, có bao lớn, ra hỏa. Khụ khụ, Chiến Nguyên Sách chỉ có thể nhắm mắt lại. Nói thật, hắn khôi ngộ uy mãnh, nhưng hắn cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, cũng tốt cái này một miệng. Chỉ là, vừa nghĩ tới nàng không phải nữ, chính mình lại có mấy cái trong nháy mắt trầm mê trong đó, mùi vị đó, quả thực xấu hổ sợ nổi da gà. Long Lang Lung không thích tiểu tiên nữ, cho nên hắn không có gì cái gọi là, trực tiếp mở miệng nói. Vi Sinh, người khác lãng phí thời gian, ta cùng Chiến Nguyên Sách suy nghĩ một tháng, không đùa, nơi này trống trơn một mảnh. Lần này, đến phiên Vi Sinh Mặc Nhiễm không có đáp lại hắn. Nàng hai mắt nhìn chăm chú trong tay trống trận, lại quét mắt cái này Đế Long Cung. Ba cái, lấy ra thử một chút. Cái kia ôn nhu thiếu nữ thanh âm. Tại cái này lớn như vậy Đế Long Cung quanh quẩn. Thanh âm này so với ta còn mềm. Long Lang Lung bên người, một cái áo trắng thiếu nữ nhịn không được thẻ lưỡi, im lặng nói ra. Ngược lại là Chiến Nguyên Sách cùng Long Lang Lung, nghe Vi Sinh Mặc Nhiễm mà nói về sau, thoáng có chút ý nghĩ. Bọn họ liếc nhau một cái, theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra màu đen chống trận. Đế Long Cung, đã tìm sạch sẽ, duy nhất khả năng phát động hắn bí mật. Có thể là càng nhiều màu đen chống trận, ba cái, đủ chưa? Ôm lấy ý nghĩ như vậy, bọn họ tam phương liếc nhau. Mỗi người, đều muốn màu đen chống trận, một mực nắm giữ ở trên tay mình. Sau đó, bọn họ lẫn nhau tới gần. Ong ong ong. Chống trận có động tính, cái kia mặt chống vậy mà chủ động rung động. Cái này khiến Chiến Nguyên Sách ánh mắt sáng lên. Hắn đều suy nghĩ hơn một tháng, không nghĩ tới, tránh thức mở khóa bí mật phương thức. Lại là ba cái chống trận tề tụ. Đông đông đông. Chống trận tự mình chấn động, theo lấy bọn hắn lẫn nhau tới gần, tần suất càng tốt đẹp hơn mãnh liệt. Tiếng chống đồng dạng càng thêm vang dội. Tại tiếng gầm bao phủ dưới, chung quanh bỗng dưng sinh ra phong bạo, đem mái tóc dài của bọn hắn,
quần áo, đều hất tung lên. Trong lúc nhất thời, cái này lớn như vậy Đế Long Cung, vậy mà bắt đầu chấn động. Ầm ầm. Khi bọn hắn lẫn nhau cách xa nhau chỉ có 10 mét thời điểm, chống trận phát ra thanh âm, đã lao ra rất rất xa. Đế Long Cung bên trong mỗi người đều đinh tai nhức óc. Chiến Nguyên Sách nắm giữ 8 cái lỗ tai, thính giác thiên hạ đệ nhất, lúc này thời điểm trực tiếp lỗ tai đổ máu, tư vị kia có thể nói 10 phần chua thoải mái. Oanh! 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 Tiếng trống biến thành tiếng oanh minh âm. Đế Long Cung chấn động mãnh liệt, những cái kia chiến thần tộc đệ tử, tại tiếng gầm cùng trong chấn động, cơ hồ đứng không vững. Ong ong! Ba cái màu đen chống trận, đột nhiên mở rộng, đường kính ước chừng có chừng 2 mét. Cứ như vậy, mặt trống chấn động càng lớn, thanh âm càng vang dội. Đoán chừng toàn bộ Cửu Long Đế Táng, đều tại run rẩy kịch liệt. Ầm ầm! Ba cái màu đen mặt trống, xông ra một đạo quang trụ, ở phía trên đụng chạm cùng một chỗ. Quang mang va chạm. Một tiếng lớn nhất chấn động, hóa thành sóng ánh sáng bao phủ ra ngoài. Tại cái này trong đụng chạm van xin ba người, càng là đứng không vững, bị hất bay ra ngoài. Trên trời quang mang biến hóa. Trong ánh sáng, một cái vật lớn hình dáng, như ẩn như hiện. Mèo, tốt nhào nhào a, người nào hắn mèo mở đèn rồi. Miu miu hỗn loạn, híp mắt, thân thể cùng đả thương nặng giống như, đứng không vững. Nó lay động trong chốc lát, lại ngã xuống, chổng vó. Hồ Tương Đương mặc kệ, con cá này thơm quá, bản mèo tiếp tục nhấm nháp. Liên quan tới thiểm quang sát kiếm cùng huyết tế hung kiếm, song kiếm dung hợp, Lý Thiên Mệnh đã tìm được đúng đường. Đến đón lấy ma luyện, dung hợp, quán thông, thì dễ dàng rất nhiều. Hoàn toàn mới, song long thiên kiếp kiếm, đã nhanh lại mãnh liệt, giết người ở vô hình. Vi sinh mặc nhiễm đi về sau, phụ tử thiên như tên trộm đi tới, ánh mắt quái dị nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nụ cười mập mờ. Có bệnh, mặt co quắp, ta có thể thưởng ngươi một bàn tay. Lý Thiên Mệnh dự định xuất ra Đông Hoàng kiếm, tiếp tục ma luyện làm sâu sắc kiếm quyết. Ngươi cùng cái này vi sinh mặc nhiễm, không có sao chứ? Phụ tử thiên cười quái dị nói. Không có việc gì à? Chậc chậc, ta cười em gái ngươi. Lý Thiên Mệnh bóp lấy cổ của hắn, phụ tử thiên nhất thời trừng mắt le lưỡi, kém chút bị sốc. Ở chung thời gian dài, liền phát hiện ra hỏa này không câu nệ tiểu tiết, ngược lại là có thể chơi đến cùng đi. Đại ca tha mạng, phụ tử thiên vội vàng nói sang chuyện khác, hét lên, đúng rồi, ta nhìn ngươi tại ngắn ngủi này một tháng thời gian, đã đem hai môn kiếm thuật dung hợp, đây chính là tám cảnh thần quyết. Người này thiên phú, để tiểu đệ nhìn mà than thở. So với hắn người có ngộ tính cao, hết lần này tới lần khác vẫn còn so sánh hắn nỗ lực, đây mới là gọi hắn khâm phục. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Lý Thiên Mệnh cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý, liền đem hắn để xuống. Đến, ngồi xuống, nói tỉ mỉ. Phụ tử thiên cùng hắn kề vai sát cánh, tại lối đi này ngồi xuống, tại dạng này con, cực kỳ giống bạn bè không tốt. Được. Có dám mau thả, Lý Thiên Mệnh nói. Hắc hắc, người bây giờ có nắm chắc, đối phó Chiến Nguyên Sách sao? Phụ tử thiên chứng chạc đàng hoàng hỏi. Không có nắm chắc, đánh không lại, khác nói người ta có hơn 200 người hộ pháp, coi như hắn đơn thương độc mã, chúng ta toàn phía trên, cái kia đều đánh không lại. Lý Thiên Mệnh rất nghiêm túc nói. Lần thứ nhất giao thủ, trong lòng của hắn liền đã có tính toán. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 chiến thần tộc 8 tai thiên tài. Trời sinh chiến thần, từ nhỏ tại sinh tử trong chém giết trưởng thành ra hỏa, chính diện cơ hồ không cách nào đối kháng. Dù sao, Lý Thiên Mệnh cùng cảnh giới của hắn, kém đến có chút nhiều. Nghe nói cái này tám tai thiên phú, nắm giữ kinh khủng thính lực, loại này thính lực dùng trên chiến đấu, làm đến hắn cảm quan mạnh đến không thể tưởng tượng trình độ. Hắn có thể thông qua thanh âm rất nhỏ, nghiêm ngặt khóa chặt mỗi một cái đối thủ phương vị, thậm chí Lý Thiên Mệnh mỗi một kiếm biến hóa. Tai nghe khắp nơi, trưởng khống chiến trường, hình dung thì là chiến thần tộc. Như vậy, mặc kệ về sau kéo bao lâu thời gian, Đế Long Cung bên trong đồ vật cạnh tranh, chúng ta đều ở thế yếu. Mà cái này một tòa Long Cung, lại là đế tinh bảng bài danh quan trọng, nếu để cho Chiến Nguyên Sách đạt được, nói không chừng sẽ đoạt Chiêm Thiên Cung vị trí, chúng ta triệt để mất đi cơ hội. Phụ tử thiên chậm rãi phân tích nói. Đúng, người nói đều là nói nhảm, Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Nếu không phải như thế, hắn cần phải tại cái này, giành giật từng giây tăng cường chính mình a. Trước mắt hao phí hơn một tháng, cảnh giới vẫn tạm ngừng, là Lý Thiên Mệnh lớn nhất phiền não.
Mệnh kiếp thiên ý thành tựu thần ý sau cùng hai bộ, không có Lý Thiên Mệnh dự đoán thuận lợi như vậy. Ca, ta có biện pháp, để cho các ngươi lại hướng lên sông một cái, nếu có thể đột phá trước mắt cảnh giới, có phải hay không thì có đối kháng tư cách. Phu Tử Thiên chớp mắt nói. Ngươi nói cái gì, cùng lão tử nói đùa đâu, ngươi phải có bản lãnh này, vì sao không chính mình đột phá. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Không có nói đùa a huynh đệ, ta tình huống đặc thù, ngươi cũng không phải không biết. Ta thì đi thẳng vào vấn đề đi, ta trên tay còn có 4 cái, vạn đạo thần đan. Phu Tử Thiên tiến đến hắn bên tai, thần bí hề hề nói. Nói ra câu nói này, hắn kỳ thật cũng nâng lên không ít súng khí. Cái gì vạn đạo thần đan? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Chính là ta cái này tùy thân lão gia gia, che mấy ngàn năm thần đan, ta vốn là dự định tại lần sau lui đan triều lúc kết thúc sử dụng, làm cho ta thừa cơ đột phá 1-2 trọng, đặt vững cơ sở dùng. Cái này vạn đạo thần đan là lớn nhất, ôn hòa, thần đan, chính là thảo mộc thần linh, vạn đạo thần thụ, luyện chế mà thành, nắm giữ cấp 6 trật tự thần văn, vạn đạo chi tâm, ở trong chứa vô số đạo bao hàm, thuộc về đại đa số người đều có thể phục dụng thần đan, liền đoán tạo nguyên tố thần tai, đều là hải quỳ linh cùng hương vụ bạch vân, loại này ôn hòa thuộc tính. Nó mặc dù là cấp 6 trật tự thần đan, nhưng bởi vì áp dụng tính cao, tại thế trên mặt giá cả, có thể cùng cấp 7 thần đan so sánh. Nếu như các ngươi hiện tại kẻ tại ràng buộc, ta đoán chừng có thể để các ngươi đều hoàn thành cảnh giới đột phá. Phu Tử Thiên mồm mép, nhanh đến mức cùng Lý Thiên Mệnh thiểm quang sát kiếm giống như, nhanh chóng đem một đoạn này lời nói xong. Nghe xong một đoạn này lời nói, Lý Thiên Mệnh còn có chút phản ứng không kịp. Ngươi thật sự có, hắn xác nhận hỏi. Thật đó à, đây là nhà ta tùy thân lão gia gia, duy nhất lưu lại thần đan, ta cũng là phế đi sức chín châu hai hổ. Mới từ hắn di tích bên trong tìm tới. Cất 20 năm, một mực không có cam lòng dùng, chính là vì lần này vô thiên chi chiến chuẩn bị. Phu Tử Thiên nói. Vậy ngươi làm cho ta cái gì đâu? Chính mình giữ lấy thời khắc mấu chốt trang bức dùng a. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe nói như thế, Phu Tử Thiên bỗng nhiên một bộ cảm động hết sức dáng vẻ, trong mắt gần như sắp muốn lệ quang lấp lóe. Làm sao giọt, trong mắt tiến giỏi rồi. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ai? Ta chỉ là vững tin một chút, cái kia chính là, ngươi thật coi bằng hữu ta, ta theo ngươi lộ ra vạn đạo thần đan, ngươi phản ứng đầu tiên, không phải để cho ta lấy ra, mà chính là để chính ta dùng. Đổi lại người khác, khả năng thì sát nhân đoạt bảo. Phu Tử Thiên nói, kéo lông, ca không phải loại này người, cái đồ chơi này đã đối ngươi trọng yếu, giữ đi. Lý Thiên Mệnh nói, không lưu, Phu Tử Thiên bỗng nhiên kiên định nói. Vì cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nghĩ thông suốt, ta mục tiêu ban đầu, cũng là tiến đế tinh bảng 10 vị trí đầu, vì thanh hồn điện tăng lên một cái thiên bảng bài danh. Thiên cung danh ngạch, kỳ thật không nghĩ tới, bởi vì thực sự rất khó khăn. Hiện đang phát sinh hết thảy, cùng ta tưởng tượng khác biệt, các người ba cái cần phải đều còn tại đế tinh bảng 10 vị trí đầu, còn chiếm được nhiều như vậy bảo bối, ta trên cơ bản có thể xác định, thanh hồn điện thiên bảng bài danh tăng lên cái này mục tiêu, bọn họ đã tính toán giúp ta hoàn thành. Nói thật, ta thật cảm kích các ngươi. Cứ như vậy, ta có hay không có thể hay không tiến 10 vị trí đầu, có thể hay không ở lúc mấu chốt, lại phá 1-2 trọng, đã không có trọng yếu như vậy. Trái lại, hiện tại đế long cung tranh đoạt, rất có thể quan hệ đến thiên cung danh ngạch, các ngươi đạt được quá nhiều bảo tàng, thanh hồn điện có chút khó chống đỡ, có lẽ thiên cung là hy vọng duy nhất. Loại thời điểm này, vạn đạo thần đan nếu là có thể tại cuối cùng cạnh tranh bên trong, đem cho các ngươi một chút hy vọng. Không thể tốt hơn. Cho nên, ta quyết định lấy ra, ủng hộ các ngươi, hồi báo các ngươi đối thanh hồn điện trợ giúp. Phu Tử Thiên một hơi, nói thật dài một đoạn, cuối cùng đem lời trong lòng nói ra, nhất thời dễ chịu không ít. Kỳ thật, hắn đã sớm muốn đưa ra vạn đạo thần đan, chỉ là một mực không biết làm sao mở miệng. Lý Thiên Mệnh sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi. Kỳ thật hắn biết rõ, nếu như cái này vạn đạo thần đan, thật có hắn nói công hiệu. Làm cho tới bây giờ đều không có, tránh thức dựa vào, thần đan, đột phá ràng buộc hắn, tâm bên trong khẳng định có nhất định hy vọng. Mà lại hắn rất rõ ràng, bọn họ thực lực trước mắt, tại đối mặt chiến nguyên sách loại này Thái Dương Vạn Tông tuyệt thế thiên kiêu trước mặt, xác thực rất xấu hổ. Lý Thiên Mệnh lần trước có thể đoạt đi đại đạo nguyên ma đan, cái kia là vận khí tốt. Vận khí tốt đều vứt bỏ đoạt mệnh ngân long, chớ nói chi là hiện tại, chiến nguyên sách tại đế long cung đoạt chiếm được tiên cơ. Bọn họ hy vọng xa vời. Bảo vật quá nhiều,
đâm lao phải theo lao. Đế Long Cung chi tranh, Lý Thiên Mệnh không có khả năng đẩy e sợ. Thiên Mệnh, kỳ thật, ta còn có một cái lý do, chỉ là có chút ngay thẳng, ta không biết ngươi yêu hay không yêu nghe. Phu Tử Thiên lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Nói thẳng đi, Lý Thiên Mệnh ngữ khí bình thản nói. Ta cái này lão gia gia, nhìn ra các ngươi mỗi một cái, đều thật không đơn giản, khuyên ta cùng các ngươi lăn lộn, nói các ngươi là quý nhân. Kỳ thật nắm giữ truyền thừa của hắn về sau, ta vẫn cho là mình là trời chi kiêu tử, tâm bên trong khẳng định có kiêu ngạo, trong khoảng thời gian này thông qua cùng các ngươi tiếp xúc, để ta hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta cảm giác, chúng ta có thể có chạm mặt gặp gỡ, đó cũng là một trận duyên phận. Đã như vậy, ta cũng không giấu che đậy dịch, ta thì thẳng thắn mà nói, cái này vạn đạo thần đan, chính là ta đầu danh trạng. Ra cái này cửu long đế táng. Các loại vô thiên chi chiến kết thúc, mặc kệ phát sinh cái gì, ta Vô Tử Thiên liền đi theo ngươi lăn lộn. Cái kia hai con mắt ngưng thực lấy Lý Thiên Mệnh, có chút ngượng ngùng. Hắn tự nhận ra mặt rất dày, có thể nói những lời này, vẫn còn có chút mất tự nhiên. Ha ha, xác thực đầy đủ ngay thẳng, không hề giống phong cách của ngươi, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ây, không có cách, lại nói, thu hay là không thu a, ngươi cho ta cái đáp án đi. Phu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Anh em, muốn làm tiểu đệ của ta, rất đắt. Lý Thiên Mệnh nói. Ngọa tào, công phu sư tử ngoạm a ngươi, vạn đạo thần đan còn không được. Phu Tử Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Bình thường giống như đi, nhưng muốn là, giao tiền, có thể lưu loát một chút, mau chóng nhập bọn, ta vẫn là thu. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Lão đại, cái này là tiểu đệ thành ý, mời nhận lấy, đón thêm tiểu đệ một hôn. Phu Tử Thiên ánh mắt sáng lên, cao hứng bừng bừng, vội vàng theo tu di giới chỉ bên trong, móc ra một cái hộp báu. Cái này hộp báu chính là cấp 2 trật tự thần binh, hắn tác dụng chỉ là phong tồn thần đan, có thể thấy được này thần đan chất liệu, tuyệt đối không kém. Đầu danh trạng ta nhận, đến mức hôn nha, thân nhà ngươi lão ra ra đi thôi. Lý Thiên Mệnh đem hộp báu nắm bắt tới tay, tâm tình thật tốt. Phu Tử Thiên cái này, đầu danh trạng, mà hắn mà nói. Tính toán giải quyết khẩn cấp. Lấy hắn phong cách hành sự, ở lúc mấu chốt, có người trợ giúp, về sau chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi Vô Tử Thiên. Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng. Vô Tử Thiên cùng Dạ Lăng Phong khác biệt. Hắn cùng Dạ Lăng Phong gặp gỡ, hai lần cứu mạng, nhìn tận mắt Dạ Lăng Phong theo một tờ giấy trắng, đến hôm nay thành cái ý chí mãnh liệt thiếu niên. Hắn tựa như là thân đệ đệ một dạng. Loại kia lẫn nhau ở giữa hừng hực cảm tình, căn vốn không thể thay thế, đồng dạng không tồn tại bất kỳ kẻ hở nào. Phu Tử Thiên, thì là nửa đường gặp phải người, không có cách nào hiểu rõ. Hắn tự nhận tiểu đệ, nhưng Lý Thiên Mệnh, coi hắn là bằng hữu. Kỳ thật, Phu Tử Thiên, là cái phức tạp người, hắn rất có tự mình, cho nên người bạn này, phải trang thuần túy, còn phải xem về sau. Lâu ngày mới rõ lòng người. Lý Thiên Mệnh giao hữu chi đạo. Tự nhiên là giúp lẫn nhau thành tựu. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hôm nay Vô Tử Thiên đưa quan trọng lễ vật, Lý Thiên Mệnh tự nhiên nhớ kỹ phần ân tình này, bao quát đoạt mệnh ngân long một lần kia, cũng có Vô Tử Thiên công lao rất lớn. Hắn thật thích người bạn này. Tuy nhiên, bằng hữu vĩnh viễn không đến được Dạ Lăng Phong loại vị trí này, nhưng quân tử chi giao, cũng có thể sóng vai chinh chiến, lẫn nhau không bạc đãi. Trong bóng tối, hắn mở ra hộp báu, trong nháy mắt, hương khí bốn phía. Cỗ này hương khí, để Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, đều hấp dẫn mà đến. Bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía hộp báu. Chỉ thấy cái kia hộp báu bên trong, có bốn cái trắng như tuyết thần đan. Mỗi một viên đường kính, đều đạt đến 3 cm. Trên đó tràn ngập màu trắng vân vụ, nội bộ còn có băng chất lỏng màu xanh lam lưu chuyển. Hết thảy ba đạo hoàn chỉnh trật tự thần văn. Xuất hiện tại cái này, vạn đạo thần đan, phía trên. Trong đó, thuộc về thảo mộc thần linh, vạn đạo thần thụ, cấp 6 trật tự thần văn, vạn đạo chi tâm, liền tại thần đan chính giữa. Đó là một loại cực kỳ phức tạp trật tự thần văn. Phong phú toàn diện, vòng vòng đan sen, ẩn chứa thiên địa bản nguyên nhất đạo uẩn. Cao thâm mà chắc, lại mùi thơm nức mũi. Đây là cái gì? Lâm Tiêu Tiêu mở ra cạn trong mắt màu đỏ, nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo ngửi một chút. Hương cho nàng nhanh đã hôn mê. Làm đưa cho chúng ta đường hoàn, nắm chặt thời gian ăn đi. Lý Thiên Mệnh nắm trong đó một cái,
đầu tiên đưa cho Lâm Tiêu Tiêu. Thần đan, Lâm Tiêu Tiêu về sau rụt lại, nói, ta hơn 10 ngày trước, vừa tới tinh tướng thần cảnh cấp thứ 2, mới chậm tới đây a. Cộng sinh không gian bên trong, thái cổ tà ma vội vàng nói, tranh thủ thời gian cầm xuống đần độn. Vạn đạo thần đan dược hiệu, trên cơ bản tính toán lớn nhất ôn hòa, mà lại ngươi không có dùng thần đan tu luyện tiền lệ, lần thứ nhất luyện hóa, hiệu quả sẽ rất tốt, tổn thương sẽ không lớn. Tốt a. Lâm Tiêu Tiêu đem cái này lớn như vậy trắng như tuyết thần đan, nâng trên tay, còn có chút mơ hồ. Ấm sắc thuốc, phải có ấm sắc thuốc giác ngộ, một bên luyện hóa đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không hề nghi ngờ, Lâm Tiêu Tiêu trong khoảng thời gian này, cơ hồ đều là bị, cho ăn, đi lên. Lâm Tiêu Tiêu lườm hắn một cái. Ây! Lý Thiên Mệnh nhặt lên một cái, đưa cho Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong cầm trên tay, tiện tay ném vào ở ngực. Sau đó đối Vu Tử Thiên nói, cảm ơn ngang, làm. Đậu phộng. Vu Tử Thiên cảm giác mình không có tôn nghiêm. Liên Tiểu Phong nghiêm túc như vậy người, đều gọi mình làm. Lý Thiên Mệnh chính mình cầm đi một cái. Hộp báu bên trong còn có một cái, hắn trực tiếp đắp lên, đưa cho Vu Tử Thiên, nói, chừa chút vốn ban đầu trả lại ngươi. Hai cái hiệu quả càng tốt hơn, Vu Tử Thiên nói. Không dùng được. Ta chỉ muốn thử xem cái đồ chơi này, có thể hay không để cho ta đánh vỡ hiện tại ràng buộc, hoàn toàn dựa vào nó tăng lên, khẳng định không đáng tin cậy. Hắn muốn đột phá đạp thiên thập nhất giai, đã có hơn một tháng. Trong lúc đó, hắn trả tại Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 3, tu luyện hơn 10 ngày. Bây giờ mệnh của hắn kiếp thiên ý, đã phát triển đến tầng này cực hạn, còn kém xuyên phá giấy cửa sổ. Đó là tự nhiên, trật tự thần đan tạo thành cảnh giới tăng lên. Là không ổn định nhất. Có ít người cảnh giới đi lên, thần ý còn có thể băng rơi một phần nhỏ, dẫn đến cảnh giới hạ xuống. Vu Tử Thiên nói ra. Hắn là luyện đan linh sư, khẳng định lớn nhất hiểu. Bất quá, nói xong câu đó về sau, hắn nhìn thoáng qua Dạ Lăng Phong, líu lưỡi nói, ngoại trừ cái quái vật này. Hắn không phải tại luyện hóa, hắn quả thực là tại phân giải thần đan. Vậy cũng là đều có tạo hóa. Nguyên Thủy Ma Tôn mang cho Dạ Lăng Phong Nguyên Thủy Chi Môn, nhưng Hỗn Độn Thần Đế còn mang cho Lý Thiên Mệnh, Đế Hoàng, Chúng Sinh, Tu Luyện, Chiến Đấu Hệ Thống. Được, ta làm việc. Còn lại Vu Tử Thiên một người không có việc gì. Hắn liền tại cái này hộ pháp, an tĩnh các loại đợi bọn hắn. Theo Vi Sinh Mặc Nhiễm sau khi đi, đến Lý Thiên Mệnh bọn họ bắt đầu luyện hóa thần đan tu hành, tổng cộng cũng liền đi qua một hồi. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất, luyện hóa loại này đỉnh cấp thần đan. Thể nghiệm cũng không tệ lắm. Dù sao cái này vạn đạo thần đan, xác thực ôn hòa. Càng là ôn hòa, càng là dễ bán. Nhưng, hắn dược hiệu phương diện, khẳng định không bằng đại đạo nguyên ma đan loại này. Một cái thần đan, hội tụ ruột trong dạ dày, hấp thu luyện hóa. Cái kia thảo mộc thần linh bên trong kỳ lạ trật tự thần văn, tại cùng nguyên tố thần tai thần văn va chạm về sau, hội tụ chúng sinh giới tử bên trong, tẩm bổ thiên ý thần ý trưởng thành. Như thế phương thức, để Lý Thiên Mệnh cảm thấy không thể tưởng tượng. Vốn là một lớp giấy, rốt cục. Hắn chỉ là sơ bộ luyện hóa. Không đợi vạn đạo thần đan dược hiệu, hoàn toàn nước vọt khắp toàn thân, mệnh kiếp thiên ý liền trưởng thành một cảnh giới, dần dần ngưng thực. Một hồi để Miêu Miêu trở về, sẽ cùng nhau hấp thu hằng tinh nguyên, nhanh chóng đến đạp thiên thập nhất giai, mệnh luân thiên. Không hề nghi ngờ, lực chiến đấu của hắn, còn có thể có một lần đại tăng lên. Làm Lý Thiên Mệnh kết thúc tu hành về sau, hắn không nghĩ tới, Dạ Lăng Phong vậy mà nhanh hơn hắn. Như thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Cấp thứ 2, Dạ Lăng Phong nói. Hắn trước đó còn đang đào móc đại đạo nguyên ma đan dược lực, so Lý Thiên Mệnh còn muốn tiếp cận cảnh giới đột phá. Bây giờ lại thêm vạn đạo thần đan dược lực, để hắn nhẹ nhõm đạt tới tinh tướng thần cảnh cấp thứ 2. Hấp thu luyện hóa thần đan, sẽ có thần ý bất ổn tình huống sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời không có cảm giác, giống như thẳng dày đặc. Dạ Lăng Phong nói. Đây cũng là nguyên thủy chi môn hiệu quả. Nếu như có thể một mực dạng này, cái kia Dạ Lăng Phong đối trật tự thần đan, cơ hồ có thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Thậm chí rất có thể, cùng hắn thuộc tính bất hòa thần đan, hắn đều có thể luyện hóa phân giải. Bọn họ đều thành công, vậy liền nhìn, Lâm Tiêu Tiêu. Trong góc, thiếu nữ nhắm hai mắt, toàn thân mồ hôi lạnh. Trong mơ hồ. Lại có vết máu theo da thịt bên trong, thẩm thấu ra. Nàng dạng này không có sao chứ. Theo lý thuyết,
Vạn đạo thần đan, dược tính đầy đủ ôn nhuận. Phu tử Thiên hỏi. Chịu khổ một chút, sẽ thấy tốt hơn cầu vồng. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu đã sớm không sợ những thứ này. Bất kể nói thế nào, cái này đều so với nàng tại thần tông thời điểm, cơ khổ không nơi nương tựa, còn thụ thái cổ tà ma uy hiếp thời điểm tốt hơn nhiều. Có được lực lượng, thì cầm giữ lời nói có trọng lượng, nắm giữ tự do. Cho nên, tuy nhiên khổ cực một số, nhưng nàng tương lai sẽ tốt hơn, sẽ càng có thể, đi qua cuộc sống mình muốn. Lý Thiên Mệnh đứng tại bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi. Cộng sinh không gian bên trong, thái cổ tà ma mắt lạnh nhìn hắn. Mà hắn lại không nhìn thấy thái cổ tà ma. Rầm rầm rầm. Lâm Tiêu Tiêu gầy gò thân thể, bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thô bạo yêu dị khí tức, theo hắn trong thân thể phóng xuất ra. Vạn đạo huyết sắc điện xà lăn lộn, hình thành lôi đình địa ngục, như là viễn cổ hung tàn cự thú, dần dần thức tỉnh. Kỳ thật, cái này đã so với nàng trước kia đột phá, xem ra muốn tốt không ít. Hằng tinh nguyên hội tụ bên trong, nàng dần dần mở hai mắt ra. Một cỗ vô hình sát khí, từ trên người nàng, leo lên Lý Thiên Mệnh bộ mặt. Có thể sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói như thế, sắc mặt nàng chậm chạp nhu hòa xuống tới. Quanh thân cái kia thuộc về cự thú khí tức, dần dần thu liễm trở về, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Tốt! Không ngoài dự liệu, nàng đều tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba. Tại cảnh giới trưởng thành phía trên, so Lý Thiên Mệnh còn cao hơn 4 cấp. Còn có thể không a? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Cái kia, không tốt lắm khống, ta cảm giác. Nàng vừa muốn đứng lên, kết quả dùng sức quá mạnh, trực tiếp đụng vào bầu trời. Hoa ờ, bay lên. Mười hơi về sau, Lâm Tiêu Tiêu hung hăng đập xuống đất, vẻ mặt đau khổ nói, ta vẫn chưa được, khác coi ta là một cái chiến đấu lực, ta vẫn là ở phía sau lăn lộn đi. Được, chậm rãi lăn lộn, không nóng nảy. Lý Thiên Mệnh kỳ thật đối nàng rất có lòng tin. Bởi vì, nàng là một cái nhất là cứng cỏi cô nương. Thái cổ tà ma thời gian dài như vậy, đều không tránh thức ngăn chặn nàng, nhiều lần phản kháng, như thế nào lại nhỏ yếu đâu. Kể từ đó, lại là một lần toàn diện tiến bộ. Lần này may mắn mà có Vô Tử Thiên. Ta không dùng thức thần, đoán chừng có thể đuổi kịp tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, Tiểu Phong không cần phải nói, đại khái cũng có thể. Đến mức Tiêu Tiêu, nàng đã tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba. Tuy nhiên bản thể chưa hẳn đánh thắng được cấp thứ nhất đối thủ, nhưng là thái cổ tà ma, tuyệt đối quét ngang tầng thứ ba. Tính như vậy, thực lực tăng mạnh bước. Tiêu Tiêu cũng là kỳ hoa, chúng ta vượt cấp chiến đấu, nàng giáng cấp chiến đấu. Huỳnh Hỏa vô tình đậu đen rau muống nói. Chớ xem thường người ta, tiểu cô nương chỉ cần trên tay có thanh lợi kiếm, vẫn là có khả năng đâm chết tráng hán. Lý Thiên Mệnh cười nói. Phu tử Thiên gặp bọn họ thu hoạch to lớn. Nội tâm cũng có rất lớn cảm giác tự hào. Hắn liền vội hỏi Lý Thiên Mệnh, lão đại, kiểu gì, bây giờ có thể đi Đế Long Cung sao? Có thể đánh bại Chiến Nguyên Sách sao? Chiến Nguyên Sách có ngũ đại cộng sinh thú, điểm sao cũng rất cao, đều là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, chúng ta chưa chắc có nhân số ưu thế. Mà lại, bên cạnh hắn vây cánh đông đảo, cứng đối cứng khẳng định còn không được, bất quá, hiện tại tối thiểu so trước đó tốt hơn nhiều. Hắn cũng không dễ dàng như vậy, có thể cầm xuống chúng ta, cho nên. Có thể đi tranh giành. Lý Thiên Mệnh ra kết luận. Ánh mắt của hắn hừng hực, nhìn về phía Đế Long Cung phương hướng. Trong lòng lòng tin, cũng bắt đầu đốt lên. Xuất phát. Ngay tại Lý Thiên Mệnh, vừa nói ra hai chữ này thời điểm, cả cái thông đạo bỗng nhiên kịch liệt rung động. Cái quỷ gì? Đông đông đông. Nổ tung giống như tiếng trống, theo Đế Long Cung phương hướng chuyển đến. Rầm rầm rầm, thông đạo kịch liệt rung động, tường gạch đều hóa thành bột đá, tại hướng Lý Thiên Mệnh trên thân vung. Đế Long Cung, Dạ Lăng Phong lao đến, hồn ma hóa thành một trận gió xoáy, quấn quanh ở trên người hắn, để bên cạnh hắn thời khắc có một loại hắc sắc phong bạo cảm giác. Đúng, bên kia khẳng định có biến hóa, làm sao Miêu Miêu không có sớm trở về thông báo đâu? Lâm Tiêu Tiêu hỏi, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa liếc nhau. Bọn họ đều hiểu. Nhất định là ngủ chết rồi. Không có việc gì. Bọn họ vị trí không tính xa. May ra Đế Long Cung biến hóa, đã khiến cho toàn bộ Cửu Long Đế Táng chấn động mãnh liệt, nhắc nhở Lý Thiên Mệnh bọn họ. Còn có cơ hội, nhanh. Không có Miêu Miêu, liền chính mình đi đường. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong phủ đầu ra ngoài, chớp mắt biến mất trong bóng đêm. Ngọa tào,
kéo lên ta, Phu Tử Thiên hét lên. Vừa dứt lời, Huỳnh Hỏa trở về. Bây giờ Huỳnh Hỏa bản thể, dương cánh có 4-5 mét, cũng coi là một cái chói lọi phượng hoàng, trên thân ngồi người không là vấn đề. Nó chỉ là bình thường ưa thích thu nhỏ mà thôi. Nó bay trở về, móng vuốt kéo lại Phu Tử Thiên sau cổ áo. Thì cùng diều hâu treo con gà con giống như, vỗ cánh chạy như bay, đem Phu Tử Thiên kéo lấy đuổi kịp Lý Thiên Mệnh bọn họ, hướng Đế Long Cung đuổi theo. Động tĩnh lớn như vậy, đây là muốn đem tất cả mọi người dẫn tới. Dạ Lăng Phong híp thầm hai mắt màu đỏ, nhìn về phía trước. Cái hướng kia quang mang hình thành gợn sóng, chấn động đi ra, lóe đến ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Đây là thiết kế khảo nghiệm bình thường logic, sau cùng bảo tàng tranh đoạt, khẳng định phải vạn chúng chú mục, mới có ý tứ đúng không? Lý Thiên Mệnh nói, ý của ngươi là, động tĩnh này chính là vì hấp dẫn người xem, chân chính tranh phong, cần, vé vào cửa. Dạ Lăng Phong hỏi. Đúng. Cửu Long Đế Táng cạnh tranh rất có ý tứ, nhưng là cũng không phức tạp. Bốn người bọn họ đón quang mang chấn động, cấp tốc vào tới Đế Long Cung phụ cận. Lại đi vào một cái thông đạo, liền có thể nhìn đến cái kia Đế Long Cung tràng cảnh. Cuối tầm mắt, quang mang còn tại đụng nhau. Cái này chứng minh, Lý Thiên Mệnh bọn họ tới không muộn. May mắn động tĩnh đủ lớn, bằng không, thì bỏ qua. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, tại cửa lối đi kia vị trí, một đầu hắc miêu ngay tại nằm ngáy o o. Bên cạnh cái này đều, núi lở đất nứt, nó còn bình thản ung dung. Cái này đều không tỉnh lại, Lý Thiên Mệnh làm thật phục. Thật sự là ngủ ra độ cao mới. Hắn bay vút qua, duỗi ra tội ác chi thủ, tâm lý, ôm hận, giận dữ bắn ra. Meo. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong bóng tối, sấm sét vang dội. Trên tay điện quang lấp lóe, một cái nháy mắt, đã xuất hiện mấy đạo vết cào. Quả nhiên, bị cào. Người đến người nào, vì sao xâm phạm ta chứng? Miu Miu vừa chu lên xong, thì nhìn người tới là Lý Thiên Mệnh, nhất thời một sợ. Nhìn lại, Đế Long Cung bên trong động tĩnh, quả thực cùng, ngày tận thế, không sai biệt lắm. Ung ục. Nó nuốt một miếng nước bọt, lúng túng nói. Cái kia, ta liên tục giám thị hơn 10 ngày. Bỗng nhiên cảm giác có chút mỏi mệt, thì nghỉ ngơi như vậy thời gian ba cái hô hấp. Vạn vạn không nghĩ đến, những người này giảo hoạt như vậy, vậy mà thừa dịp ta nghỉ ngơi như thế cái trong nháy mắt, thì vô sỉ gây sự, thực sự quá bị ổi. Lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Mệnh thì nắm bắt nó phần gáy, ném vào cổng sinh không gian, hướng về quang mang chỗ phóng đi. Đại sự quan trọng, Miu Miu cũng là tính tình này. Nó ra chỗ sơ suất, đó là lại chuyện không quá bình thường. May mà không ảnh hưởng đại cục. Mà lại, phần lớn thời gian, nó còn là đáng tin. Miu Miu trở về, cộng sinh hệ thống tu luyện mở ra, Lý Thiên Mệnh nắm chặt thời gian, nhanh chóng bổ sung hằng tinh nguyên lực lượng. Nhất định phải nhanh, toàn diện tiến vào đạp thiên chi cảnh thập nhất giai. Đúng vào lúc này, sau lưng Phu Tử Thiên, nhất thời hét lên một tiếng. Đó là, hắn rung động thanh âm, đem bầu không khí làm nổi đến phi thường tốt. Lý Thiên Mệnh đúng lúc tập trung nhìn vào. Hắn trộm thiên chi nhãn, liền đem nơi này toàn cảnh, hoàn toàn thấy rõ ràng. Chỉ thấy cái này Đế Long Cung trên không, quang mang hội tụ chỗ, giống như xuất hiện một cái tam túc cự đỉnh. Cái này tam túc cự đỉnh, so Lý Thiên Mệnh trật tự chi đỉnh, muốn lớn hơn nhiều lắm. Nó cơ hồ chiếm cứ Đế Long Cung 1/3 thể tích. Thả ở bên ngoài, vậy cũng là giả thiên tế nhật, mang theo Lam Hoang trong đó bộ phi nước đại. Cái kia đều không là vấn đề. Cái này cự đỉnh ngoại hình, giống như cùng trật tự chi đỉnh có chút tương tự, tạm thời thấy không rõ lắm. Tựa hồ có rất nhiều thú mặt. Thí dụ như thao thiết, cùng kỳ một loại hung thú, ở tại phía trên sinh động như thật, quả thực vạn thú hội tụ. Ba cái chân lớn, tựa như là cột trống trời một dạng, cố định cái này cự đỉnh. Đây là cái gì, trật tự thần binh? Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua. Hắn cảm giác thứ này. Làm một loại trật tự thần binh, nó mặc kệ là uy thế vẫn là kích thước, đều so đoạt mệnh ngân long cùng long huyết thần hoang, muốn chọc giận phái nhiều. Đế Long Cung thâm tàng bí mật, lại là một dạng trật tự thần binh. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới những khả năng khác. Vẻn vẹn chỉ là một kiện trật tự thần binh, một chút thấp hơn hắn mong muốn. Nhưng, muốn là cái này, tam túc cự đỉnh, đầy đủ cao thượng. Cũng coi như xứng với Đế Long Cung cái này gấp 10 lần so với còn lại Long Cung, sân bãi hoàn cảnh, đi. Tạm thời tới nói, quang mang quá thịnh lớn,
hắn cũng nhìn không rõ lắm cái này tam túc cự đỉnh chi tiết. Dù sao cảm giác, rất rung động. Đó là một loại, như là một toàn bộ thế giới, hoặc là nói là một tòa đại lục, trấn áp ở trên đỉnh đầu cảm giác. Nói xác thực hơn, làm hắn giờ phút này tại cái này cự đỉnh phía dưới thời điểm, loại này bị trấn áp tư vị, có điểm giống là lúc trước Nguyệt Chi thần cảnh vẫn lạc, treo ở trên đỉnh đầu cảm giác. K, đây là, thôn giới thần đỉnh, bát giai trật tự thần binh. Nó không phải Cửu Long Đế Tôn đồ vật, ta chưa từng nghe nói Cửu Long Đế Tôn có cái đồ chơi này, nó là trăm vạn năm trước, xuất hiện tại trật tự chi địa đỉnh cấp thần binh. Lúc ấy bởi vì cái này thôn giới thần đỉnh, còn đã dẫn phát dài đến vài vạn năm tông môn chi chiến, dẫn đến Thái Dương vạn tông số lượng giảm nhanh tiếp gần một nửa, thương vong ước vạn người. Cho đến nay, nó đã biến mất trăm vạn năm. Phu Tử Thiên lúc nói chuyện, ánh mắt triệt để ngốc trệ, mờ mịt, thậm chí có chút ma chướng. Bát giai, sức hấp dẫn lại lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi hỏi. Cái này nghe, giá trị tựa như là so đoạt mệnh ngân long, cao hơn không ít. Nó không phải phổ thông bát giai, bởi vì làm thần binh chiến đấu, chỉ là nó một bộ phận giá trị. Nó giá càng cao hơn giá trị, ở chỗ, luyện đan. Nó là một tòa, luyện đan đỉnh. Mỗi một cái thần đan, đều phải tại luyện trong lò đan, mới có thể sinh ra, người đây hẳn phải biết ha. Thôn giới thần đỉnh, chính là trật tự chi địa mấy triệu năm trong truyền thừa, tất cả luyện đan linh sư trong mắt thần vật. Như nắm giữ nó, luyện đan xác suất thành công, thần đan chất lượng, đều có thể gia tăng thật lớn. Thậm chí không chỉ là gia tăng, mà chính là làm cho một cái luyện đan linh sư, trung cực tuế biến. Phu Tử Thiên ánh mắt, đó là nhìn thấy, mộng tưởng, quang mang. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh tâm lý nắm chắc. Gần nhất. Âm dương phần thiên đan cùng đại đạo nguyên ma đan, mang cho chiến nguyên sách cùng dạ lăng phong tuế biến, cái này khiến Lý Thiên Mệnh sâu sắc cảm nhận được, thần đan đạo này, đối với tu luyện giả ý nghĩa. Một kiện đoạt mệnh ngân long, có thể tạo nên một cường giả. Nhưng là, một tòa thôn giới thần đỉnh, lại làm cho một cái tông môn cường thịnh. Thần đan mang ý nghĩa đột phá, thoát thai hoán cốt. Càng hiệu suất cao hơn, càng cao chất luyện đan đỉnh, có thể sản xuất càng nhiều thần đan. Có thể tạo phúc càng nhiều đệ tử. Lý Thiên Mệnh trước kia chỉ biết là, tiền bối truyền thừa thiên hồn cùng hằng tinh nguyên, làm cho một cái thị tộc quật khởi. Bây giờ hắn hiểu được, đỉnh cấp luyện đan linh sư, minh mông thần đan, cũng có thể đạt tới hiệu quả. Truyền thừa thiên hồn là lâu dài đặt nền móng, mà trật tự thần đan, là ngắn hạn bạo tăng đột phá. Mà lại, thần đan, mang ý nghĩa tài phú. Lý Thiên Mệnh nghe nói, trật tự chi địa trực tiếp cầm thần đan tới làm tiền tệ, lưu thông. Bởi vì cái đồ chơi này, cũng là vạn kim du, nhất định hữu dụng, cho nên cái gì đều có thể đổi lấy. Địa bàn, truyền thừa, tài phú, đều là một cái thị tộc, nhất phương thế lực quật khởi căn bản. Thôn giới thần đỉnh, cũng là cây dụng tiền. Phu Tử Thiên ánh mắt si mê nói. Trật tự thiên tộc, Thái Dương Đế Tôn, đều muốn lấy được cái đồ chơi này a. Lý Thiên Mệnh nói. Rất có thể, cho nên, Thiên Cung đang làm cái gì? Phu Tử Thiên khôi phục thanh tỉnh, hắn bắt đầu minh bạch, thứ này giống như không phải hắn có thể thủ được đó a. Quản hắn làm cái gì, nếu có một giọt tôn huyết dung hợp, vậy trước tiên nắm bắt tới tay. Hiện tại chúng ta trên tay bảo bối cũng không ít, đã sớm bị người ghen tị, còn kém cái này một cái a. Lý Thiên Mệnh nói, tên đã trên dây, mặc kệ Thiên Cung làm cái gì, theo cầm đoạt mệnh ngân long bắt đầu. Thì đã định trước đâm lao phải theo lao. Hắn câu nói này, ngược lại để Phu Tử Thiên cảm động. Bởi vì Lý Thiên Mệnh nói là, chúng ta. Thứ này cũng ngang với đem Phu Tử Thiên, thâu tóm đến bọn họ trong trận doanh. Ca, ta ca. Phu Tử Thiên bắt lấy Lý Thiên Mệnh tay, kích động vạn phần nói, có thể giúp ta cầm tới cái này thôn giới thần đỉnh sao. Chỉ cần ngươi giúp ta cái này một thanh, ta Phu Tử Thiên thề, đời ta thì vì ngươi đánh đầu lâu. Vậy nhiệt huyết, liền mệnh đều là của ngươi. Ngươi muốn, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, đúng, cái này đối ta mà nói, quá trọng yếu. Đối với các ngươi tới nói, nó chỉ là một loại binh khí, với ta mà nói, nó là có thể sáng tạo cường thịnh thế lực thần vật, là tín ngưỡng. Phu Tử Thiên phấn chấn nói. Cho nên, coi như thủ không được, hắn đều muốn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, lại nhìn thoáng qua cái này thôn giới thần đỉnh. Không hề nghi ngờ, giá trị của nó, khẳng định so đoạt mệnh ngân long cùng vạn đạo thần đan cao hơn. Nhưng là, nếu là không có làm vạn đạo thần đan,
ta nơi nào có cạnh tranh cái này thôn giới thần đỉnh tư cách. Phù Tử Thiên là tại thôn giới thần đỉnh xuất hiện trước, thì làm ra quyết định, đưa ra vạn đạo thần đan, mà không phải cùng Lý Thiên Mệnh trao đổi. Thần đỉnh quý giá, đối đãi bằng hữu cũng cần chân thành, hắn đã hạ quyết tâm, đem vạn đạo thần đan đưa đi ra, bây giờ ta nếu là có thể giúp hắn đoạt đến cái đồ chơi này, cũng coi như hắn vận khí tốt, đối nghịch lựa chọn. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh không muốn xoắn suýt quá nhiều. Dù sao, hắn đã thấy mấy cái đối thủ cạnh tranh. Muốn cầm tới cái này thôn giới thần đỉnh, bản thân thì không dễ dàng. Sau đó, tại Phù Tử Thiên tràn đầy ánh mắt kỳ vọng bên trong, hắn dứt khoát nói, được, chúng ta hết sức thử một lần. Ngươi nói là, nguyện ý giúp ta, đến cướp đoạt cái này thôn giới thần đỉnh sao? Phù Tử Thiên nhanh khóc. Đúng a, thử một lần, Lý Thiên Mệnh nói. Đây là tuyệt đỉnh chí bảo, bát giai chí tôn. Chúng ta không biết luyện đan a. Lý Thiên Mệnh khoát khoát tay, nói, khác trước cảm động, ta ý là thử một lần, có thể hay không cầm tới lại nói. Qua, ta muốn là nữ liền tốt, Phù Tử Thiên nói. Làm cái gì? Lấy thân báo đáp, vì ngươi sinh con dưỡng cái. Ngươi chăm chú a, cái kia đi trước ra bước đầu tiên, vung đao tự cung đi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc hắn một cái. Cùng lúc đó, đám người bọn họ đều đang nhanh chóng tới gần nơi này thôn giới thần đỉnh. Miêu Miêu tuy nhiên không có báo tin, nhưng bởi vì cái này Đế Long cung động tĩnh thực sự quá lớn, cho nên Lý Thiên Mệnh tới không tính là muộn. Tại cái này, thôn giới thần đỉnh đột nhiên xuất hiện, trên đó quang huy còn muốn đang nhấp nháy thời khắc, tụ tập tại chiếc thần đỉnh này người chung quanh cũng không tính nhiều. Hết thảy có tam phương. Theo thứ tự là Chiến Thần tộc, Hiên Viên Long tông cùng Vô Mộng Tiên quốc. Đương nhiên, Vô Mộng Tiên quốc bên này, vẻn vẹn chỉ có Vi Sinh Mặc Nhiễm một người. Thấy được nàng một khắc này, Lý Thiên Mệnh suy đoán, cái này thôn giới thần đỉnh xuất hiện, phải cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm có quan hệ. Đúng vào lúc này, Vi Sinh Mặc Nhiễm trong tay màu đen chống trận, đã mở rộng đến đường kính chừng 2 mét. Cái kia chống trận mặt trống đã mở ra, tương đương với mở một cánh cửa. Nàng cơ hồ không chút do dự, thì đi vào chống trận bên trong, rất nhanh, cái kia mặt trống một lần nữa phong bế. Ông, màu đen chống trận mang theo nàng, lên phía trên không. Về sau hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, hướng thẳng đến thôn giới thần đỉnh miệng đỉnh vị trí, rủ xuống mà đi. Nháy mắt sau đó, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã chui vào thôn giới thần đỉnh bên trong. Cái này mang ý nghĩa, nàng đã chiếm trước đến tiên cơ. Cùng lúc đó, Hiên Viên Long Tông bên kia, lấy Long Lang Lung cầm đầu bốn người đệ tử, bọn họ căn bản là không có xem đến phần sau Lý Thiên Mệnh, trong tay bọn họ màu đen chống trận, đồng dạng mở rộng, mở ra. Bốn người này cùng nhau tiến vào màu đen chống trận, sau đó mặt trống phong bế. Bọn họ theo sát Vi Sinh Mặc Nhiễm, đồng dạng tiến vào miệng đỉnh, đến thôn giới thần đỉnh, bên trong. Duy chỉ có Chiến Thần tộc bên này, xảy ra chút thay đổi nhỏ hóa. Chiến Nguyên sách thân cao 3 thước trở lên, mà màu đen chống trận đường kính, chỉ có chừng 2 mét. Hắn sau khi đi vào, phát hiện cái này chống trận hoàn toàn không có cách nào căng ra, cũng chỉ có thể khom người, tận lực co lên đến, sau đó táo bạo thúc giục những người khác. Tại hắn thúc giục dưới, Chiến Doanh Doanh cùng mặt khác hai cái Chiến Thần tộc nam đệ tử chen vào. Lấy bọn họ hình thể, liền đã đem cái này màu đen chống trận cho chật ních. Muốn là đổi lại người bình thường, đoán chừng ra sức chen một chút, 10 người cũng không thành vấn đề. Chống trận đủ quân số, mặt chống tại chỗ phong bế. Cái này mang ý nghĩa, chỉ có 3 người có thể đi theo Chiến Nguyên Sách bên người. Chiến Nguyên Sách lo lắng mất đi tiên cơ, vội vàng trưởng khống màu đen chống trận, va vào miệng đỉnh, trở thành nhóm thứ 3 đi vào người. Còn lại còn có hơn 200 Chiến Thần tộc đệ tử. Bọn họ liếc nhau, bỗng nhiên làm ra quyết định. Hướng. Không có màu đen chống trận, bọn họ lấy thân thể máu thịt, đâm vào miệng đỉnh phía trên. Không nghĩ tới, cái kia miệng đỉnh đang có kinh khủng nguyên tố thần tai tàn phá bừa bãi. Những Chiến Thần này tộc, vừa xông đi vào liền bị quyển bay ra ngoài, cơ hồ không có một cái ngoại lệ. Rất hiển nhiên, không có màu đen chống trận, căn bản vào không được. Quả nhiên như lời ngươi nói, cần vé vào cửa. Màu đen chống trận, cũng là vé vào cửa. Bọn họ cái này bốn phe nhân mã, cũng là bởi vì màu đen chống trận, mới có thể đi tới nơi này. Hiện tại Đế Long cung động tĩnh to lớn, mãnh liệt rung động vẫn còn tiếp tục. Bàng bạc tiếng chống theo thôn giới thần đỉnh phía trên truyền ra ngoài.
trong khoảng thời gian ngắn, có thể sẽ hấp dẫn mấy vạn đệ tử đến đây. Nhưng, bọn họ chỉ có thể cùng tại chỗ còn lại chiến thần tộc một dạng quan chiến. Không có màu đen chống trận, chí ít hiện tại không đùa. Đi vào. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lấy ra hắn màu đen chống trận. Quả nhiên, cái này màu đen chống trận mới ra đến, liền bắt đầu mở rộng. Bốn người bọn họ trực tiếp chui vào trong đó. Cộng sinh thú không chiếm cứ chống trận bên trong không gian. Chỉ có hồn ma không phải cộng sinh thú, nhưng nó lại là linh thể, trực tiếp hóa thành một trận gió xoáy, vờn quanh tại Dạ Lăng Phong trên thân. Kể từ đó, bọn họ toàn viên đi vào, hơn nữa còn không chen chúc. Vù vù, cái này một cái màu đen chống trận, mang lấy bọn hắn phóng tới miệng đỉnh. Là Lý Thiên Mệnh, phụ tử thiên bọn họ. Cản bọn họ lại, cướp đoạt chiến trống. Những cái kia bị miệng đỉnh tàn phá mửa bãi quyển bay ra ngoài chiến thần tộc đệ tử, rất nhanh liền khóa chặt bọn họ. Chỉ là, bọn họ vẫn là đã chậm. Lý Thiên Mệnh tại bọn họ kịp phản ứng trước đó, trước hết được một bước, tiến đụng vào miệng đỉnh. Trời đất quay cuồng. Rầm rầm rầm. Chung quanh thanh âm, quả thực đinh tai nhức óc. Cái này thôn giới thần đỉnh có thể so sánh trật tự chi đỉnh lớn hơn. Chỉ là miệng đỉnh phong bạo, tựa như là một phiến hải dương. Khó có thể tưởng tượng, to lớn như vậy thần binh, là như thế nào rèn tạo nên. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Đỉnh cấp luyện khí linh sư, nhất định phải là đỉnh cấp cường giả. Cái này thôn giới thần đỉnh sáng tạo giả, tối thiểu đứng tại toàn bộ trật tự tinh không tầng cao nhất. Mặt khác, muốn sáng tạo loại này thần vật, khả năng đến mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm đi. Bát giai trở lên thần đan, đều cần thời gian dài như vậy. Phụ tử thiên nhìn qua tứ phương, đã nhanh ngất đi. Muốn đến hắn tùy thân lão gia gia, đều phá lệ hưng phấn. Hống hống hống. Tạm thời không nhìn thấy khí hồn, nhưng Lý Thiên Mệnh lại có thể nghe được vạn thú gào thét. Sư hống, viên hí, lập tức rít gào, chim hót. Không thiếu gì cả, mà lại rời núi lấp biển, cuốn tới. Phảng phất có ức vạn cự thú, ở bên tai lao nhanh mà qua. Bọn họ chìm vào thâm uyên, đã không nhìn thấy thôn giới thần đỉnh vẻ ngoài. Màu đen chống trận cũng đã mất đi khống chế, chính mang lấy bọn hắn tiến lên. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh liền dứt khoát nhập định, tiếp tục hấp thu hằng tinh nguyên, bổ sung tinh luân nguyên lực. Hoàn thành đạp thiên thập nhất giai thuế biến A còng. Nếu như là cạnh tranh, đến đón lấy lại là một trận ác chiến, chuẩn bị tốt. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở một câu. Phụ tử thiên còn tại lui đan triều bên trong, không trông cậy được vào. Còn phải dựa vào ba người bọn hắn. Lúc này thời điểm, cái kia thô bạo vạn thú nộ hống, còn ở bên tai quanh quẩn. Chung quanh dần dần phát sáng lên. Làm trong đỉnh phong bạo biến mất về sau, lớn như vậy phạm vi, hết thảy biến đến có thể thấy rõ ràng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh nơi này tựa như là một cái kết giới chiến trường. Lý Thiên Mệnh thứ nhất mắt liền thấy, tại chiến trường này trung ương, lơ lửng một giọt màu đen tôn huyết. Điều này nói rõ cái này thôn giới thần đỉnh trên một đời chủ nhân. Lại là máu đen người. Không biết lại là quái vật gì. Cái này màu đen tôn huyết xuất hiện về sau đại khái 10 hơi, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Phương thức như vậy, chỗ truyền ra ngoài ý tứ, đại khái là, các ngươi cạnh tranh, ta thuộc về người thắng lợi. Người cạnh tranh tạm thời có ai? Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua, tất cả đối thủ đều xuất hiện. Bọn họ tứ phương, phân biệt tại Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị. Lý Thiên Mệnh bọn họ chống trận, tại phía Bắc. Chiến Nguyên Sách, tại phía Tây. Vi Sinh Mặc Nhiễm tại phía Đông. Long Lang Lung tại phía Nam. Bốn cái chống trận, bốn phe nhân mã, chính đang đối đầu. Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn cùng còn lại ba phương hướng đối thủ, đều ngăn cách một đạo trong suốt bình chướng. Bình phong này không phải kết giới, mà chính là thôn giới thần đỉnh một bộ phận, cùng loại uyên ương nồi partition, chỉ là màu sắc là trong suốt. Cho nên hiện tại thôn giới thần đỉnh, cùng loại một cái, bốn cung nồi. Tôn huyết ban đầu vị trí, ngay tại chính giữa, nhưng bây giờ đã biến mất. Theo tôn huyết biến mất, màu đen chống trận mặt trống một lần nữa mở ra. Lý Thiên Mệnh bọn họ vừa từ bên trong đi ra, màu đen chống trận thì thu nhỏ đến độ lớn ban đầu, ngay sau đó hóa thành một đạo chống trận hình xăm, dung hội tại Lý Thiên Mệnh má trái phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt khác ba phe nhân mã. Đều theo chống trận bên trong đi ra. Vi Sinh Mặc Nhiễm, Long Lang Lung cùng Chiến Nguyên Sách trên mặt, đều xuất hiện một cái màu đen chống trận hình xăm.
nhanh. Chiến Nguyên Sách hướng thẳng đến Nguyên Lai Tôn Huyết vị trí phóng đi. Nhưng, hắn tại chỗ đụng một cái mắt nổi đom đóm. Cái này cũng chứng minh, Tôn Huyết không phải dựa vào trực tiếp đoạt, mà chính là muốn dựa theo Thiên Cung thiết định quy tắc tới. Mấy người bọn hắn chiến thần tộc, bởi vậy ổn định lại tâm thần, để mắt tới Lý Thiên Mệnh bọn họ. Chỉ là tạm thời, thôn giới thần đỉnh nội bộ, trong suốt ngăn cách, đã cách trở bọn họ. Lý Thiên Minh nghe không được bọn họ nói chuyện, nhưng nhìn hình miệng, đại khái là khiêu khích. Đoạt mệnh Ngân Long bị cướp đoạt sau khi trở về, Chiến Nguyên Sách nằm mộng cũng nhớ chân áp Lý Thiên Mệnh. Cho nên nét mặt của bọn hắn, có thể nói tương đương hung ác. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, toàn bộ thôn giới thần đỉnh, vậy mà đều biến đến trong suốt. Sau đó, có thể thấy rất rõ, bây giờ có không ít đệ tử, đều bị Đế Long Cung động tĩnh to lớn hấp dẫn mà đến. Bọn họ thần sắc rung động, quay chung quanh tại thôn giới thần đỉnh chung quanh. Rất nhiều người muốn từ miệng đỉnh tiến đến, cũng không có màu đen chống trận, bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông. Không có vé vào cửa, chỉ có thể làm người xem. Thiên Cung cố ý để dạng này tranh phong, bị tất cả mọi người nhìn đến. Kể từ đó, mặc kệ người nào đạt được thôn giới thần đỉnh, đều khó có khả năng điệu thấp. Bảo vật dụ hoặc, có thể áp chế các đệ tử trong lòng, đối với mang ngọc có tội loại nguy hiểm này hoảng sợ, để mỗi người đều lâm vào trong điên cuồng, đi làm một cái chúa tể thiên hạ, hiệu lệnh vạn tông mộng. Thế giới như vậy, không có người không muốn trèo lên trên. Cũng không có người, cam nguyện bị giẫm tại dưới chân, nghe người ta điều khiển, làm người bán mạng, đối với người cúi đầu khom lưng. Cái kia người ở bên trong, là ai? Tựa như là Vi Sinh Mặc Nhiễm, Long Lang Lung, Chiến Nguyên Sách, còn có một nhóm người, hẳn là Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên. Thôn giới thần đỉnh biến thành trong suốt, bọn họ cũng thấy rõ ràng. Bọn họ là làm sao đi vào? Nghe tới trước người nói, tựa như là dựa vào một cái màu đen chống trận, cái kia chống trận là thông qua chém giết mấy ngàn con trở lên long khôi lấy được. Mấy ngàn con, nhiều lắm, hoàn toàn vào không được sao. Thử lại lần nữa, vừa mới Tôn Huyết đã xuất hiện qua. Lại không đi vào, khả năng thì không có cơ hội. Thanh hồn điện mấy cái này, làm sao chỗ nào đều có bọn họ, thật sự là phiền. Cái kia ba vị nói ít đều là thiên bảng trước bốn tông môn đệ tử, cái này thanh hồn điện lại đi tham gia náo nhiệt. Thôn giới thần đỉnh, thôn giới thần đỉnh A, phía ngoài trưởng bối, đều nhanh mộng A. Đã có người hủy đi đế tinh kết giới, ra ngoài thông báo, nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng sẽ không là bí mật. Càng ngày càng nhiều đệ tử, bị Đế Long Cung động tĩnh hấp dẫn mà đến. Hoàn toàn không phải bí mật. Nói một cách khác, Đế Long Cung loại này kịch biến, chính là vì phải dùng thôn giới thần đỉnh, đem nơi này hết thảy, đẩy hướng đứng mũi chịu sào. Toàn bộ Cửu Long Đế Táng, cơ hồ đều bị dẫn nổ. Cơ hồ tất cả mọi người, đều tại hướng lấy bên này mà đến, khác nhau chỉ là thứ tự trước sau thôi. Bây giờ, Lý Thiên Mệnh các loại bốn phe nhân mã, bị vây ở mỗi người bình chướng bên trong. Lẫn nhau ở giữa, tạm thời không có giao tập. Nhìn như vậy lên, cái này thôn giới thần đỉnh bên trong, tựa như là một cái sân khấu. Lý Thiên Mệnh bọn họ đều là người biểu diễn. Các loại người xem vào tràng hoàn tất, hắn đoán chừng, cũng là lúc khai chiến. Vạn chúng chú mục phía dưới khai chiến, quả thực có chút kích thích. Mấu chốt là, Chiến Nguyên Sách bên kia, còn tại đối với Lý Thiên Mệnh bọn người, ôm lấy ngón tay, ra hiệu để Lý Thiên Mệnh đi qua. Theo hình miệng phía trên nhìn, hắn nói là, đỉnh kia nội không gian phong bế, đóng cửa đánh chó, ta nhìn ngươi lần này, có thể chạy trốn nơi đâu. Đối với cái này, Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi Thiên Cung an bài. Hắn nhìn lướt qua, cái này Đế Long Cung bốn phía người xem, tối thiểu có mấy vạn. Vì quan chiến, rất nhiều người cũng không dám để cộng sinh thú đi ra. Dạng này cái này Đế Long Cung, tối thiểu có thể chứa đựng 1 triệu người trở lên. Đương nhiên, vẫn là có nhiều hơn một nửa người, còn không hết hy vọng, tại không có màu đen chống trận tình huống dưới, tiếp tục xông vào miệng đỉnh, muốn tiến đụng vào, sân khấu. Rầm rầm rầm, thú hống tiếp tục, hoàn toàn đại loạn. Đám người như châu chấu một dạng, bay tới đánh tới, nhìn đến Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Người nói một hồi về sau, cái này thôn giới thần đỉnh bên trong, sẽ có thay đổi gì? Phu Tử Thiên quét về phía cái này tam phương đối thủ, hơi có chút không tự tin. Tuy nói Chiến Nguyên Sách bên người, chỉ còn lại 3 người, không có một chút ưu thế, nhưng hắn loại này chiến đấu cuồng ma bản thân mang đến uy hiếp lực,
cái kia đốt cháy hừng hực hai mắt, thiêu ở trên người, vẫn là có một loại lồng ngực, cơ hồ đều muốn bị đốt xuyên cảm giác. Có thể sẽ bình chướng toàn bộ biến mất, tứ phương hỗn chiến, người thắng làm vua. Lý Thiên Mệnh híp mắt, liếc nhìn tứ phương. Có thể nhìn đến, chiến thần tộc bên kia, đã lộ ra ngay cổng sinh thú. Chiến Nguyên Sách ngồi tại một đầu kim nghê thông thiên viên trên bờ vai, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Cái kia, có chút quá khó khăn, cái này phong bế chiến trường, muốn lượn vòng đều không có cách nào. Nếu như đấu không lại, cũng đừng giữ vững được, có thể từ bỏ, bảo trụ hiện nay đến, cũng là không tệ. Đừng đem đoạt mệnh ngân long lại mất đi. Phu Tử Thiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại lại ném đoạt mệnh ngân long đều vô dụng. Đối phương là phải nghĩ biện pháp, đưa chúng ta vào chỗ chết. Có thể cướp hắn đều sẽ cướp đi. Ta dự định cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm liên thủ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh nói, xác định không phải Hiên Viên Long Tông, bọn họ thế nhưng là Cửu Long Đế Tôn chính thống hậu nhân. Phu Tử Thiên hỏi, thiếu niên kia đối với ta có địch ý, ngươi suy nghĩ một chút, chính mình tổ tiên bảo bối, đại đa số cho ngoại nhân, trong lòng ngươi có thể thoải mái sao? Lý Thiên Mệnh nói, Vi Sinh Mặc Nhiễm người này rất cổ quái, không thể tin hoàn toàn. Phu Tử Thiên nhắc nhở, ta minh bạch, liên thủ chỉ cần một cơ hội, phòng bị khẳng định phải có. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, một khi phát sinh tứ phương hỗn chiến, kiêng kỵ nhất cũng là bị tam phương vây công. Lý Thiên Mệnh bọn họ coi như tiến bộ, cũng không có quá đại ưu thế. Cho nên hắn biết rõ, nhất định phải trước tiên, tìm tới một cái minh hữu. Nhưng, chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm rối loạn Lý Thiên Mệnh kế hoạch. Theo Đế Long Ly cung chiến đệ tử gia tăng, vì, đánh bại đếm, bên ngoài đầu tiên bạo phát chiến đấu. Có lẽ là thiên cung, cảm thấy người xem đủ. Trong lúc nhất thời, thôn giới thần đỉnh bên trong, phát sinh biến hóa. Lý Thiên Mệnh bọn người, phân biệt ở vào đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Đúng vào lúc này, phía đông cùng phương nam hai cái phương hướng, tấm ngăn, bỗng nhiên biến thành màu đen, ngăn chặn ánh mắt. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nhìn thấy, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Long Lang Lung tình huống bên kia. Hắn tại bắc, Chiến Nguyên Sách bọn họ tại phía tây. Mà lúc này, tây, bắc, tấm ngăn, đột nhiên biến mất. Cái này mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh cùng Chiến Nguyên Sách ở giữa, lại không ngăn cản. Tây Bắc hai đại khu vực, liên hợp thành một cái chiến trường. Một bên khác, Đông Nam hai cái khu vực, đoán chừng cũng thành một cái chiến trường. Cứ như vậy, tương đương với thôn giới thần đỉnh bị một phân thành hai. Trung gian ngăn cách, không nhìn thấy đối diện tình huống, chỉ cần đối phó địch nhân trước mắt. Hai hai giao phong, người thắng lại quyết nhất tử chiến. Lý Thiên Mệnh nhoáng cái đã hiểu rõ. Thiên cung để hắn quyết đấu Chiến Nguyên Sách, Vi Sinh Mặc Nhiễm quyết đấu Long Lang Lung. Dạng này càng tốt hơn, ít đi chấm dứt minh phiền phức, trực tiếp đánh thì xong việc. Lý Thiên Mệnh nói, mặc kệ đằng sau muốn thế nào, tối thiểu nhất, làm Chiến Nguyên Sách cái này bốn cái chiến thần tộc đệ tử, đi vào bọn họ trước mắt thời điểm, một trận chiến này, đã không đánh không được. Chiến Nguyên Sách mang tới, bên người tinh nhuệ nhất đệ tử. Ngoại trừ Chiến Doanh Doanh bên ngoài, mặt khác hai cái chiến thần tộc thiếu niên, cũng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba. Lý Thiên Mệnh bên này, Phụ Tử Thiên không tính là, tương đương với 3-4. Bởi vì trước mặt ân oán, làm chiến thần tộc cùng mấy người bọn hắn thanh hồn điện đệ tử chạm mặt thời điểm. Nhất thời, trong không khí, tràn đầy lửa, mùi thuốc. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại. Còn lại cộng sinh thú, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Chính thức có thể đối bọn hắn tạo thành chấn nhiếp lực cùng áp bách lực, vẫn là Chiến Nguyên Sách ngũ đại cộng sinh thú. Đây cơ hồ là Lý Thiên Mệnh, đụng phải cái thứ nhất, nắm giữ ngũ đại cộng sinh thú siêu cấp ngự thú sư. Cái kia năm đầu kim nghê thông thiên viên, có hùng sư đầu lâu, có sư tử bá đạo cùng hung mãnh, lại có tráng kiện viên hầu thân thể. Hoàng kim bắp thịt cuồn cuộn, lông tóc kiên cường như sắt. Bọn họ tứ chi móng vuốt dọc theo người ra ngoài, đều như đỉnh cấp trật tự thần binh như vậy kiên cường. Hoàn toàn có thể ngạnh kháng đao kiếm, tùy tiện xé rách đối thủ huyết nhục. Năm đầu cự thú, cứ như vậy bảo hộ ở Chiến Nguyên Sách bên người. Hoàng ngọn lửa màu vàng óng trên người bọn hắn hừng hực đốt cháy, hỏa diễm nối liền cùng nhau, tạo thành một mảnh kim sắc biển lửa, để cái này nửa cái thôn giới thần đỉnh bên trong không gian, nhiệt độ kịch liệt tăng vọt. Một cỗ sóng nhiệt cuốn tới. Tám tai chiến thần, Chiến Nguyên Sách, tay cầm trưởng bối tự mình giao phó tôn huyết cấp 7 trật tự thần binh, thiên quân thần trụ.
Lấy chiến thần tộc thể chất, hắn khinh thường tại xuyên chiến giáp. Hắn trên thân không đến quần áo, huyết nhục kiên cường như sắt. Từng đạo chướng mắt màu hoàng kim thần văn, ở tại trên thân lập lòe. Cái kia một đôi màu hoàng kim hừng hực hai mắt, lóng lánh như mặt trời một dạng quang mang, chiếu xạ tại Lý Thiên Mệnh trên người của bọn hắn. Ánh sáng cường liệt, cơ hồ làm cho huyết nhục hòa tan. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hống hống hống. Kim Nghê Thông Thiên Viên, mang theo 10 đầu tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3 cự thú, hướng về Lý Thiên Mệnh bọn họ trấn áp mà đến. Chấn thiên tiếng giống, phách lối khí diễm. Điều này nói rõ, bọn họ cái này 4 cái chiến thần tộc đệ tử, hoàn toàn đem Lý Thiên Mệnh bọn họ, xem như là con mồi. Bọn họ tựa như là một đám hùng sư, đang áp sát trong mắt bọn họ, không chỗ có thể trốn cừu non. Âm lãnh, giễu cợt, trêu tức, những vẻ mặt này, liền cộng sinh thú trên mặt đều có. Nhất là cái kia chiến doanh doanh. Nàng người mặc hoàng kim chiến giáp, tay cầm trường thương, lại lần nữa ngồi tại thánh tinh độc giác thú vương trên thân. Trường thương chỉ hướng Lý Thiên Mệnh bọn họ, trong đôi mắt, tràn đầy trưởng khống đại cục miệt thị cảm giác. Nàng đối chiến nguyên sách nói. Ca, nhất định phải hình thành nghiền ép, tuyệt đối đừng đánh vỡ đế tinh kết giới, càng khác để bọn hắn tự hủy, đến cùng bọn hắn khống chế ta như thế, khống chế lại bọn họ. Dạng này mới có thể cầm tới thứ ở trên người bọn hắn, đồng thời, để bọn hắn vì khiêu khích, nhục nhã ta mà trả giá đắt. Chỉ là nhị lưu thế lực đệ tử, cũng dám ở chỗ này trên nhảy dưới tránh. Nghe nói, bọn họ vẫn là thanh hồn điện Giang Thanh Lưu đệ tử, vậy liền để bọn họ, tiếp nhận cùng Giang Thanh Lưu kết quả giống nhau. Mỗi một cái, cả một đời đều đi làm một cái người tầm thường. Những lời này, nàng đang bị Lý Thiên Mệnh bắt cóc, đổi đi đoạt mệnh ngân long thời điểm, liền đã nghĩ kỹ. Doanh doanh, chiến nguyên sách nhếch miệng cười một tiếng, cùng nàng đụng đụng quyền đầu, nói, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Nói đúng a, cái này còn có lo lắng sao? Đồ không có mắt, liền công chúa đều dám khi dễ, có chút bản lãnh, thì quên bối cảnh của chính mình. Bọn họ tự cho là, vô thiên chi chiến là cái công bình địa phương, cho nên thì nhẹ nhàng đi. Nhị lưu cũng là nhị lưu, chúng ta trưởng bối vừa ra, bọn họ sau lưng đích sư tôn, tông chủ, đều phải quỳ bái, người nói bọn họ lấy cái gì cùng chúng ta cạnh tranh. Đoạt mệnh ngân long, long huyết thần hoang, còn có đại đạo nguyên ma đan, là bọn họ có thể đụng đồ vật sao? Não tử nước vào, cũng không biết phỏng tay a. Còn lại 2 cái tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3 đệ tử, thủ hộ tại chiến doanh doanh bên người. 3 người 10 thú, tạo thành một cái đoàn thể chiến đấu. Lúc này thời điểm nói chuyện, cũng là bọn hắn 2 cái. 2 vị này thanh niên, đều là 6 tai thiên phú, cũng là chiến thần tộc đỉnh cấp cường giả hậu nhân. Mình không nói bối cảnh, ỷ thế hiếp người không có ý gì, thì bắt bọn hắn dám khi dễ em gái ta chuyện này tới nói, ta đều phải đem bọn hắn ruột cho móc ra, mọi người nói, đúng hay không? Chiến nguyên sách trầm giọng cười nói. Nghĩ tới một tháng trước, Lý Thiên Mệnh cột muội muội của hắn, đến đoạt lại đoạt mệnh ngân long một màn kia, hắn trong lồng ngực núi lửa, thì ầm vang bạo phát. Trực tiếp xông lên não bộ. Đúng, Lý Thiên Mệnh cái này sẽ chỉ bỏ chạy tiểu cẩu, sợ là nằm mơ đều không nghĩ tới, thôn giới thần đỉnh tự mình an bài, để cho chúng ta đóng cửa đánh chó. Ha ha, rầm rầm rầm. Bọn họ một bên cất tiếng cười to, vừa cùng cộng sinh thú cùng một chỗ, hướng về Lý Thiên Mệnh bọn họ vào tới. Chiến nguyên sách một câu ngoan thoại, đều không muốn cùng Lý Thiên Mệnh thả. Đây là hắn phong cách làm việc. Hắn ưa thích đem mặt của đối phương, dẫm tại dưới chân, lại cùng đối thủ nói ngoan thoại. Tuy nhiên không có nói hung ác, nhưng bọn hắn 4 người này, giờ phút này cái kia táo bạo, phẫn nộ, mỉa mai ánh mắt, liền đã nói rõ, bọn họ muốn, không chỉ có riêng là, đánh bại, đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất, phụ tử thiên nhớ tới sư tôn Giang Thanh Lưu cả đời này ảm đạm, liền có thể trải nghiệm, một cái nhị lưu thế lực đệ tử, tại trận này cạnh tranh bên trong biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Bảo vật ngay tại trước mặt, người dám đụng sao? Nói thật, muốn là không có Lý Thiên Mệnh bọn họ, Vu Tử Thiên cũng không dám đụng. Là Lý Thiên Mệnh bọn họ, cải biến Vu Tử Thiên ý nghĩ. Các vị, nhất định muốn cẩn thận, nhất định không thể thua a. Vu Tử Thiên u âm thanh nhắc nhở. Bởi vì hắn rõ ràng, một trận chiến này mấy vạn người chú ý. Nếu bị thua, sợ là muốn tại vạn chúng trước mặt, xuống chàng thảm đạm, biến thành chê cười. Cái gì thua,
Chúng ta muốn, là đánh nổ bọn họ. Lý Thiên Mệnh cái gì đối thủ chưa thấy qua. Coi như đây là trước mắt mạnh nhất đối thủ, đều dao động không được ý chí của hắn lực. Tại đối phương hung mãnh đánh thẳng tới trong nháy mắt, hắn đã làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Trận này va chạm, đã để thôn giới thần đỉnh bên ngoài, rất nhiều Thái Dương vạn tông đệ tử ồn ào, xôi trào. U giống, thanh hồn điện mấy cái này, cuối cùng phải xong đời. Sớm một chút cút đi, nhìn bọn họ đều phiền. Nghe nói cái kia Lý Thiên Mệnh, còn đánh chiến nguyên sách muội muội, không biết cái này chiến đấu cuồng ma vẫn là cái hộ muội cuồng ma a. Dám động chiến doanh doanh người, đầu đều phải cho chiến nguyên sách vặn xuống tới. Muốn là vô tử thiên có thể bạo phát, còn có thể bảo mệnh. Bọn họ có được đồ vật đầy đủ nhiều, muốn là dứt khoát một chút tự hủy đế tinh kết giới, vẫn là huyết kiếm lời, có thể cái này rõ ràng nhìn, cái này thanh hồn điện là muốn kiến càng lay cây. Cái kia chính là không biết trời cao đất rộng, trực tiếp muốn chết, ta đây nhưng đồng tình không tới. Tại từng tiếng kịch liệt nghị luận bên trong, nguyên bản coi như xa xôi song phương, đụng thẳng vào nhau. Cái kia động tĩnh, quả thực như thiên quân vạn mã giao phong một dạng. Song phương nhân mã đều có không ít. Cái này rõ ràng lại là một trận hỗn loạn đoàn chiến. Thế mà, thật loạn sao? Từ vừa mới bắt đầu, Lý Thiên Mệnh đều sẽ suy nghĩ, như thế nào phát huy đoàn đội ưu thế. Hắn cùng những chiến thần này tộc đối thủ, có hết sức rõ ràng khác nhau. Cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh bên này, không chỉ là hắn tứ đại cộng sinh thú, loại hình, năng khiếu khác biệt, bản thân hắn cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu phong cách chiến đấu, đặc tính, quan trọng lực sát thương, đều rất không giống nhau. Lý Thiên Mệnh là trong này, thứ nhất toàn năng một cái. Dạ Lăng Phong rất khó chống đỡ chính diện chiến đấu, nhưng nếu có thể để hắn, phát huy thần hồn trấn áp ưu thế, cùng Lý Thiên Mệnh hình thành phối hợp, hình thành hiệu quả, tuyệt đối 1+1 = 2. Lâm Tiêu Tiêu thì càng không cần phải nói. Tình huống nàng bây giờ, chỉ thích hợp cùng đối phương kéo dài khoảng cách, đơn độc đối chiến năng lực càng kém. Một cái đặc tính khác lạ đoàn đội, chiến đấu lực ba động thì sẽ đặc biệt lớn. Phối hợp thật tốt, lực sát thương sẽ kinh người, phối hợp không được khá, liên thủ còn không bằng đơn đả độc đấu. Cái này liền cần Lý Thiên Mệnh an bài. Chiến nguyên sách bên người ba vị này tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba, không tính mạnh. Lại có thể cho phối hợp của chúng ta tạo thành rất lớn quấy nhiễu, nhất định phải nhanh chóng quét sạch rơi bọn họ. Lý Thiên Mệnh trong mắt lãnh quang lấp loé, để mắt tới chiến doanh doanh. Hai vị kia chiến thần tộc đệ tử, lấy nàng làm trung tâm, chính giấu ở chiến nguyên sách mặt bên, dự định mặt bên quấy rối. Tiểu Phong, ngươi tranh thủ lại thời gian ngắn nhất, giải quyết bọn họ. Ta cùng Tiêu Tiêu đứng vững chiến nguyên sách, có thể hay không? Lý Thiên Mệnh nói. Không có vấn đề. Dạ Lăng Phong nhìn đám người kia liếc một chút, trực tiếp cho ra Lý Thiên Mệnh khẳng định trả lời chắc chắn. Đây chính là Lý Thiên Mệnh tín nhiệm hắn địa phương, phá lệ đáng tin. Mà lại, Dạ Lăng Phong tự ta lòng tin phi thường cường liệt. Những thứ này xây dựng ở cao siêu thủ đoạn phía trên. Đối thủ cái này tổ hợp, chiến nguyên sách cùng ngũ đại cộng sinh thú, tối thiểu chiếm cứ 8 thành chiến đấu lực. Đây chính là Lý Thiên Mệnh, lựa chọn để Dạ Lăng Phong đi thu thập lên nhanh vuốt lý do. Hắn phải tự mình giải quyết chiến nguyên sách, hắn cũng không thể để Lâm Tiêu Tiêu đi đối phó chiến doanh doanh. Bởi vì, Lâm Tiêu Tiêu có thể dây dưa bọn họ, nhưng lại không thể nhanh chóng quét sạch. Lý Thiên Mệnh tránh thức muốn, là Dạ Lăng Phong có thể tận mau trở lại. Cùng hắn cùng một chỗ liên thủ lại đối kháng chiến nguyên sách. Lựa chọn như vậy, cũng nói rõ hắn đối chiến nguyên sách, có sâu vô cùng kiêng kỵ. Dù sao, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 bày ở chỗ này. Hắn một cái tối thiểu đỉnh chiến doanh doanh 10 cái. Lên. Vừa khai chiến trong khoảng thời gian này, phân ra Dạ Lăng Phong cái này chiến đấu lực, là gian nan nhất thời điểm, nhất định phải chống đỡ. Tại Lý Thiên Mệnh bên người, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, đi theo hắn, cùng chiến nguyên sách vọt thẳng giết cùng một chỗ. Tiểu Lý Tử, muốn không ta cũng ra ngoài đi. Cộng sinh không gian bên trong, Tiên Tiên lo lắng đến bay tới bay lui. Chúng ta thử trước một chút. Tại không có ăn uống gì tình huống dưới, lần trước Long Khôi chi chiến, khởi nguyên thế giới thụ cành lá lại sinh rất chậm chạp. Tiên Tiên hiện tại dây leo, cành lá cùng sợi rễ, cũng còn không thành hình. Tăng thêm Khương Phi Linh còn tại Tiên Tiên trên thân, Lý Thiên Mệnh tạm thời không muốn để cho nó mạo hiểm. Rầm rầm rầm. Bọn họ một người ba thú, tại đối diện bọn họ, là chiến nguyên sách một người ngũ thú. Bất quá,
Lý Thiên Mệnh sau lưng còn có người. Cái kia chính là Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma. Còn có, trốn ở Thái Cổ Tà Ma lân giáp bên trong Vô Tử Thiên. Hắn hiện tại cũng là cái thất diệu thiên, cơ bản có thể xem nhẹ. Lâm Tiêu Tiêu bên người, hết thảy tám đầu huyết sắc tiểu long vần quanh. Nàng đứng tại cái kia màu đen cự thú, Thái Cổ Tà Ma, đỉnh đầu cự giác ở giữa, ra sức kéo ra long huyết thần hoang, cài tên kéo cung. Trong lúc nhất thời, huyết long gào thét. Vô tận huyết sắc lôi đình, ở tại bên người mãnh liệt bôn tẩu, hội tụ tại huyết trên tên. Xì xì xì. Huyết tiễn nổ bắn ra đi. Mục tiêu, trong đó một đầu kim nghê thông thiên viên ánh mắt. Long huyết thần hoang tốc độ, nhanh đến mức cực hạn. Một cái nháy mắt, huyết tiễn giết tới trước mắt. Giống. Cái kia kim nghê thông thiên viên mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Thân thể nó tuy nhiên to lớn, nhưng là phá lệ linh hoạt. Đang nháy tránh đồng thời, nó thân thủ một ngăn cản, cái kia huyết tiễn theo nó cánh tay trên da sát qua đi, trực tiếp đâm ra chói mắt sao hỏa. Sắc bén đầu mũi tên, lộ ra một mảnh huyết nhục. Siêu siêu. Kim nghê thông thiên viên trên cánh tay, theo huyết tiễn lướt qua, lại có đại lượng máu tươi bị mang theo ra ngoài, hoàn toàn bị huyết tiễn hấp thu. Đây chính là cấp 7 trật tự thần văn, thị huyết long đồ, hút máu hiệu quả. Hút máu về sau, huyết tiễn biến đến càng dữ tợn. Cái kia kim nghê thông thiên viên thì hét thảm một tiếng, liền vội vàng che cánh tay. Hắn máu vết thương thịt, vậy mà dung hóa thành kim thủy, về sau lại kết thành trạng thái cố định, cái này mới ngưng được bão táp huyết khí. Ngay cả như vậy, nó cả cánh tay, xem ra đều nhỏ một vòng, lộng lẫy đều ảm đạm không ít. Long huyết thần hoang đối huyết nhục lực sát thương, cơ hồ tương đương tại tiên tiên, sinh linh kiếp. Một cái hút máu, một cái đoạt mệnh. Chớ xem thường long huyết thần hoang. Chiến Nguyên sách chừng cái kia một đầu kim nghê thông thiên viên liếc một chút. Vâng, ta cùng tiểu ngũ, đi trước giúp người đem cái này long huyết thần hoang đoạt lại. Cái kia thụ thương kim nghê thông thiên viên thở ra một miệng to khỏe kim sắc vũ khí, thấp giọng gào thét nói. Đi. Chiến Nguyên sách gật đầu. Hắn đại khái rõ ràng, Lâm Tiêu Tiêu nhiều lắm là tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba, cũng là dựa vào long huyết thần hoang, mới cho hắn cộng sinh thú hình thành uy hiếp. Làm Lý Thiên Mệnh muốn nhanh chóng quét sạch trợ thủ của hắn thời điểm, hắn Chiến Nguyên sách như thế nào đần độn. Nơi xa có một cái bắn lén đối thủ, đối với hắn và Chiến Doanh Doanh bọn người là uy hiếp. Sau đó, hắn trực tiếp quyết định, phân ra hai đầu kim nghê thông thiên viên ra ngoài. Hai đầu tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 hơn 4.000 ngôi sao cộng sinh thú, cấm xuống một cái gà mờ xạ thủ, có vấn đề. Đến mức Thái Cổ Tà Ma, Chiến Nguyên sách nhìn thẳng đều không nhìn qua. Lâm Tiêu Tiêu muốn là không có long huyết thần hoang, Chiến Nguyên sách cũng sẽ không khi nàng là một cái đối thủ. Hai đầu kim nghê thông thiên viên, gào thét nộ hống, lấy tốc độ khủng khiếp. Như kim sắc ánh sáng một dạng vò tới Lâm Tiêu Tiêu. Rầm rầm rầm. Không khí rung động, kim hỏa phần thiên. Thái Cổ Tà Ma huyết hai mắt màu đỏ bên trong, cất giấu vĩnh hằng khinh miệt cùng mỉa mai. Nó vỗ cánh phi lên. Cái kia to lớn trên cánh thịt quấn quanh lấy vô số huyết sắc lôi đình. Coi như đối phương có thể bay lên không trung, nắm giữ cánh thịt nó, trên không trung đều muốn càng thêm linh hoạt. Ông! Thần thông, huyết điện hồn bảo. Lâm Tiêu Tiêu trên thân, còn có nhất định thiên hồn chứa đựng. Thái Cổ Tà Ma trực tiếp nuốt mấy ngàn thượng thần thiên hồn, tại trong bụng thi triển cái này huyết điện hồn bảo. Thời khắc này uy lực so thiên mệnh thần thành trên không một lần kia, tuyệt đối phải nổ tung. Ầm ầm, bụng nó thiêu đến đỏ bừng. Rít lên một tiếng, vô số tia chớp lôi đình, hình thành lôi trụ oanh minh, xuyên qua xuống. Huyết ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa cái thôn giới thần đỉnh. Đưa tới vô số đệ tử kêu sợ hãi. Lý Thiên Mệnh tâm lý một mực rõ ràng, Thái Cổ Tà Ma con hàng này bất kể thế nào không đáng tin cậy, tại phương diện đánh nhau, nó tuyệt đối là hung mãnh. Một chiêu này thần thông, đã nói lên hết thảy. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3 nó, đối mặt hai đầu tầng thứ 5 cộng sinh thú, một chiêu thần thông, hoàn toàn không có rơi vào hạ phong cảm giác. Càng kinh khủng nhanh, nó huyết điện hồn bạo thần thông bên trong, kẹp lấy Lâm Tiêu Tiêu một nhánh huyết tiễn. Huyết tiễn hóa thành thần long, xen lẫn trong huyết điện hồn bạo bên trong. Hai đầu kim nghê thông thiên viên vừa vọt lên đến, liền bị huyết điện hồn bạo áp chế xuống. Cái kia gào thét huyết sắc thần long, lại cắn lấy một đầu kim nghê thông thiên viên bên đùi mặt, hút đi không ít máu tươi. Đau đến cái kia kim nghê thông thiên viên lại là kêu thảm.
huyết điện hồn bạo uy lực, để chúng nó nện xuống đất, dẫn phát thôn giới thần đỉnh đều phát sinh chấn động. Ầm ầm, toàn trường oanh động. Cái này Lâm Tiêu Tiêu, có thể a? Thôi đừng chém gió, dựa vào long huyết thần hoang thôi, thấy không? Nàng đã tất cả vốn liếng, thế nhưng là kim nghê thông thiên viên, cũng không có đả thương được căn bản. Bọn họ cũng là khinh thị đối thủ, lập tức phản kích lại, cô gái này nhìn không được. Như bọn họ sở liệu, kim nghê thông thiên viên đặc điểm, cũng là da dày thịt béo. Huyết điện hồn bạo tàn phá bừa bãi phía dưới, bọn họ thi triển không ít hộ thể thần thông, căng ra lồng ánh sáng màu vàng óng, đứng vững uy lực, lại lần nữa giết lên. Giống, thần thông trùng kích, kim quang vạn trượng. Thái cổ tà ma cao mày, chỉ có thể một bên chửi mắng, một bên né tránh. Đừng nói cái này Lâm Tiêu Tiêu, ngươi nhìn cái kia Lý Thiên Mệnh, chịu đựng được sao? Chiến trường này cực độ hỗn loạn. Tại Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma, bước lui kim nghê thông thiên viên đồng thời, Lý Thiên Mệnh cùng chiến nguyên sách, mỗi người cùng ba đầu cộng sinh thú cùng một chỗ, cũng đã dẫn phát càng bắn nổ chiến đấu. Chuột chạy qua đường, không biết tự lượng sức mình. Đây là chiến nguyên sách nhìn đến, Lý Thiên Mệnh vậy mà đơn độc tới cứng kháng chính mình lúc, làm ra đánh giá. Lần trước hắn truy sát Lý Thiên Mệnh, còn không phải cùng bắt chuột một dạng. Hắn tám cái lỗ tai nhất động, mặc kệ Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang tốc độ bao nhanh, hoàn toàn không chỗ che thân. Cùng ta đánh, ngươi dám không ra tinh tướng. Chiến Nguyên Sách sủi cười một tiếng. Kỳ thật hắn không biết, Lý Thiên Mệnh căn bản không có tinh tướng, hắn là đạp thiên chi cảnh. Tinh tướng có thể thu phóng tự nhiên, cũng không phải là nhất định phải triển khai, mọi người mới sẽ cho rằng, Lý Thiên Mệnh cũng là tinh tướng thần cảnh. Làm Lý Thiên Mệnh không ra tinh tướng thời điểm, Chiến Nguyên Sách cũng không có khách khí với hắn. Bởi vì hắn tinh tướng, là hắn chiến đấu lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Mở. Tại hắn ra lệnh một tiếng, hắn cùng năm đầu cộng sinh thú, đồng thời mở ra tinh tướng. Một người ngũ thú, lấy Chiến Nguyên Sách làm trung ương, tạo thành một cái bao trùm Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu hai đại chiến trường lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, tinh luân nguyên lực tiêu tán đi ra, tạo thành từng tòa kim sắc sơn phong hư ảnh, trấn áp tại Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu cùng bọn hắn cộng sinh thú trên thân thể. Rầm rầm rầm. Đây là Vạn Sơn tinh tướng. Lý Thiên Mệnh lần trước bị trấn áp qua. Tại Vạn Sơn tinh tướng trấn áp phía dưới, mỗi người bọn họ trên đỉnh đầu đều như là đè ép chân thực sơn phong. Cái này chẳng những ảnh hưởng tốc độ, càng là sẽ để bọn hắn thời khắc thừa nhận Vạn Sơn trọng lượng. Muốn là liền đầu cũng không ngẩng lên được. Toàn thân giới tử thời khắc đều bị đè ép, dường như bốn phía trọng lực tăng vọt, lại như thế nào có thể chiến đấu. Đây quả thực là đảo ngược thời gian chàng. Muốn là Khương Phi Linh tại cái này, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không bị như thế hạn chế. Tại cái này một người ngũ thú liên hợp Vạn Sơn tinh tướng chấn áp xuống, liền Miêu Miêu tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đối với nó tới nói, quả thực chí mạng. Ong ong, núi vàng vô hình chấn áp, lỗ tai đều tại oanh minh. Thái cổ tà ma bị núi vàng trấn áp, suýt nữa bị một đầu kim nghê thông thiên viên ôm lấy. Nếu để cho bọn họ ngã trên mặt đất, không người bảo vệ Lâm Tiêu Tiêu cùng Vu Tử Thiên, tuyệt đối phải gặp nạn. Có thể nói, đối thủ này chỉ mở ra tinh tướng, liền đã để Lý Thiên Mệnh bên này, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Mà lại cái kia năm đầu kim nghê thông thiên viên, còn có phối hợp Vạn Sơn tinh tướng thần thông, gọi là Vạn Sơn kim cương trấn. Cái này thần thông thi triển. Bọn họ thân thể khổng lồ kia, hoàn toàn lột xác thành kim loại, kiên cường trầm trọng đến làm cho người giận sôi. Tuy nhiên tốc độ có chỗ hạ xuống, có thể đổi lấy là đao thương bất nhập. Còn có kinh người cận chiến năng lực. Cái kia hàm răng, móng vuốt, đều là trời sinh máy móc chiến đấu. Lý Thiên Mệnh, người sau đó quỷ sao. Chiến Nguyên Sách cùng ba đầu kim nghê thông thiên viên, dẫm lên bước chân nặng nề, một người ba thú như vạn quân trùng kích, thanh thế to lớn. Trung ương Chiến Nguyên Sách thân cao ba thước, như hoàng kim chiến thần, tay cầm thiên quân thần trụ, hướng về Lý Thiên Mệnh phủ đầu bạo nện mà đến. Thần thông, kim nghê hỏa lưu. Ba đầu cộng sinh thú cùng một chỗ phun lửa, tạo thành ngọn lửa màu hoàng kim dòng nước lũ, giống như là biển gầm, hướng về Lý Thiên Mệnh một người ba thú lao nhanh. Rầm rầm rầm. Tràng diện quả thực nổ tung, nhìn đến vây xem đệ tử, nhiệt huyết sôi trào. Thật không hổ là chiến thần tộc. Trời sinh vì chiến đấu mà sinh, quá mạnh. Hắn cộng sinh thú cũng là hoàn mỹ, có linh trưởng loại động vật nhạy bén, lại có hùng sư hung hãn. Đối thủ của hắn thì đáng thương,
cái kia ba cái cộng sinh thú, thứ đồ gì? Nhất là cái kia chim, một bàn tay liền có thể đập chết a. Tại bọn họ bàn tán sôi nổi thời điểm, bọn họ trong miệng huỳnh hỏa, quả thật bị một đầu kim nghê thông thiên viên vỗ trúng. Vốn cho rằng, nó đã hóa thành thịt nát, lại không nghĩ rằng, ngược lại là kim nghê thông thiên viên kêu thảm một tiếng. Bàn tay của nó, ra một cái lỗ máu. Ngọn lửa kia tiểu phượng hoàng bay ra ngoài, trong nháy mắt thành không lông gà, phần thiên vũ linh thần thông nổ bắn ra đi. Kim nghê thông thiên viên rất xem thường cái này lông vũ, đối thần thông của mình vạn sơn kim cương chấn rất có lòng tin, trực tiếp thân thủ đón đỡ. Kết quả, phần thiên vũ linh toàn bộ đâm vào trên người của nó, để nó trực tiếp thành tổ ong vỏ vẽ. Phốc phốc phốc, máu me khắp người. Đây là thần hỏa kiếp lực xuyên thấu. Kim nghê thông thiên viên huyết nhục kiên cường, đều hoàn toàn ngăn không được. Ầm ầm. Miêu miêu lúc này thời điểm lấy đế ma hỗn độn trạng thái chiến đấu. Nó thần thông bạo phát lực càng mạnh. Màu đen lôi đình phạm vi, so thái cổ tà ma huyết điện phạm vi muốn lớn hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, lôi đình nổ tung. Hồn thiên điện ngục, càn khôn điện mâu, hỗn độn thiên kiếp nghiền ép lên đi, đem cái kia kim nghê hỏa lưu sớm dẫn bạo. Bôn lôi kiếp để miêu miêu thần thông uy lực, so cái này tầng thứ 5 kim nghê thông thiên viên thần thông còn muốn cương mãnh. Nó cứ thế mà đứng vững đối phương ba đầu cộng sinh thú thần thông. Lam Hoang nhân cơ hội này, phối hợp huỳnh hỏa Lam Hoang, đè vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Mọi người rung động phát hiện, tại đối mặt chiến nguyên sách thời điểm, Lý Thiên Mệnh cũng không có như trong tưởng tượng như thế hoàn toàn tan tác. Thậm chí, còn có một chút lực lượng ngang nhau ý tứ. Làm sao có thể? Đừng quá kinh ngạc, ta đoán chừng cùng cái kia Lâm Tiêu Tiêu một dạng, bắt đầu dốc hết toàn lực, lập tức liền sẽ nhịn không được. Nhưng là, coi như thế, một cái nhị lưu thế lực đệ tử, vậy cũng đầy đủ kinh người đi. Tại tiếng người huyên náo thời khắc, vạn sơn tinh tướng còn tại chân áp. Đúng vào lúc này, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt chiến nguyên sách, theo cổng sinh thú trong khe hẹp giết đi ra. Hắn nhất côn trực tiếp đánh nát miêu miêu càn khôn điện mâu, bạo lực một chân, còn cơ hồ đem Lam Hoang cái kia lớn như vậy thân thể, đá đến cơ hồ lật xoay người. Hắn để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Quỳ xuống dập đầu, ta thì lưu ngươi một cái cộng sinh thú. Chiến nguyên sách lạnh lùng gầm nhẹ. Đáp lại hắn, là Lý Thiên Mệnh đoạt mệnh ngân long. Hắn một mặt không sợ nhìn lấy chiến nguyên sách, trong tay đoạt mệnh ngân long giống như rắn độc biểu bay ra ngoài. Tại chiến nguyên sách cùng hắn nói nhảm trong chớp nhoáng này, đoạt mệnh ngân long biểu bay 10.000 mét, quấn quanh ở một đầu kim nghê thông thiên viên trên gáy. Cái kia kim nghê thông thiên viên đang cùng Lam Hoang cắn xé. Lý Thiên Mệnh tay trái lực lượng lôi kéo, đoạt mệnh ngân long sắc bén kia bạc nhận, gai nhọn, toàn bộ đâu tại kim nghê thông thiên viên trên cổ. Coi như nó huyết nhục hóa thành hoàng kim, cũng đỡ không nổi, thiết hư chi nhận, sắc bén. Xiềng xích này sắc bén, có chút cùng loại huỳnh hỏa vũ trụ hỏa nhận. Xì xì xì, cái kia một đầu kim nghê thông thiên viên, trên cổ huyết nhục, bị trực tiếp xé rách. Nó gào thét kêu thảm một tiếng, hai tay buông ra Lam Hoang. Lôi kéo trên cổ đoạt mệnh ngân long nộ hống. Thậm chí, có ngọn lửa màu vàng, theo đoạt mệnh ngân long hướng về Lý Thiên Mệnh vào tới. Lăn tới. Đoạt mệnh ngân long phía trên, truyền đến lực lượng kinh khủng. Đây là kim nghê thông thiên viên phản kháng. Tình huống bình thường, Lý Thiên Mệnh là kéo bất quá ra hỏa này. Đáng tiếc, đoạt mệnh ngân long thực sự rất sắc bén. Cái kia cổ bị cuốn lấy cự thú, căn bản không dám dùng quá sức. Sợ đem cổ cho cắt đứt. Lý Thiên Mệnh vừa lúc ở cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, ra sức lôi kéo. Ầm ầm, cái kia kim nghê thông thiên viên đau kêu một tiếng, bị Lý Thiên Mệnh kéo đến ngửa lật đập xuống đất, máu me khắp người. Lam Hoang tìm tới cơ hội, phản đè lên. Hai đại to lớn đầu rồng, cắn lấy trên đầu của nó. Cái kia tứ đại long chảo xinh xinh kéo tiến vào máu thịt bên trong, kéo ra khỏi vết máu thật sâu. Loại này mãnh thú cận thân chém giết, mang đến đánh vào thị giác lực, tuyệt đối càng nổ tung. Lý Thiên Mệnh đoạt mệnh ngân long còn tại lôi kéo, cái này một đầu kim nghê thông thiên viên bị giáp công, nhất thời lâm vào trong nguy hiểm, cái này khiến chiến nguyên sách nhìn đến nổi trận lôi đình. Đây hết thảy, ngay tại hắn nói một câu thời điểm phát sinh. Hắn tự ta cảm thấy, mình đã rất nhân từ. Hắn muốn cho Lý Thiên Mệnh cơ hội, đều muốn chừa cho hắn một cái cộng sinh thú A. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Điện thạch hỏa quang bên trong, hắn nhất côn phủ đầu đánh tới.
Đây là ngũ cảnh thần quyết vạn quân phục thiên côn. Cái kia màu hoàng kim gậy gộc, trên không trung xẹt qua chói mắt thần quang, đánh rách tả tơi không khí. Loại này nổ tung lực đạo, tuyệt đối có thể đem người nện đến đầu rơi máu chảy. Chiêu thứ nhất, nhất côn định sơn hải. Đây là một môn vô cùng bá đạo, cường thế, hung mãnh côn pháp. Phối hợp hắn vạn sơn tinh tướng, quả thực cũng là khiến người ta phát run chân áp. Vạn sơn tinh tướng, đè ở trên người. Còn có cái này ngập trời nhất côn, định thiên sơn hải. Ong ong ong, côn còn chưa tới, lỗ tai đều nhanh nổ. Dưới loại tình huống này, Lý Thiên Mệnh nhất định phải buông ra đoạt mệnh ngân long. Có khí hồn binh khí chỗ tốt ngay tại cái này. Làm Lý Thiên Mệnh buông ra về sau, cái này thần binh tự động bay ra ngoài, quấn quanh ở cái kia một đầu kim nghê thông thiên viên trên thân, trực tiếp đem chói gô, đâu tiến máu thịt bên trong. Dạng này dễ dàng hơn lam hoang nghiền ép nó. Rầm rầm rầm, bị đoạt mệnh ngân long quấn quanh kim nghê thông thiên viên, là năm đầu bên trong thảm nhất một đầu. Nó bốn cái huynh đệ, tạm thời đều chiếm thượng phong. Lý Thiên Mệnh thì đứng trước nguy cơ chí mạng. Hắn buông ra đoạt mệnh ngân long, quất ra đông hoàng kiếm, song kiếm tách ra. Ngân long, thiểm quang sát kiếm. Tay bên trong kim sắc đông hoàng kiếm nhanh như quang mang, lấp lóe bay múa, ngăn tại cái kia nhất côn định sơn hải trước đó. Đây là mấy chục vạn năm trước tám cảnh thần quyết. Tại chỗ đều là tiểu bối, cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, bọn họ là không nhìn ra. Bọn họ chỉ cảm thấy ngân quang nhanh chóng lập lòe. Ngắn ngủi trong nháy mắt, giống như có mấy ngàn kiếm, bổ vào một côn đó phía trên, một chút xíu suy yếu chiến nguyên sách lực lượng. Ngay cả như vậy, chiến nguyên sách tầng thứ 5 lực lượng vẫn là tương đối nổ tung. Một côn đó uy lực, đem Lý Thiên Mệnh đánh bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng, kém chút phun máu. Thật mạnh mẽ, lui ra hơn ngàn mét, mới giữ vững thân thể. Đây là một cái đấu pháp vô cùng cương mãnh đối thủ. Muốn không phải lần này có đột phá, một côn này tuyệt đối làm cho Lý Thiên Mệnh trọng thương. Điều này nói rõ cho dù là hiện tại, đơn đả độc đấu, Lý Thiên Mệnh đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là, chiến nguyên sách cộng sinh thú càng nhiều. Lý Thiên Mệnh nhưng lại không biết, chiến nguyên sách nhất côn bị tiêu trừ, trong lòng của hắn có mãnh liệt hơn chấn động. Hắn mạnh lên, đột phá. Cơ hồ là lần đầu tiên, Lý Thiên Mệnh tại chiến đấu lực phía trên, để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Loại này người, nhất định phải vào chỗ chết thu thập, để hắn triệt để biến thành phế vật, cả một đời đều không đứng dậy được. Tâm lý loại ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lại lần nữa giết tới. Mà lại lúc này thời điểm, hắn bên này còn có một tin tức tốt. Cái kia chính là, hắn một đầu kim nghê thông thiên viên, đuổi kịp thái cổ tà ma, đem vung đến nện xuống đất, làm cho Lâm Tiêu Tiêu đồng dạng nện bay ra ngoài. Nàng và thái cổ tà ma bị tách ra. Phu tử thiên lại càng không cần phải nói, trực tiếp chạy trốn. Muốn không phải không ai phản ứng đến hắn, hắn đã xong. Lâm Tiêu Tiêu đập xuống đất về sau, một đầu khác kim nghê thông thiên viên từ trên trời nện xuống đến, hai tay nắm lấy cùng một chỗ, cái kia lực đạo quả thực có thể đưa nàng nện thành thịt nát. Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh tâm lý khẩn trương, hô một tiếng. Lâm Tiêu Tiêu đã bị thương, nàng phun ra một ngụm máu đen. Hàm răng ở giữa, tràn đầy vết máu. Thế mà nguy cơ lại đến, thái cổ tà ma đều cứu không được nàng. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, để cho nàng thanh tỉnh một số. Ta không thể thua. Bốn chữ này giống như là ma chú một dạng, để cho nàng trong nháy mắt bò lên. Nàng thân thủ bắt được huyết tiễn, dương cung cài tên, một mạch mà thành. Siêu. Huyết tiễn bay ra, hóa thành nộ long, đâm về cái kia kim nghê thông thiên viên. Làm đối phương không thể không né tránh, bỏ qua đánh tan Lâm Tiêu Tiêu cơ hội. Đúng vào lúc này, thái cổ tà ma theo mặt bên vọt ra, đụng bay cái kia kim nghê thông thiên viên. Tạm được ngươi. Nó một mặt miệt thị nhìn lấy Lâm Tiêu Tiêu, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, không được liền lăn về nhà, đừng tại đây lăn lộn. Không tới phiên ngươi phân xét ta. Lâm Tiêu Tiêu lau đi vết máu ở khóe miệng. Nàng cưỡng ép vận dụng lực lượng quá nhiều, sắc mặt đã có chút trắng bệch. Thậm chí ngay cả đứng thẳng đều không phải là rất vững vàng. Thế nhưng là lúc này thời điểm, nàng vẫn là động tác gọn gàng, lại lần nữa dương cung cài tên, cạn con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm thái cổ tà ma, đem đầu mũi tên nhắm ngay nó, trực tiếp bắn tên. Siêu siêu, huyết tiễn hóa thành huyết long, lao vút hướng thái cổ tà ma, vang lên âm thanh chói tai. Người điên, thái cổ tà ma còn không có mắng ra miệng,
cái kia huyết tiễn theo nó trên đỉnh đầu hai sừng nổ bắn ra đi, chăm chú nát phá ra đầu của nó, lại không có hút máu. Phốc phốc, một tiếng chói tai tiếng vang. Thái cổ tà ma nhìn lại, vừa mới chính có một đầu kim nghê thông thiên viên, theo sau lưng nó trùng sát mà đến, bị Lâm Tiêu Tiêu một tiếng trúng đích. Đây là duy nhất một lần, tránh thức trúng đích. Long huyết thần hoang huyết tiễn, đâm vào cái kia kim nghê thông thiên viên trên ngực. Đối phương huyết nhục cường ngạnh, Lâm Tiêu Tiêu lực lượng có hạn, cho nên chỉ đâm vào đi không đến 10 cm. Ngay cả như vậy, đều có đại lượng máu tươi, như vỡ đê hồng thủy một dạng, bị cái này huyết tiễn hấp thu mà đến. Cái kia cự thú thống khổ kêu thảm một tiếng. Nó cứ thế mà đem cái này có gai ngược huyết tiễn cho rút ra, lộ ra một mảng lớn huyết nhục, kém chút đem phổi cho lôi ra một cái lỗ máu. Tràng diện kia, tự nhiên cực sự khốc liệt. Cái này kim nghê thông thiên viên đang muốn đem cái này huyết tiễn bẻ gãy. Bất quá, nó nghĩ đến hơi nhiều. Một chiếc phía dưới, phát hiện cái này huyết tiễn lông tóc không tổn hao gì. Nó còn muốn đè lại, kết quả huyết tiễn đột nhiên nhảy lên đi ra, tự động về tới Lâm Tiêu Tiêu trong tay. Cấp 7 trật tự thần binh, cũng là cấp 7. Mặc kệ là long huyết thần hoang vẫn là đoạt mệnh ngân long, trong trận chiến này, đều phát huy lực sát thương to lớn, để kim nghê thông thiên viên chịu nhiều đau khổ. Đây chính là rất nhiều người ngấp nghé nguyên nhân của bọn nó. Chiến nguyên sách thiên quân thần trụ, cũng là cấp 7, nhưng ở cấp 7 bên trong, chỉ có thể coi là thứ phẩm. Mà cái này đoạt mệnh ngân long cùng long huyết thần hoang, chính là cấp 7 bên trong chí tôn, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Kể từ đó, kim nghê thông thiên viên càng nổi giận hơn. Loại thương thế này, nó còn có thể chống đỡ được. Không thể phủ nhận, Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu dựa vào thần binh, để chiến nguyên sách hai đầu cộng sinh thú, đều ăn vào đau khổ, nhưng là thực lực chênh lệch không thể nghịch chuyển. Lâm Tiêu Tiêu đã bị thương, Lý Thiên Mệnh càng không kiên trì nổi, tiếp đó, bọn họ đã hết biện pháp, chỉ có thể chờ đợi ai đó đánh. Cái gì bị đánh, không có phát hiện sao? Chiến nguyên sách là muốn triệt để phế bỏ bọn họ. Cái này, ta có thể nói đáng đời sao? Cũng không nhìn một chút sau lưng mình có ai, thì dám cùng chiến nguyên sách loại này người đấu. Làm thế lực bình thường đệ tử, vẫn là phải tự biết mình tốt. Đúng, sợ một chút, trời cao biển rộng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tràng diện vẫn thảm liệt, phía dưới thảo luận đồng dạng kịch liệt. Người quan chiến càng ngày càng nhiều. Tại cái này nghị luận ầm ĩ thời điểm. Bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, các vị, không muốn xem nhẹ cái kia gọi Tiểu Phong tốt ha. Các ngươi thấy không? Cái gì? Mở mắt ra thấy rõ ràng a, nhìn chiến doanh doanh bọn họ. Ông trời ơi! Tại ồn ào bên trong, rất nhiều nhân tài đem ánh mắt, chuyển rời đến nơi hẻo lánh bên trong. Ở vị trí này, một cái tên là Tiểu Phong thiếu niên tóc đen, quấn lấy một trận bão táp. Hắn tinh tướng là một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này quá lớn. Trực tiếp che đậy hiện trường, khiến người ta ngay từ đầu không để ý đến bên này chiến đấu. Bây giờ, vòng xoáy bắt đầu tiêu tán. Tiêu tán về sau, mới phát hiện bên này khắp nơi đều là vết máu. Trong đó, hai cái chiến thần tộc thanh niên, bọn họ đã không thấy. Bọn họ rất có thể, là bị đánh ra đế tinh kết giới, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Mặt đất nằm bốn đầu gào thảm thánh tinh độc giác thú. Bọn họ nguyên một đám. Trên thân giống như không có gì thương thế, nhưng là ánh mắt ảm đạm vô quang. Rõ ràng là mệnh hồn nhận lấy trọng thương. Càng khiến người ta hít thở không thông hình ảnh là. Một cái âm lãnh thiếu niên tóc đen, một tay nắm bắt một thanh huyết sắc chủy thủ, một tay xách theo một cái cao gầy tóc vàng mỹ nhân vạt áo, đem nàng kéo tại sau lưng. Cái này tóc vàng mỹ người ánh mắt tán loạn, toàn thân trắng bệch, thậm chí thất khiếu chảy máu, thân thể còn tại run rẩy co rút, miệng sùi bọt mép. Thì cùng thành thiểu năng trí tuệ giống như, oa oa chu lên. Trong mắt thần sắc, cất giấu sâu vô cùng hoảng sợ. Ca, ca, nàng thanh âm yếu ớt, lại làm cho toàn trường trong nháy mắt biến đến tĩnh mịch. Chiến nguyên sách cùng hắn ngũ đại cộng sinh thú, đột nhiên dừng tay. Một người ngũ thú, sắc mặt tĩnh mịch. Bọn họ xoay người lại, cùng Lý Thiên Mệnh bọn họ cùng một chỗ, nhìn thấy màn này. Một cái lãnh khốc vô tình huyết nhãn thiếu niên. Cùng trong tay hắn, sắp bị đánh thành thiểu năng trí tuệ tóc vàng mỹ nhân. Tình cảnh này, so với Lý Thiên Mệnh đem chiến doanh doanh cột, đưa về cho chiến nguyên sách một màn, còn muốn kích thích gấp 10 lần. Chiến nguyên sách thân thể, ánh mắt, nhất thời cứng ngắc lại. Ây! Toàn trường tĩnh mịch. Mỗi người đều có thể tưởng tượng, hiện tại chiến nguyên sách, lại là tâm tình gì?
Càng có thể tưởng tượng, phẫn nộ của hắn bạo phát đi ra, sẽ khoa trương tới trình độ nào. Đây đã là đủ để cho hắn mất lý trí, triệt để biến thành chiến đấu cuồng ma một màn. Chiến nguyên sách phiền phức a, con tin nơi tay, Lý Thiên Mệnh bọn họ, hoàn toàn có thể bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Lấy chiến nguyên sách đối muội muội của hắn cảm tình, cái này treo. Hắn đánh giá thấp cái này Tiểu Phong, không nghĩ tới muội muội của hắn bọn người, sẽ bị bại nhanh như vậy. Đây là chí mạng sai lầm. Cái này Lý Thiên Mệnh thật sự là âm hiểm xảo trá, ta nói bọn họ làm sao dám đối kháng chiến nguyên sách, nguyên lai là có âm mưu. Thanh hồn điện mấy cái này đệ tử, thật sự là tuyệt, không sợ sau khi rời khỏi đây bị trả thù. Mấy vạn đệ tử, lắc đầu nhìn lấy tình cảnh này. Người mạnh hơn lại bị con tin uy hiếp, quả thật làm cho người có chút khó chịu. Làm quyết đấu song phương, đều không có quan hệ gì với chính mình thời điểm, mọi người đều sẽ có khuynh hướng trong lòng cường giả. Bởi vì dạng này, cường giả thắng, bọn họ cũng sẽ có cảm giác sảng khoái. Chỉ là hiện tại, chiến nguyên sách thua ở âm mưu phía trên. Cái này khiến đại đa số người vây xem, đều giống như ăn phải con ruồi. Quá hèn hạ. Rất nhiều người mắng. Thắng không anh hùng. Chỉ tiếc, thôn giới thần đỉnh có ngăn cách. Lý Thiên Mệnh căn bản nghe không được bọn họ nhục mạ. Chiến nguyên sách muốn bão nổi đều không có cách nào. Thấy không, khóe mắt của hắn đều tại run rẩy, có thể thấy được giờ phút này, hắn đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Đối Mỹ người hạ thủ nặng như vậy, thật sự là đáng xấu hổ. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, chính mình đã khiến cho nhiều người tức giận. Hắn cùng Dạ Lăng Phong liếc nhau một cái, Dạ Lăng Phong minh bạch hắn ý tứ. Cái kia một đôi thầm trong mắt màu đỏ, không sợ hãi chút nào nhìn lấy chiến nguyên sách liếc một chút. Chiến nguyên sách hàm răng, cắn đến vang lên kèn kẹt. Ngươi sẽ chết, các ngươi đều biết, bị chết rất thảm. Thanh âm hắn đều có chút phá, cổ họng đều cùng bị đao kiếm cắt thương tổn giống như. Không cần thiết đi, ngươi còn muốn giết ta cộng sinh thú đây. Lý Thiên Mệnh ở phía sau nói. Ha ha, ngươi bắt ngươi cộng sinh thú, cùng ta muội so. Xứng sao? Chiến nguyên sách tức giận cười. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh lười nhác nói nhảm, ngẩng đầu cùng Dạ Lăng Phong nói một tiếng. Tại chiến nguyên sách và mấy vạn người xem trước mặt, Dạ Lăng Phong buông tay ra. Trong tay hắn chiến doanh doanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng thôn giới thần đỉnh dưới đáy. Cử động lần này nhất thời gây nên một trận ồn ào. Bọn họ lấy ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn lấy tình cảnh này. Liền chiến nguyên sách đều sửng sốt một chút. Hắn ngay lập tức đi xuống, đem chiến doanh doanh tiếp được. Xác nhận muội muội không có nguy hiểm đến tính mạng về sau, chiến nguyên sách nhíu mày quay đầu. Ở trước mặt hắn, thiếu niên tóc trắng kia Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng, nói. Chiến nguyên sách, đến, đừng ngừng, để ta xem một chút, người còn có bản lãnh gì. Tại hắn lúc nói chuyện, Dạ Lăng Phong rơi vào bên cạnh hắn. Một bên khác, Lâm Tiêu Tiêu cũng cùng Thái Cổ Tà Ma cùng một chỗ, đến phía bên phải của hắn. Ba người trong mắt, chiến ý mãnh liệt. Bọn họ là có ý gì? Chỉ cần không phải ngu xuẩn, đều có thể thấy rõ. Lý Thiên Mệnh từ bỏ dùng người chất, uy hiếp chiến nguyên sách. Làm yếu thế một phương, hắn lựa chọn cùng chiến nguyên sách tiếp tục tử chiến. Ông trời của ta, cái này bá lực. Đây chỉ là một đơn giản hành động, lại làm cho cái này mấy vạn đệ tử, chân chính quen biết hắn người này. Con tin, nói để xuống liền để xuống. Không do dự, cũng không có khiếp đảm. Nhận thức lại ra hỏa này. Có thể, đủ hung ác, lên cho ta bài học. Cái này nhân tính cách thẳng nổ a, ta tính toán minh bạch, hắn vì cái gì có thể leo đến vị trí này. Có thể, rất có thể, ta đều muốn ủng hộ hắn thắng. Thì cái này cốt khí, tuy bại nhưng vinh. Danh tiếng trong nháy mắt thì không đồng dạng. Bao quát chiến nguyên sách chính mình, đều sâu hít thở sâu mấy lần, dùng hoàn toàn mới ánh mắt, lại nhìn Lý Thiên Mệnh. Có thể, người xứng với, làm đối thủ của ta. Chiến nguyên sách đem chiến doanh doanh, thả trong góc, quay người cùng năm đầu cộng sinh thú, hướng về Lý Thiên Mệnh mà đến. Nói lời tạm biệt nói đến quá sớm, ta còn không xác định, người xứng hay không đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Chiến nguyên sách cười to, cái kia trong mắt màu vàng óng phía trên, lại hiện đầy tơ máu. Trong tay thiên quân thần trụ, ông tác hưởng. Thử một chút thì biết. Một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên trùng kích, chiến đấu lại lần nữa bạo phát. Đến. Hắn cùng Dạ Lăng Phong,
sóng vai cùng một chỗ. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, tại Lý Thiên Mệnh tay trái tay phải xoay tròn, đoạt mệnh bạc long phi trở về, quấn quanh ở hắn hắc ám tí phía trên, khí tức dẫn động phía dưới, tóc dài bay dương lên. Hắn lúc này, phải có đẹp trai thì đẹp trai cỡ nào? Thật có phong cách. Thái cổ tà ma mang theo Lâm Tiêu Tiêu bay lên bầu trời, nó nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nhìn không được cảm khái. Vũ U, thử một lần một chiêu kia, Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Nổi điên, đến mức vội vã ở trước mặt hắn, dạng này biểu hiện mình sao? Thái cổ tà ma cười khẩy nói. Khác nói mò, ta chỉ là không muốn để cho ngươi cảm thấy, ta không được. Lâm Tiêu Tiêu nhắm một con mắt lại, lại lần nữa mở ra, trong mắt huyết điện dâng trào, điện xà dày đặc. Ngươi không sợ chịu khổ, liền đến. Thái cổ tà ma há miệng một nuốt. Nó lại nuốt hơn vạn thiên hồn, tại trong bụng ấp ủ. Đây chính là chiến nguyên sách, mang theo ngũ đại cộng sinh thú, cùng Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong giết cùng một chỗ thời điểm. Rầm rầm rầm. Tà ma tinh tướng, mở. Huyết sắc lôi đình, quấn quanh lấy bọn họ, phút chốc triển khai, hóa thành to lớn huyết sắc pin, ngang ở trên không. Tại tinh tướng uy lực liên tiếp phía dưới, Lâm Tiêu Tiêu cùng thái cổ tà ma lực sát thương, hội tụ ở cùng nhau. Lúc này thời điểm Lâm Tiêu Tiêu, tựa hồ lại thuế biến. Nàng biến đến rất có sát khí. Bởi vì, trong nội tâm nàng có mãnh liệt niềm tin, nàng biết mình, vì cái gì mà chiến đấu. Đời ta, không muốn lại làm người yếu. Muốn không bị người xem nhẹ, cũng chỉ có siêu việt chính mình, lần lượt theo trong khổ nạn đi qua. Chỉ cần đem khó khăn đều nếm lấy hết, thì chết lặng. Hết thảy thì biến đến, thưa thất bình thường. Rầm rầm rầm. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba lực lượng, theo thái cổ tà ma trên thân, theo tinh tướng bên trong, hội tụ tại trên người của nàng. Thiên hồn thiêu đốt lực lượng, tuôn hướng trong tay long huyết thần hoang. Nàng nắm ba nhánh huyết tiễn, khoác lên trường cung phía trên. Xì xì xì. Lao nhanh huyết sắc lôi đình, tại huyết tiễn phía trên mãnh liệt du tẩu. Còn không có rời dây cung, cái này ba nhánh huyết tiễn, liền đã biến thành màu máu thần long, tại trong tay nàng gào thét. Tình huống bình thường, nàng bắn ra một tiễn cũng khó khăn. Thế nhưng là giờ khắc này, ba nhánh huyết tiễn cộng đồng tàn phá bừa bãi, lực lượng cuồng bạo, siêu việt thân thể của nàng cực hạn chịu đựng. Phốc phốc phốc, cái kia xem ra tính toán 10 phần mảnh khảnh cánh tay, lúc này ở tinh luân nguyên lực trùng kích phía dưới, nổ lên không ít xương máu, trực tiếp bị long huyết thần hoang cho nuốt vào. Lúc này thời điểm long huyết thần hoang, đã địch ta khó phân. Tà ma tinh tướng uy lực hội tụ tại cái này ba nhánh huyết tiễn bên trong. Huyết điện trung ương thiếu nữ tóc đen, trong mắt lôi đình dâng trào, toàn thân trên dưới xương máu tràn ngập, cũng không ảnh hưởng nàng thời khắc này cứng cỏi khí độ. Giết! Nàng lấy non nớt môi lưỡi, hô lên một tiếng rất có lực sát thương nộ hống. Ông! Ba nhánh huyết tiễn, nổ bắn ra mà ra. Cái này ba nhánh huyết tiễn, hóa thành ba đầu huyết long đáp xuống. Hội tụ thiên hồn. Lâm Tiêu Tiêu cùng thái cổ tà ma ba hợp một lực lượng, ba nhánh huyết tiễn, chỉ nhắm ngay một đầu kim nghê thông thiên viên. Chính là trước đây, bị huyết tiễn trúng đích ở ngực cái kia một đầu. Cái này một đầu kim nghê thông thiên viên, đang bị Lý Thiên Mệnh đoạt mệnh ngân long cuốn lấy. Nó hoàn toàn không có ý thức được trên trời nguy hiểm. Chờ nó kịp phản ứng, trước mắt kim cương trải rộng, lại bị tùy tiện xuyên thủng. Phốc phốc phốc, liên tục ba tiếng, ba nhánh huyết tiễn. Ngoại trừ một nhánh huyết tiễn thất bại, còn lại hai mũi tên, một tiễn trúng đích con mắt của nó, một tiễn trúng đích hắn ở ngực trái tim. Thôn giới thần đỉnh bên trong, một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm bạo phát. Mọi người tận mắt thấy, huyết long lao xuống thời khắc, một đầu kim nghê thông thiên viên bị đụng bay ra ngoài. Cái kia lực sát thương kinh khủng long huyết thần hoang chi tiễn, để nó bay ra ngoài, ầm vang nện ở trên vách đỉnh. Xì xì xì. Long huyết thần hoang. Điên cuồng hút máu. Ô ô ô, nguyên bản sư hống thanh âm, trực tiếp biến thành viên hí. Cái kia bị trúng đích kim nghê thông thiên viên, nhãn cầu bạo phá, trái tim bị xuyên thấu, tại chỗ hấp hối, trọng thương sắp chết. Muốn không phải nó sinh mệnh lực đầy đủ ương ngạnh, nắm giữ thiên tinh luân chi thể, lúc này thời điểm đã không có. Hai đầu kim nghê thông thiên viên, giúp đỡ đem cái này huyết tiễn rút ra, cơ hồ đem nó trái tim cho xé rách. Nhưng là... bọn họ nhất định phải rút đi huyết tiễn. Bằng không 10 hơi về sau, bọn họ vị huynh đệ kia, sẽ phải biến thành thây khô. Cái kia trọng thương cự thú, giờ phút này còn tại kêu thảm.
Tình cảnh này, rung động tất cả mọi người. Bao quát Lý Thiên Mệnh. Hắn đột nhiên quay đầu. Thái cổ tà ma phía trên, Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, vịn thái cổ tà ma cự giác đứng thẳng, hướng về phía hắn nở nụ cười. Ngưu bức a, Lý Thiên Mệnh nói. Đây là vui mừng ngoài ý muốn. Nàng nghĩ là, không có để hắn thất vọng, vậy cũng tốt. Nàng lại nắm bắt một cái huyết tiễn, dùng hành động nói cho Lý Thiên Mệnh, nàng còn có thể chiến đấu. Đánh đến bây giờ, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, đều có biểu hiện kinh diễm. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh tâm tình vô cùng vui vẻ. Ở trong đó ý nghĩa, so chính hắn đột phá, đánh tan đối thủ, còn muốn tới thống khoái. Mặc kệ là Long Huyết Thần Hoang vẫn là Đại Đạo Nguyên Ma Đan, đều tính toán Lý Thiên Mệnh cướp đoạt mà đến, cho hắn thân cận nhất những người này. Nhìn đến bọn họ bởi vậy được lợi, chính là trong lòng của hắn lớn nhất vui mừng. Chiến nguyên sách mạnh hơn, cộng sinh thú đã hao tổn hắn một. Hiện tại thôn giới thần đỉnh bên trong, đều tại vì Lâm Tiêu Tiêu mà ồn ào rung động. Trước mắt chiến nguyên sách, thì giận càng thêm giận, đã đến điên cuồng biên giới. Hắn trực tiếp để cái kia bị thương cộng sinh thú, trở lại cộng sinh không gian. Còn lại bốn đầu cộng sinh thú, nguyên một đám đấm ngực dậm chân, căm tức nhìn Lý Thiên Mệnh bọn họ. Cái này nữ, nhất định phải giải quyết bắn lén Lâm Tiêu Tiêu. Chiến nguyên sách còn phải phân ra một đầu cộng sinh thú, đi ảnh hưởng Lâm Tiêu Tiêu phát huy. Kể từ đó, bên cạnh hắn chỉ còn lại một người ba thú. Mà Lý Thiên Mệnh bên này, thì nhiều Dạ Lăng Phong cùng hồn ma. Thậm chí ngay cả tiên tiên cũng nhịn không được đi ra. Bởi vì nó cho rằng, nó tam hồn ma âm thần thông, đối thính lực biến thái chiến nguyên sách tới nói, là một cái quấy nhiễu. Tiên tiên sau khi ra ngoài, ma âm mộng yểm bắt đầu vang động. Tam hồn ma âm phóng thích, tại cái này phong bế thôn giới thần đỉnh bên trong, càng thêm vang dội. Đinh đinh đinh, chiến nguyên sách mi đầu, thật sâu nhíu lại. Hắn đã triệt để nóng nảy. Giết, một tiếng gầm nhẹ. Lại lần nữa bạo phát. Vạn quân phục thiên côn. Ngũ côn toái vân tiêu. Nhất côn hóa thành năm côn, quét ngang mà đến. So với vừa rồi đệ nhất côn, một côn này quả thực là thiên la địa võng. Cùng lúc đó, vạn sơn tinh tướng còn trấn áp tại nhiều trên thân thể người. Siêu. Chỉ là giờ khắc này, Dạ Lăng Phong xuất hiện ở sau lưng hắn. Cái kia nguyên thủy tinh tướng triển khai, hình dáng như nguyên thủy chi môn vòng xoáy. Bao trùm tại vạn sơn tinh tướng phía trên. Vô hình thôn hấp chi lực, giống như là vô số giác hút một dạng, bám vào tại chiến nguyên sách cùng hắn cộng sinh thú trên thân. Vù vù, tinh luân nguyên lực, đều khống chế không nổi ra bên ngoài chạy. Đây là cái gì tinh tướng? Chiến nguyên sách ngốc trệ. Nguyên thủy tinh tướng, phủ lên hắn vạn sơn tinh tướng. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh ba đầu cộng sinh thú thần thông, nhục thân áp chế. Đem hắn cộng sinh thú áp chế trở về. Trên trời lại tới một tiễn. Huỳnh hỏa thân thể thu nhỏ, dựa vào vũ trụ hỏa nhận, đem một đầu kim nghê thông thiên viên, đùa bỡn xoay quanh. Nó sẽ còn kiếm pháp, đâm là đối thủ kêu đau đớn liên tục. Miu miu lấy đế ma hỗn độn, cùng một đầu kim nghê thông thiên viên chém giết. Lam hoàng đụng tới cận chiến đối thủ, càng là giết đến huyết nhục lật trời. Có thanh linh tháp cùng sơn hải kiếp, nó không có sợ hãi. Mà lại, bọn họ còn có Lý Thiên Mệnh đoạt mệnh ngân long trợ giúp. Bọn chúng thần thông, cũng tại phá hư chiến nguyên sách tinh tướng, đánh vỡ chân áp, đứng vững áp lực. Làm. Dạ Lăng Phong theo mặt bên đánh tới. Nguyên thủy tinh tướng hội tụ vào một chỗ uy lực, áp xúc tại thập phương trấn ma trụ phía trên, cùng chiến nguyên sách giết nhau một chiêu. Hắn bị chiến nguyên sách đánh lui. Nhưng là thập phương trấn ma trụ bên trong, bám vào nhiên hồn chú, lại đốt tới trên người hắn. Ngọn lửa màu đen bị bỏng mệnh hồn, đau đến chiến nguyên sách tại chỗ gào rít. Hắn cuối cùng cảm nhận được, muội muội của hắn thừa nhận thống khổ. Vừa bị qua đi, lại có một đạo huyết sắc chủy thủ, lao vút đâm tới. Ây! Chiến nguyên sách chỉ có thể nói, những người này thủ đoạn, thực sự nhiều lắm. Đều là điêu trùng tiểu kỹ, chỉ có tuyệt đối lực lượng, có thể nhất lực phá vạn xảo. Hắn gào rú một tiếng. Vạn sơn tinh tướng lực lượng. Theo cộng sinh thú trên thân, hội tụ đến trên người hắn. Chết! Chiêu thứ ba, cửu côn đãng tinh thiên. Thiên quân thần trụ, hướng bay hơn ngàn mét, nện như điên xuống. Nhất côn hóa thành chín côn. Mục tiêu, vẫn là Lý Thiên Mệnh. Ở trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, trong tay đông hoàng song kiếm tổ hợp lại cùng nhau,
cửu sắc long vảy quang mang lập lòe. Lên! Hắn cùng Dạ Lăng Phong liếc nhau. Dạ Lăng Phong tại nguyên thủy tinh tướng bên trong biến hóa phi nhanh, trong tay đâm tâm hồn nhận đột nhiên tản ra. Một cây dao găm, biến thành mấy vạn kim nhọn. Toàn bộ đều là huyết sắc. Phốc phốc phốc! Chiến Nguyên Sách chính đang thi triển vạn quân phục thiên côn, loại này tam cảnh vương hồn lực sát thương, hắn chỉ có thể né tránh, không có thể ngăn cản, bởi vì ngăn cản không được. Một khi né tránh, cái kia động tác trong tay thì biến hình. Không phải liền là mệnh hồn nhói nhói a, ta kháng. Hắn liền kiên trì, không thèm quan tâm cái này đâm tâm hồn nhận, mặc cho bọn họ đâm vào thân thể, đồng thời giống giận rung trời, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Trong tay thiên quân thần trụ, lập lòe kim sắc thần quang, dày đặc côn trận, ngập trời trấn áp. A, à, mệnh hồn nhói nhói tư vị, so Chiến Nguyên Sách trong tưởng tượng, khủng bố hơn nhiều. Hắn tự nhận là có thể chống đỡ được, lại tránh thức đâm vào đến, hắn trợn tròn mắt, đau đến hắn cơ hồ ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tay cửu côn đãng tinh thiên, đều biến hình chỉ ít một nửa. Ở trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh lóe lên một cái rồi biến mất, đã xông phá cái này côn pháp. Ngân Long, Thiểm Quang Sát Kiếm. Huyết Long, Huyết Tế Hung Kiếm. Một thanh Đông Hoàng Kiếm, dung hợp lưỡng kiếm. Kiếm nhận phía trên, một nửa huyết sắc, một nửa ngân sắc. Hội tụ cùng một chỗ, dung hóa thành một cái nhan sắc. Có Thiểm Quang Sát Kiếm nhanh, lại có Huyết Tế Hung Kiếm hung tàn. Phá! Một kiếm như rồng, bạo sát mà ra. Chiến Nguyên Sách kiên trì, cưỡng ép chống đỡ, lại không nghĩ rằng Lý Thiên Mệnh kiếm, lại nhanh lại hung mãnh. Đây là cái gì kiếm pháp? Hắn nhói nhói bên trong, lại bị thần diệu như thế chi kiếm, nội tâm nhất thời có một loại sụp đổ cảm giác. Nói thật, lỗ tai hắn thính lực rất đáng sợ. Cái kia tám cái lỗ tai động đậy, vốn là có thể ngăn trở Lý Thiên Mệnh kiếm. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn chợt phát hiện. Hắn nghe được, đều là tiên tiên tam hồn ma âm. Hoàn toàn không có Lý Thiên Mệnh kiếm chi quỹ tích. Kiếm đâu, không. Chiến Nguyên Sách triệt để choáng váng. A, à, tại trên đầu ngươi. Lý Thiên Mệnh động tác, quả thực điện thạch hỏa quang. Đông Hoàng kiếm trong tay hắn, thì cùng một cây dao găm giống như, nhanh như quang mang. Phốc phốc phốc. Trường kiếm huyễn ảnh, tại Chiến Nguyên Sách bên tai nhoáng một cái. Phốc phốc. Mỗi người có một lỗ tai, bị Lý Thiên Mệnh chém xuống. Hai lỗ tai vung ra, máu tươi vẩy ra. A, à, Chiến Nguyên Sách thê tuyệt kêu thảm một tiếng, ánh mắt triệt để biến hóa. Gặp lại, Đông Hoàng kiếm một chém, bổ vào Chiến Nguyên Sách trên đầu. Phốc phốc, đế tinh kết giới sinh ra. Chiến Nguyên Sách trên thân, lập lòe chướng mắt quang mang. Cả người đang tức giận, tuyệt vọng, không cam lòng trong tiếng kêu, bị thôn giới thần đỉnh vung bay ra ngoài. Liền hắn cộng sinh thú, đều bị đào thải bị loại. Lý Thiên, tên đều còn chưa hô toàn, hắn thì biến mất. Lý Thiên Mệnh ưu nhã thu kiếm. Hai cái nhuốm máu lỗ tai, rơi vào trên tay của hắn. Thật là khéo léo. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Hắn liền đem cái này hai cái lỗ tai, ném cho trong góc, sắc mặt trắng bệch Nhậm Doanh Doanh. Nàng tiếp được lỗ tai này, tại chỗ té ngồi trên mặt đất. Ca, ca. Vốn là nhanh choáng váng, hiện tại, càng là ngốc thấu. Đây hết thảy, quá nhanh quá mạnh. Cho tới giờ khắc này, Đế Long Cung bên trong, 100.000 đệ tử. Vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người ánh mắt, đều nhanh chừng đến cùng miệng một dạng lớn. Ngạt thở. Có con tin lại không sử dụng, cái này liền đầy đủ mãnh liệt. Coi như chiến bại, đều có thể đạt được khâm phục. Vạn vạn không nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh bọn họ, còn thắng. Liền xem như 3-1, đối mặt tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, trước mắt được công nhận là, có hy vọng nhất đạt được thiên cung danh ngạch Chiến Nguyên Sách. Có thể đem đánh tan, cái kia cũng là kỳ tích. Tại chỗ 100.000 đệ tử, cơ hồ không có một người, đoán trước qua, sẽ có loại kết cục này. Ngạt thở, tĩnh mịch, kéo dài cực kỳ lâu. Đại đa số người, ánh mắt đờ đẫn, thậm chí lau hai mắt, còn cho là mình nhìn lầm. Mạnh nhất đệ tử, cứ như vậy bị loại rồi. Liền xem như 3-1, cái này, đây cũng quá khoa trương. Mà nó, kết quả này, thật sự là nôn. Tại sao có thể như vậy? Thanh hồn điện cái này 3 người đệ tử, có độc đi đây là. Ta gọi thẳng nội hàm. Mặc kệ bọn hắn nói cái gì, đều thuyết minh mỗi người, nội tâm đều trong lúc hỗn loạn. Nhưng không thể phủ nhận, đây là bọn họ lần thứ nhất,
chính thức nhận biết Lý Thiên Mệnh bọn họ. Sau trận chiến này, trong mắt bọn họ vị này Thanh Hồn Điện đệ tử địa vị, triệt để thay đổi. Liền xem như vây công, Lý Thiên Mệnh sau cùng tuyệt sát chiến nguyên sách một chiêu kia, nghiền ép tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư cũng không có vấn đề gì. Lực chiến đấu của hắn, kỳ thật xứng với 10 vị trí đầu, thậm chí có tư cách trước 5. Mấu chốt là, chiến nguyên sách có một đầu kim nghê thông thiên viên trọng thương sắp chết, bản thân hắn còn bị chém rơi 2 cái lỗ tai. Tuy nhiên đứt lỗ tai rồi, không ảnh hưởng thiên phú, còn có thể mọc ra đến, nhưng loại này sỉ nhục, tuyệt đối có thể nương theo cả đời, càng có thể trở thành thiên hạ trò cười. Một trận chiến này, tuyệt đối chấn động Thái Dương Vạn Tông. Kỳ thật ta cảm giác, Lý Thiên Mệnh hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao người ta vốn có thể thông qua chiến doanh doanh, uy hiếp chiến nguyên sách bị loại, lại cứ thế mà lấy yếu thắng mạnh. Chiến nguyên sách rõ ràng thì muốn giết hắn cộng sinh thú, cả hai cái này độ lượng vừa so sánh, thì hoàn toàn không giống. Ta cảm thấy Lý Thiên Mệnh lưu tình. Đúng vậy à, hắn cũng không có cách, dù sao cũng là Thanh Hồn Điện đệ tử, thuộc về nhị lưu thế lực, đây là chúng ta loại này chỗ dựa không cường ngạnh đệ tử bất đắc dĩ chỗ. Bao nhiêu sự suy thoái đệ tử, bởi vì vì thiên phú xuất chúng bị phế sạch, từ xưa đến nay cứ như vậy, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lý Thiên Mệnh không trực tiếp đem chiến nguyên sách cộng sinh thú giết sạch, đã đầy đủ khắc chế. Muốn hắn cũng là nhất lưu thế lực đệ tử, chiến nguyên sách hôm nay tất phế. Ta nói với các ngươi, đừng tưởng rằng hắn khắc chế, liền có thể tránh né phiền phức, vô thiên chi chiến sau khi kết thúc, chiến thần tộc tất nhiên sẽ đi Thanh Hồn Điện ỷ thế hiếp người, không tin ngươi nhìn. Trừ phi Lý Thiên Mệnh có thể bị nhất lưu thế lực cướp đi, hoặc là tiến thiên cung. Ta cảm thấy, khả năng này lại là mục tiêu của hắn. Nhằm vào hắn thảo luận, quả thực bên tai không dứt. Hắn đã trở thành giờ phút này, danh tiếng lớn nhất kình nhân vật. Lý Thiên Mệnh nghe không được phía ngoài nghị luận, hắn làm ra hết thảy, đều có chính mình phán đoán lý do. Kỳ thật muốn là không có người chú ý, hắn xác thực rất có thể, để chiến nguyên sách cả đời làm rác rưởi. Chỉ là, quá nhiều bảo vật trên tay, đã có thể đoán được, đến đón lấy sẽ có rất nhiều phiền phức, cho nên hắn khắc chế một chút. Nhưng cái này không có nghĩa là, hắn không có lưu hậu thủ. Hắn dùng một phần nhỏ đế quân kiếm ngục, tràn vào chiến nguyên sách thân thể, xem như hậu thủ. Hy vọng ngươi có thể thản nhiên tiếp nhận thất bại, không muốn đi đến cá chết rách lưới một bước này. Đánh bại bối cảnh hùng hậu đệ tử, cho tới bây giờ đều là phiền phức. Những việc này, đều cần chính mình suy tính. Hắn hít thở sâu một hơi, sau đó, thân thủ tiếp nhận một cái từ trên trời giáng xuống màu đen chống trận. Cái này màu đen chống trận, ban đầu vốn thuộc về chiến nguyên sách. Làm Lý Thiên Mệnh tiếp được nó một khắc này, màu đen chống trận hóa thành hình xăm, xuất hiện tại hắn trên má phải. Cứ như vậy, hắn thì có hai cái chống trận. Đây là người thắng lợi biểu tượng. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ một chút. Ta đánh bại chiến nguyên sách, đạt được hắn màu đen chống trận. Nhưng thôn giới thần đỉnh thuộc về, rõ ràng từ tôn huyết quyết định, cho nên, màu đen chống trận vẫn còn tồn tại, nó sẽ hay không có còn lại tác dụng. Cửu Long đế táng, là không vẫn còn có bí mật. Thôn giới thần đỉnh, cũng là áp trục sao. Hắn trong lòng thoáng qua mấy cái nghi vấn. Những nghi vấn này, tạm thời sẽ không có đáp án. Hắn đem cái này nghi vấn để xuống, đầu tiên là nhìn Lâm Tiêu Tiêu thương thế. Phu tử thiên đã cho nàng một số thần đan chữa thương. Lý Thiên Mệnh phát hiện, mang lên gia hỏa này, vẫn là có chỗ tốt. Nói thí dụ như, hắn đối các loại thần đan dược hiệu, đều hiểu rõ vô cùng. Sẽ còn phối hợp sử dụng, cùng loại một cái thầy thuốc. Lão đại, các ngươi thật sự là quá nổ, tiểu đệ bội phục sát đất. Phu tử thiên tán thán nói. Đoàn đội công lao, Lý Thiên Mệnh nói. Không có Lâm Tiêu Tiêu, hỏa lực áp chế, còn có Dạ Lăng Phong mệnh hồn lực sát thương, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không phải chiến nguyên sách đối thủ. Đây là một trận phối hợp thắng lợi. Tại trước mặt bọn hắn, chiến doanh doanh còn tại nắm bắt cái kia hai cái tai đóa, cả người vẫn là ngốc. Tâm phục khẩu phục sao? Lý Thiên Mệnh đứng ở trước mặt nàng hỏi. Ngươi, chiến doanh doanh hít sâu một hơi, về sau rụt mấy bước, nói, ta chịu phục, các ngươi có thể đánh bại ta ca, coi như các ngươi có bản lĩnh. Chúng ta chiến thần tộc đeo phục cường giả. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi muốn là sợ đến chậm một chút, ta còn có thể tin tưởng lời của ngươi nói. Nàng nói đến như vậy dứt khoát, đơn giản là sợ Lý Thiên Mệnh tra tấn nàng mà thôi. Chiến doanh doanh sửng sốt, nói, ta nói thật,
ta ca là đường đường chính chính người, bại cũng là bại. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử, Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Ngươi, Chiến Doanh Doanh tức giận đến ở ngực chập trùng, còn đang lui về phía sau. Trong mắt một nửa hoảng sợ, một nửa oán hận. Lý Thiên Mệnh tới gần nàng. Nàng dọa đến ngã lăn xuống đất phía trên, phẫn nộ quát, ngươi dám đụng đến ta, ta Chiến Thần tộc tuyệt đối để ngươi. Đánh không lại thì chuyển ra bối cảnh, các ngươi huynh muội thật đúng là phế vật. Ta xem thường các ngươi. Lý Thiên Mệnh đứng lại, không có tiếp tục tới gần, mà chính là ngồi xổm xuống, cùng Chiến Doanh Doanh nhìn thẳng. Về sau, hắn gần từng chữ một. Sau khi ra ngoài ngươi nói cho hắn biết, hai cái này lỗ tai, ta chở hắn lấy về. Nếu như hắn thua không phục, có thể tìm ta khiêu chiến, lần sau ta cùng hắn đơn đấu, nhưng muốn là thua không nổi, vậy hắn thì không xứng với Chiến Thần tộc 3 chữ này, một cái đánh tiểu tử thì đi ra lão tử thị tộc, đã định trước trời sinh huyết mạch đê tiện, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh, Chiến Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi, nhưng cố không biết như thế nào phản bác. Tại nàng tức giận thời điểm, Lý Thiên Mệnh thân thủ, đem trong tay nàng 2 cái tai đóa cầm trên tay, nắm bóp. Chiến Thần tộc, rất cứng sao, ta nhìn thẳng mềm. Nói xong, hắn một chân đá vào Chiến Doanh Doanh trên mặt. Nàng kêu đau đớn bay ra ngoài đồng thời, đế tinh kết giới nổ nát vụn, triệt để bị loại. Thôn giới thần đỉnh bên trong, Chiến Thần tộc toàn diệt. Phía ngoài đệ tử, nghe không được lời hắn nói. Thế nhưng là hắn cái này vô tình một chân, vẫn là để rất nhiều nữ đệ tử vội vàng che mặt, dường như một cước này đá vào trên mặt mình. Ta đi, cái này thẳng nam. Mọi người nhìn một chút hắn, nhìn nhìn lại cái kia trầm mặc im ắng Dạ Lăng Phong, sau cùng lại nhìn thiếu nữ tóc đen kia, nhìn không được mắt trợn trắng. Làm sao cảm giác đều không phải là người bình thường. Nhìn như vậy lên, Phu Tử Thiên bình thường một chút. Ta nói thật, ta cảm thấy cái này Lý Thiên Mệnh ánh mắt, so Chiến Nguyên Sách đáng sợ. Có chút uy nghiêm, có chút hung, có lúc cười rộ lên, lại hình như người vô hại và vật vô hại, không hiểu rõ. Thật đẹp trai. Có người nữ đệ tử híp mắt cười nói. Không đẹp trai sao? Là đẹp mắt, chỉ là vừa mới biểu hiện, khiến người ta quên chú ý dáng ngoài. Không phải bề ngoài, là khí chất, cái mũi ánh mắt miệng tổ hợp. Đẹp hơn nữa đều như thế, người chân chính dung mạo khác nhau, ở chỗ khí chất, linh hồn, ánh mắt, mị lực cũng ở đây. Có người tinh khiết biến ảo khôn lường, có người ánh mắt thâm thúy. Vậy ngươi nói, cái này Lý Thiên Mệnh trong ánh mắt có cái gì? Trưởng không muốn, xâm lược tính. Giống như, đúng a. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn liếc một chút, giật mình gật đầu. Trong nội tâm, dần dần tin phục. Đế Long Cung bên trong. Đám người cuối cùng, có khắp ngõ ngách, không người dám tới gần. Nơi này đứng đấy một người mặc rộng thùng thình áo bào xám thiếu niên. Thiếu niên có chút gầy gò, da thịt có chút nhăn co lại, nếu không nhìn kỹ, có thể sẽ tưởng rằng cái lão nhân. Lông của hắn phát rất thưa thớt, nhất là trên đỉnh đầu, chỉ có một ít rải rác qua loa tóc trắng, đại bộ phận da đầu bạo lộ ở bên ngoài. Hắn tóc trắng, cùng Lý Thiên Mệnh lộng lẫy nhưng khác biệt. Đây là một loại già yếu tái nhợt màu tóc, ảm đạm vô quang. Nhưng là, ánh mắt của hắn rất lớn. 2 con mắt, đều giống như thường nhân mở ra miệng một dạng, cơ hồ chiếm cứ bộ mặt 1/3 diện tích, nắm giữ lỗ mũi và miệng không gian. Con mắt này bên trong, hoàn toàn không có con ngươi, tất cả đều là tròng trắng mắt, cho nên xem ra, hắn lộ ra trắng xám vô thần, cực kỳ quỷ dị. Không cẩn thận lời nói, cơ hồ nhìn không thấy có người đứng ở chỗ này. Còn có một chút, cái kia rộng lớn tay áo trong miệng, duỗi xuất thủ trưởng, kỳ thật dọa người hơn. Bởi vì, tay của hắn chỉ có xương tay, không có huyết nhục. Chỉ có một tầng rách dưới da, miễn cưỡng ngón tay giữa xương dính vào nhau, không có rơi xuống. Cứ như vậy một cái quỷ dị thiếu niên, thậm chí có chút xấu xí, dạng này người, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy, cái này căn bản cũng không phải là người. Hắn đôi mắt vô thần, nhìn chằm chằm thôn giới thần đỉnh bên trong. Một cái tóc đen huyết nhãn thiếu niên nhìn. Cái này tái nhợt trong mắt, hiện ra nguyên một đám màu trắng điểm sao, ước chừng có 5.000 hai bên. Cái này chứng minh, hắn đến từ quỷ thần nhất tộc thân phận. Hư không? Bỗng nhiên sau lưng, có không ít đệ tử gọi hắn. Ngươi làm sao không tiến vào? Một đám vô tự thần điện đệ tử, quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Ta, bởi vì nó, bỏ qua. Hư không, thanh âm khàn khàn nói. Thứ gì?
Các đệ tử ánh mắt kỳ quái hỏi. Nó, hư không, chỉ chính mình trường bào rộng lớn. Trường bào phía dưới, bỗng nhiên nâng lên một cái bao, giống như có đồ, ở trên người hắn, chui tới chui lui. Đây là, Ma Long Cung thu hoạch. Hư không, nhắm mắt lại. Cái kia duỗi ra trường bào xương ngón tay, kèn kẹt phát run. Oanh, phong bạo bao phủ. Chiến nguyên sách hung hăng nện xuống đất, khí huyết quay cuồng. Hắn duỗi tay lần mò, trên đỉnh đầu tràn đầy huyết. Đây là Lý Thiên Mệnh sau cùng một kiếm, chém nát đế tinh kết giới, đưa đến thương tổn. Đau, máu tươi chảy xuống, quả thực mặt mũi tràn đầy đều là. Vù vù, chiến nguyên sách não tử hỗn loạn, ánh mắt thế giới, tất cả đều là huyết quang. Hắn che một chút chính mình đắc ý nhất lỗ tai, phía trên nhói nhói không chỉ là nhói nhói, càng là vô tình nhục nhã. Nôn. Chiến nguyên sách nhớ tới vừa rồi từng màn, nhớ tới chính mình chiến bại thời điểm, những cái kia vây xem đệ tử đờ đẫn ánh mắt, trực tiếp khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu đen. Ta tại trước mặt mọi người, bị nhị lưu thế lực đệ tử đánh bại, đào thải ra khỏi cục. Âm dương phần thiên đan, mang đến lòng tin bạo phát, một đường nghiền ép, lại tại đắc ý nhất thời điểm, tại thôn giới thần đỉnh trước mặt, bị một tiểu nhân vật đào thải ra khỏi cục. Tâm lý chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn vặn vẹo. Vô tận phẫn nộ, xông lên não tử, để hắn biến thành dã thú. Tiểu ngũ, cộng sinh không gian bên trong, một đầu kim nghê thông thiên viên, còn tại vùng vẫy dẫy chết. Nhanh cứu nó. Cho đến lúc này, chiến nguyên sách mới biết được, cái gì quan trọng hơn. Nguyên sách, bỗng nhiên có người hô. Chiến nguyên sách ngẩng đầu, nơi xa đứng đấy một đám hoàng kim nhân lập tức. Bọn họ đứng chung một chỗ, như là một bức tường. Vậy cũng là hắn chiến thần tộc trưởng bối. Cầm đầu một cái lão giả, cũng chỉ có chừng một thước tám, hình thể cùng người bình thường không sai biệt lắm, có thể trên đầu cái kia tám cái lỗ tai, đã chứng minh hắn chiến thần tộc thân phận. Hắn tại một đám chiến thần tộc trước mặt, tựa như là một cái bỏ túi người. Mạc thần, chiến nguyên sách cúi đầu xuống, sắc mặt xấu hổ. Ta vừa nghe người ta nói đối thủ của ngươi, là bốn cái thanh hồn điện đệ tử, ngươi thì bị loại. Đừng nói cho ta, người bị bọn họ đánh bại. Cái kia gọi là, Mạc Thần, tám tai lão giả, lấy khô lão thanh âm khàn khàn nói. Mạc Thần, ta thua rồi. Thật xin lỗi, cô phụ mọi người hy vọng. Chiến nguyên sách thống khổ quỳ trên mặt đất. Bởi vì Doanh Doanh bị uy hiếp, Mạc Thần nghi hoặc hỏi. Không là, là bởi vì bọn hắn, thủ đoạn phức tạp, vây công ta. Chiến nguyên sách cắn răng, Mạc Thần, tiểu ngũ đã thương nặng, các ngươi trước mau cứu nó. Để nó đi ra. Chiến thần tộc trưởng bối phận, cấp cứu kim nghê thông thiên viên. Lỗ tai của ngươi. Chiến nguyên sách càng thấy xấu hổ. Nói chi tiết. Chiến nguyên sách lúc này mới đem chiến bại chi tiết, toàn bộ nói rõ ràng. Đoạt mệnh ngân long, long huyết thần hoang, còn có một cái hồn tu người, đều có tầng thứ tư chiến đấu lực sao. Xem ra ba người này, từ vừa mới bắt đầu thì tại ẩn giấu thực lực, chân thực cảnh giới. Đều là tầng thứ tư, vậy ngươi thua không oán niệm. Là ta làm không được khá, đánh mất cơ hội, chiến nguyên sách khó chịu nói. Nguyên sách, ta hỏi ngươi, là muốn chính mình báo thù, còn là muốn cho trưởng bối xuất mã? Mạc thần hỏi, chiến Doanh Doanh lúc này thời điểm đã đi ra, hơn nữa còn mang theo Lý Thiên Mệnh. Chính ta báo thù, chiến nguyên sách gầm nhẹ nói. Rất tốt, có cốt khí, bất quá, Mạc thần híp mắt, nói, Lý Thiên Mệnh sự tình. Bởi vì liên lụy trọng bảo quá nhiều, không phải ngươi chuyện của mình, việc này rất phức tạp, phải xem đến tiếp sau phát triển. Nhìn hắn thuộc về, đến cùng là thiên cung, vẫn là hiên viên long tông, hoặc là chỉ là thanh hồn điện. Khác nhau ở chỗ nào? Nếu là thiên cung, thiên hạ thái bình. Nếu là hiên viên long tông, sóng ngầm mãnh liệt, chém giết không ngừng, muốn là thanh hồn điện, trực tiếp thiên hạ đại loạn. A. À, chiến nguyên sách minh bạch. Thanh hồn điện. Ăn không vô nhưng bảo tàng này. Hiên viên Long Tông, đều chưa hẳn ăn được. Hiện tại thì nhìn, thôn giới thần đỉnh thuộc về người nào, muốn là thuộc về Vô Mộng Thiên Quốc, cái kia còn tính toán thăng bằng một chút, nếu để cho hiên viên Long Tông hoặc là thanh hồn điện đệ tử đạt được, ha ha, cái kia thú vị. Mạc thần, vì cái gì thiên cung, muốn chơi như thế kích thích? Những bảo bối này, đều sẽ thu hồi đi à? Chiến nguyên sách hỏi. Ai biết được? Mạc thần cười đến ý vị thâm trường. Đế Long Cung. Đó là Cửu Long Đế Kiếm. Bát giai trật tự thần binh, Cửu Long Đế Tôn đã từng đệ nhất binh khí.
Trời ạ, ta lúc trước liền nghe nói, Long Lang Lung tại Thánh Long Cung, đạt được một loại thần binh, không nghĩ tới, lại là cái này Cửu Long Đế Kiếm. Trước mắt xuất hiện thần binh bên trong, Đoạt Mệnh Ngân Long cùng Long Huyết Thần Hoang, căn bản không có cách nào cùng Cửu Long Đế Kiếm so sánh a. Liền xem như trước mắt cái này thôn giới thần đỉnh, muốn là dứt bỏ luyện đan công hiệu, chỉ xem chiến đấu thuộc tính, cũng không cách nào cùng Cửu Long Đế Kiếm so sánh. Đây là một cái khác chiến trường, mang đến oanh động. Hiên Viên Long Tông bốn người, Long Lang Lung còn có Cửu Long Đế Kiếm, Vô Mộng Tiên Quốc chỉ có Vi Sinh Mặc Nhiễm một người, nàng như thế nào đối địch? Nàng bị bao vây. Lúc này chính là Lý Thiên Mệnh bên kia, giết đến lửa nóng thời điểm, bên này song phương vẫn còn đang đối thoại. Rất rõ ràng, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Long Lang Lung ở giữa, không có thù gì oán niệm. Cho nên, bọn họ đánh cho tương đối chậm. Long Lang Lung, cũng là ngũ sinh ngự thú sư, nắm giữ ngũ đại thần long cộng sinh thú. Cái kia ngũ đại thần long, không so chiến nguyên sách kim nghề thông thiên viên kém. Mà lại, Long Lang Lung so với hắn nhỏ 5 tuổi. So sánh cộng sinh thú, Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe nói chỉ có một đầu cộng sinh thú, Vô Mộng Thần Kình. Coi như Vô Mộng Thần Kình là phi thường đặc thù cộng sinh thú, nàng cũng quá thế đơn lực bạc. Đúng vậy, một người một kình, đối chiến bốn người 17 điều thần long. Quả thực cũng là bao vây. Nếu như là Vi Sinh Mặc Nhiễm quyết đấu Long Lang Lung, mọi người cảm thấy còn có lo lắng. Nhưng làm nàng ở vào hoàn toàn bị vây công cục diện thời điểm, không ai cho rằng nàng có thể thắng. Thẳng đến một khắc này, nửa cái thôn giới thần đỉnh bên trong, đột nhiên quang mang lập lòe, như mộng ảo huỳnh quang, xuyên thấu thôn giới thần đỉnh, tuôn hướng tứ phương, đem trọn cái Đế Long Cung, đều bao phủ ở trong giấc mộng. Hơn 7.000 ngôi sao. Tối thiểu hơn 7.900. Cái này, so với chúng ta tông chủ cộng sinh thú điểm sao đều cao. Đây là Vô Mộng Thần Kình à. Trong lúc nhất thời, Đế Long Cung nổ. Bên này đánh cho chậm. Lý Thiên Mệnh bên kia đều kết thúc, cái kia hơn 7.900 ngôi sao cá voi cộng sinh thú, mới sinh ra, gây nên Đế Long Cung mới chấn động. Vi Sinh Mặc Nhiễm tiến Cửu Long Đế Táng trước đó, vẫn là 5.000 ngôi sao hai bên, nói rõ nàng tại Cửu Long Đế Táng bên trong, lấy được là thất tinh vũ trụ thần nguyên. Mà lại thành công hoàn thành tiến hóa. Ta nghe nói, nàng nguyên bản cảnh giới, rất có thể cũng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, như vậy hiện tại, rất có thể cấp 6. Trong khoảng thời gian này, chiến nguyên sách đoạt nàng danh tiếng, nguyên lai, nàng vẫn là mạnh nhất người A. Khó mà nói, phải xem nàng sẽ không cùng chiến nguyên sách một dạng, bị vây công đào thải. Tuyệt đối không nên A, ta ghét nhất vây công, hy vọng Long Lang Lung có thể có chút phong độ, dù sao hắn có Cửu Long Đế Kiếm nơi tay, luận bảo bối, hắn đã cầm tới tốt nhất. Tại từng đợt ồn ào bên trong, chiến đấu bắt đầu. Quả nhiên, vẫn là vây công. Tại sao ta cảm giác, Long Lang Lung giống như cũng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Hắn mới 20 tuổi, không dựa vào thần đan, thì cùng chiến nguyên sách ngang hàng. Ta nhớ được 3 tháng trước, hắn vẫn là tầng thứ 4, cho nên rất có thể, Hiên Viên Long Tông sáng sớm liền lấy ra thất cao phẩm chất thần đan, để hắn đột phá đến tầng thứ 5. Cho nên, tay cầm Cửu Long Đế Kiếm hắn, kỳ thật cũng so chiến nguyên sách cường. Bên này chiến trường, so Lý Thiên Mệnh bên kia còn mạnh hơn a. Vi Sinh Mặc Nhiễm tuyệt đối cấp 6. Từng tiếng tán thưởng, đến từ mỗi một cái ngoài dữ liệu đệ tử. Bốn người đệ tử, 17 đầu thần long, cơ hồ là 17 đánh 1, nhưng là Long Lang Lung tại hạ phong. Vi Sinh Mặc Nhiễm, một cái không đến 30 tuổi đệ tử, mạnh đến trình độ này, tiểu bối bên trong, trật tự thiên tộc bên kia, nhưng có địch nổi người. Tối thiểu nhất, nàng cũng là cái này đệ nhất ngự thú chi vương. Đế Long Cung bên trong. Quang ảnh biến hóa, mỗi người đệ tử trên mặt, lần thứ hai viết đầy đối với mấy cái này tuyệt đỉnh thiên tài kính nể cùng hướng tới. Lý Thiên Mệnh đứng tại cái kia màu đen bình chướng trước, nghe đối phương tiếng vang kinh thiên động địa, chờ đợi lấy bọn hắn, phân ra thắng bại. Ô ô, cá voi vậy đến tự biển sâu tĩnh mịch tiếng kêu to, giống như là từng đợt phong bạo, theo trên mặt của hắn lăn đi. Thật mạnh, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lực lượng của nàng. Không chỉ là tinh luân nguyên lực. Còn cố ý thần chấn động. Đó là một loại đặc thù lực lượng, giống mộng một dạng. Tại loại này lực lượng dưới, 17 đầu thần long, có lẽ chỉ có thể cúi đầu. Ông, mắt trái màu mực cá nhỏ, lần nữa du. Thâm hải cự kình thâm thúy kêu to, cùng tất cả tiếng thú gào âm, có khác nhau rất lớn. Thanh âm của nó cũng không hung mãnh, cường hãn,
ngược lại biến ảo khôn lường, sâu xa. Một tiếng kình kêu, liền có thể khiến người ta nghe ra biển cả bao la. Thanh âm ông ông, xuyên thấu nhân tâm. Có thể đạt tới đến khiến người ta toàn thân giới tử, cũng nhịn không được rung động hiệu quả. Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm ở giữa, đã bị thôn giới thần đỉnh chia cắt, vẫn còn có thể thể nghiệm đến, loại này lực xuyên thấu. Hiển nhiên, cái này một đầu thần thú, nó tại cộng sinh thú ở giữa vị trí, đã siêu việt cùng tuổi thế hệ, đạt tới mới trình độ. Không ngoài dự liệu, nàng cộng sinh thú, có thể tiến hóa. Lý Thiên Mệnh không có cách nào cùng còn lại Đế Long Cung đệ tử một dạng tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể thông qua, sát phách, động tĩnh, tới làm ra phán đoán. Tại cùng cấp bậc các loại bảo vật bên trong, cấp bậc càng cao, vũ trụ thần nguyên giá trị, thì càng tại thần binh, thần đan phía trên. Rầm rầm rầm. Bên kia tranh đấu động tĩnh, quả thực so Lý Thiên Mệnh, chiến nguyên sách nhất chiến còn muốn đại khí bàng bạc. Từ phía dưới những đệ tử kia rung động ánh mắt, có thể nhìn ra Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Long Lang Lung hai người cường độ. Thiên cung có ý tứ là, một hồi chúng ta còn muốn cùng giữa bọn hắn người thắng, lại đánh một trận. Cầm tới bốn cái màu đen chống trận, mới có thể có đến thôn giới thần đỉnh. Phu tử Thiên nghe bên kia động tĩnh, có vẻ hơi nhức đầu. Trên lý luận là như thế, Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia, có nắm chắc không? Phu tử Thiên một mặt khổ tương hỏi. Theo động tĩnh này nhìn, cơ bản không có, chỉ có thể nhìn vận khí. Lý Thiên Mệnh thành thật trả lời. Cái này mang ý nghĩa, bọn họ muốn cầm đến thôn giới thần đỉnh, rất khó. Đều là quái vật a. Phu tử Thiên dở khóc dở cười nói. Đánh bại chiến nguyên sách, hắn còn tưởng rằng có hy vọng nữa nha. Tổng có một ít áp dương bản lãnh, chúng ta bây giờ điều kiện này, có thể đánh bại chiến nguyên sách, đã rất tốt. Đến mức tiếp theo chiến, liều mạng đi. Lý Thiên Mệnh muốn thắng. Không chỉ là vì, trợ giúp phu tử Thiên cầm tới thôn giới thần đỉnh. Mà chính là hắn cho rằng, tại Đế Long Cung đạt được thắng lợi, nhất định có trợ giúp tiến Thiên Cung. Nếu để cho người khác thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, cái kia thanh nắm quyền chủ động thì là đối thủ. Mặc kệ người này là chiến nguyên sách, vẫn là sát phách hai vị, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đều không phải là kết quả tốt. Đối diện trận chiến kia, kinh tâm động phách. Bọn họ thắng bại, quyết định Lý Thiên Mệnh tiếp xuống đối thủ. Cho nên, bốn người bọn họ, tâm tình cũng có chút khẩn trương. Cúi đầu xem xét, từ phía dưới hơn 100.000 đệ tử rung động biểu lộ, suy đoán một trận chiến này bên trong, song phương cường thế cùng kinh diễm. Rầm rầm rầm. Đối diện động tĩnh càng lúc càng lớn, quả thực đinh tai nhức óc. Ông, Đế Long Cung bên trong, thủy triều lăn lộn. Theo một tiếng cá voi sâu xa kêu to, dường như ngập trời biển động đập vào kết thúc, đối diện động tĩnh, rốt cục im bặt mà dừng. Từ phía dưới đệ tử cái kia kinh hô đờ đẫn thần thái, cũng có thể thấy được, đối diện chiến đấu, cũng đã kết thúc. Một trận kết thúc, liền mang ý nghĩa trận tiếp theo, sắp bắt đầu. Chuẩn bị tốt, buông tay đánh cược một lần đi. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu liếc nhau một cái. Dạ Lăng Phong còn có rất mạnh chiến ý, nhưng là Lâm Tiêu Tiêu cắn cắn môi đỏ, biểu lộ có chút áy náy. Không quá dễ chịu. Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hỏi. Vừa mới tiêu hao có chút lớn, trạng thái không thật là tốt. Có thể phát huy có hạn, Lâm Tiêu Tiêu nói. Không sao, không muốn tiêu hao chính mình, hết sức liền tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tối thiểu nhất, đây không phải sinh tử chi chiến. Rầm rầm rầm. Vừa nói xong đâu, thôn giới thần đỉnh bắt đầu rung động. Trước mắt cái kia to lớn màu đen, tấm ngăn, bắt đầu chìm xuống. Ông! Ngắn ngủi ba hơi ở giữa bên trong, tấm ngăn thì biến mất. Cái này mang ý nghĩa thôn giới thần đỉnh bên trong, tất cả bình chướng cũng bị mất. Tất cả mọi người ở vào cùng một cái không gian bên trong. Cục diện, lại độ khẩn trương. Lý Thiên Mệnh bọn họ tập trung nhìn vào. Đối diện chiến trường, cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy hỗn loạn, bây giờ đã đình chiến. Người nào thắng? Nếu như một phương, đem một phương khác đế tinh kết giới, cho đánh ra đến, người thất bại kia liền sẽ như chiến nguyên sách một dạng, bị quăng ra thôn giới thần đỉnh. Người thua bị loại. Nhưng để Lý Thiên Mệnh bọn họ, không nghĩ tới chính là. Mặc kệ là Vi Sinh Mặc Nhiễm, vẫn là Long Lang Lung, đều còn tại cái này. Bao quát Long Lang Lung bên người ba vị tiểu tỷ tỷ, đều không có bị loại. Vừa mới động tĩnh to lớn cộng sinh thú, bây giờ sau khi kết thúc, đều về cộng sinh không gian.
Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không thấy được, cái kia một đầu biến đến mạnh hơn, vô mộng thần kinh. Tại cái này trật tự chi địa, không đến 30 tuổi tiểu bối, có thể nắm giữ những cái kia trên việc tu luyện ngàn năm trưởng bối cộng sinh thú ngôi sao điểm, trong lịch sử đều không có nhiều. Thất tinh vũ trụ thần nguyên giá trị, cũng tại cùng cấp bậc thần binh, thần đan phía trên. Chẳng lẽ không phân thắng thua? Lý Thiên Mệnh vừa toát ra ý nghĩ này, thì lập tức phủ định. Bởi vì, nếu là bất phân thắng phụ lời nói, thôn giới thần đỉnh, màu đen tấm ngăn, sẽ không biến mất. Tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua, rất nhanh liền hiểu. Vi sinh mặc nhiễm trên gương mặt xinh đẹp, có hai cái cũng giống như mình màu đen chống trận đường vân. Long lang lung trên mặt, liền đã không có. Cái này hoàn toàn có thể nói rõ, vi sinh mặc nhiễm thắng. Đến mức long lang lung vì sao không có đào thải ra khỏi cục, chỉ có thể nói vi sinh mặc nhiễm, xuất thủ không có Lý Thiên Mệnh giữ như vậy mãnh liệt. Nàng đánh bại đối thủ, lại không đánh vỡ đế tinh kết giới. Chính vì vậy, long lang lung tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, trên người có không ít vết máu vết thương, nhưng lại đối vi sinh mặc nhiễm rất là kính nể. Vi sinh tỷ tỷ, ta. Hắn đang muốn chắp tay cáo từ. Không nghĩ tới, thôn giới thần đỉnh trước một bước, đem cái này Hiên Viên Long Tông bốn người đệ tử văng ra ngoài. Đây càng đã chứng minh Lý Thiên Mệnh phán đoán. Vi sinh mặc nhiễm, thắng. Tiếp đó, nàng lại là Lý Thiên Mệnh, cạnh tranh thôn giới thần đỉnh mạnh nhất đối thủ. Đừng nhìn nàng một thân mộng huyễn, xuất trần phiêu nhiên, xem ra người vô hại và vật vô hại. Tránh thức đối lập thời điểm, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, nàng cảnh giới cao tinh luân nguyên lực, mang đến áp lực. Long lang lung bị loại. Cái này thôn giới thần đỉnh bên trong, chỉ còn lại bọn họ song phương. Vạn chúng chú mục phía dưới, Lý Thiên Mệnh cùng vi sinh mặc nhiễm, đứng đối mặt nhau. Nàng vừa kinh lịch một trận chiến đấu, nhưng quần áo không loạn chút nào, dường như đang muốn ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh. Một thanh xanh cây dù đặt ở trên vai thơm, khéo léo mục đích nhìn quanh, đều là phong tình. Trong thoáng chốc, nàng đối Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Cái kia thanh tịnh khuôn mặt, tựa như ngày mùa hè hồ nước, đẩy ra một đạo gợn sóng, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, sóng nước lấp loáng. Một tia nhàn nhạt e lệ, giấu tại trong tươi cười, nắm đến vừa đúng. Ta tiếp cận, ta cũng bị nàng mê hoặc, yêu tinh kia muốn là cái thuần túy cô nương, tuyệt đối là vạn người mê. Phu tử thiên nói nhỏ nói. Bọn họ bên này dỗi, xem ra mây trôi nước chảy, thế mà, thôn giới thần đỉnh bên ngoài hơn 100.000 đệ tử, cũng đã tâm như hỏa thiêu, khát vọng lại đến một trận đặc sắc đại chiến. Quyết chiến. Trò vui trình diễn. Cái gì tốt kịch, còn nhìn không hiểu sao. Vừa rồi đánh bại chiến nguyên sách, thanh hồn điện bốn người này, đã nhanh dùng tới nửa cái mạng. Hiện tại xem ra, chiến nguyên sách còn không phải nắm giữ cửu long đế kiếm long lang lung đối thủ, cái này thanh hồn điện bốn người lại trâu, tại sao cùng vi sinh mặc nhiễm đánh. Không đùa là không đùa, nhưng, xác thực có thể nhìn cái náo nhiệt. Nói thật, ta không nghĩ tới vi sinh mặc nhiễm mạnh như vậy, vẫn cảm thấy nàng nổi danh có hư, hữu danh vô thực, hiện tại bi thảm đánh mặt. Thái Dương Vạn Tông tiểu bối, nàng là đệ nhất nhân, tuyệt không lo lắng. Vô Mộng Tiên Quốc một đường quật khởi, đệ tử xếp hàng thứ nhất, đương nhiên không có vấn đề. Nếu như không tính Thiên Cung, cái kia, Vô Mộng Tiên Quân, cũng là Thái Dương Vạn Tông, đệ nhất cường giả. Vấn đề là, làm sao còn không đánh? Mọi người nghị luận nửa ngày, đã sớm đã đợi không kịp. Tuy nhiên cái này song phương nhân mã, giống như không có ân oán, có thể. Đây là quyết định thôn giới thần đỉnh thuộc về nhất chiến A. Nhớ ngày đó, bởi vì một tòa thôn giới thần đỉnh, dẫn phát Thái Dương Vạn Tông đại chiến, tử thương vô số. Đem, thôn giới thần đỉnh, loại này thần vật thuộc về, lấy người tuổi trẻ tranh đấu đến giới định, liền đã đầy đủ trò đùa. Cái này thì tương đương với, dùng hai cái trẻ sơ sinh đánh nhau, đến quyết định phải chăng hủy diệt một cái hoàng triều. Trò đùa đến làm cho người giận sôi. Càng là trò đùa, một trận chiến này thì càng quan trọng. Đế Long Cung bên trong, hơn 100.000 đệ tử, vừa là hâm mộ, vừa ghen tị. Chiến ý thiêu đốt lên thời điểm, bọn họ cũng cơ hồ ngạt thở. Đánh A! Rất nhiều người kêu la. Đế Long Cung bên trong, lại lần nữa một mảnh rối loạn. Thế mà, thôn giới thần đỉnh bên trong, song phương nhân mã vẫn rất hòa hài. Đánh hay là không đánh? Lý Thiên Mệnh gặp nàng chỉ lo yên nhiên nhìn lấy chính mình, hướng chính mình, cười ngây ngô, cả người đều có chút hãi đến hoảng. Si, hán,
À không, một nửa si, hán, Phu Tử Thiên sửng sốt. Vì sao phải dùng loại vẻ mặt này, đối mặt Lý Thiên Mệnh a? Vẻ mặt giống như nhau, người khác làm, đó là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Đến phiên Vi Sinh Mặc Nhiễm, đó là xương đuôi run rẩy. Trong tròng mắt của nàng, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh bên ngoài, căn bản cũng không có những người khác. Xanh cây dù nhẹ nhàng chuyển động. Nàng hơi hơi cúi đầu, thanh âm như rừng chỗ sâu truyền đến, tĩnh mịch tĩnh xa. Cá nhỏ, muốn đưa ngươi một món lễ vật. Nghe nói như thế, Lý Thiên Mệnh có một loại, dự cảm không hay. Khả năng đối với bất kỳ người nào tới nói, vậy cũng là thiên đại hỷ sự, có thể Lý Thiên Mệnh cảm giác rất rối loạn. Quả thực thật không thể tin. Hắn khẽ cắn môi, nói, lễ vật gì a, đại ca. Một tiếng này, đại ca, để Vi Sinh Mặc Nhiễm cười khúc khích. Cái kia buồn cười dáng vẻ, tựa như hoa đào nở rộ một dạng, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Chính là cái này đại đỉnh nha, nàng ôn nhu nói. Lý Thiên Mệnh bốn người, tại chỗ ngây người. Tại nàng nói chuyện trước đó, Lý Thiên Mệnh thì có dự cảm. Hắn đều không hiểu, chính mình vì sao có loại này ly kỳ dự cảm. Ly kỳ hơn chính là, loại này thường nhân suy nghĩ nát óc, đều không nghĩ ra dự cảm, vậy mà thành sự thật. Đây chính là thôn giới thần đỉnh A. Lý Thiên Mệnh lấy được không ít Long Cung bảo tàng, đối thôn giới thần đỉnh định vị, đã thấp hơn bản thân nó giá trị. Không nghĩ tới, nàng lấy ra làm lễ vật. Đừng nói giỡn, để ngươi Vô Mộng Tiên Quốc người biết, mỗi người đều được đi ra, nhổ ngươi một lớp ra. Lý Thiên Mệnh tằng hắng một cái, nghiêm túc nói. Không có chuyện, bọn họ đều không quản được cá nhỏ. Cá nhỏ nghĩ, về trước báo ngươi. Nàng thanh âm càng thêm mộng huyễn, có thể ánh mắt lại vô cùng rõ ràng. Cái kia trong mắt tràn ngập hơi nước, không hề giống là đang nói đùa. Cái này, chỉ có ta một người, xuất hiện nghe nhầm rồi sao? Bên cạnh Vô Tử Thiên một mặt quay cuồng, chỉ mình hỏi. Không ai phản ứng đến hắn. Càng là biết thôn giới thần đỉnh giá trị, liền sẽ càng rung động. Mà lại, hôm nay trận này thắng lợi, rất có thể quyết định đế tinh bảng, thiên cung các loại quan trọng. Đại ca, đừng làm rộn. Lý Thiên Mệnh xông xáo giang hồ hơn 20 năm, nhưng từ không có chạm qua loại này chuyện kỳ diệu. Hắn không tin là thật. Có thể câu này vừa mới dứt lời, Vi Sinh Mặc Nhiễm hai tay nắm xanh cây dù gắn quạt, lại buông ra một cái tay, nắm bắt váy, ở trước mặt hắn quay vòng lên, mặc màu xanh lá tóc dài cùng váy cùng một chỗ phấn khởi. Tựa như là một con cá. Trong lúc bất chi bất giác, trong tay của nàng, xuất hiện hai cái màu đen chống trận. Sau khi dừng lại, nàng thân thủ đưa tới, đem hai cái này màu đen chống trận, đẩy hướng Lý Thiên Mệnh, ôn nhu cười một tiếng, nói, phải nhớ được cứu cá nhỏ nha. Lý Thiên Mệnh vô ý thức thân thủ, tiếp được sau cùng hai cái màu đen chống trận. Hai cái này chống trận, không khỏi giải thích thì thuận bàn tay, tuôn hướng mặt của hắn. Bốn cái màu đen chống trận, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu tới tay. Lý Thiên Mệnh còn có chút không tin. Hắn tiến lên hai bộ, đang muốn cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm nói chuyện, đem cái này quái sự hỏi thăm rõ ràng. Không nghĩ tới, thôn giới thần đỉnh cự lực, thì tác dụng ở trên người nàng, đem hướng phía sau lôi kéo. Phong bạo phía dưới, mái tóc dài của nàng bay bổng lên, váy dài đong đưa, xanh cây dù phiêu diêu, hết thảy đều đang động, duy chỉ có cái kia một trương trong suốt sáng long lanh khuôn mặt bên trong, có vĩnh hằng bất biến ngọt ngào nụ cười. Phải nhớ, cá nhỏ, chờ ngươi, mới có thể thoát ly khổ hải. Câu nói này còn ở bên tai quanh quẩn. Nàng cả người đã rời đi thôn giới thần đỉnh, biến mất tại trước mắt. Lưu lại Lý Thiên Mệnh bốn người, hai mặt nhìn nhau. Trên mặt mỗi người, đều tràn đầy dấu chấm hỏi. Ta mù, Phu Tử Thiên ra sức vò mắt. Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, đều là lời nói thiếu người. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, muốn đánh một trận ác chiến A. Kết quả, thắng. Cái này đáng chết mị lực. Liên Huỳnh Hỏa đều trừng lớn hai cái tiểu nhãn châu, cùng Miêu Miêu, Lam Hoang cùng một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cộng sinh không gian bên trong, Tiên Tiên lại tại trên cây khô khắc chữ. Đoán chừng viết là, tiểu lý tử thi triển Mỹ Nam kế, dựa vào bán nhan sắc, đạt được thôn giới thần đỉnh. Xảy ra chuyện gì? Ba người đều đồng loạt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ta không biết a, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Bọn họ ánh mắt hoài nghi. Thật chẳng lẽ không có, còn lại ngoài định mức gặp gỡ. Không có. Tỷ như người bán hoa cúc cái gì?
Phu tử Thiên hoài nghi nói. Lan, đừng nói bọn họ, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không nghĩ ra. Bất quá, không nghĩ ra cũng không có cách, Phi Sinh Mặc Nhiễm đã đi ra. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh trên mặt bốn cái màu đen chống trận, đã hiển lộ ra. Bên trái hai cái, bên phải hai cái. Làm bốn cái màu đen chống trận, đồng thời xuất hiện thời điểm, mỗi một cái mặt trống, bỗng nhiên đều chấn động một chút. Ông, Lý Thiên Mệnh khuôn mặt, đều giống như biến thành chống trận, bắt đầu rung động. Ngô ngô ngô, hắn không tự chủ được, da mặt rung động, phát ra loại này thổ phao phao một dạng thanh âm. Ông, bốn cái chống trận vang động thời điểm, thôn giới thần đỉnh chính giữa, một cỗ khiến người ta hít thở không thông hắc ám khí tức buông xuống. Lý Thiên Mệnh bọn họ nhìn lại. Màu đen tôn huyết, lại lần nữa xuất hiện. Cái kia một giọt máu đen, như cùng một đầu dữ tợn cự thú, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh bọn họ. Cái này mang ý nghĩa, thôn giới thần đỉnh thuộc về, đã sinh ra. Mặc kệ cuối cùng do ai, đến kế thừa cái này màu đen tôn huyết, thôn giới thần đỉnh đều thuộc về Thanh Hồn Điện. Sự thật này, quá nổ tung. Nó thuộc về sinh ra phương thức, như thế cực đoan, quả thực không thể tưởng tượng. Thẳng đến cái này màu đen tôn huyết xuất hiện. Đế Long cung cái này mấy trăm ngàn đệ tử, biểu lộ đều là cứng ngắc. Bọn họ nghe không được đối thoại, lại nhìn tận mắt, Phi Sinh Mặc Nhiễm đem chống trận đưa cho Lý Thiên Mệnh, về sau gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Ai cũng biết, nàng lợi hại hơn. Nàng muốn đánh, quả thực nắm vững thắng lợi. Đưa ra chống trận, cơ hồ tương đương, trực tiếp đem thôn giới thần đỉnh, đưa đến Lý Thiên Mệnh trên mặt. Con mắt ta xảy ra vấn đề. Đến từ Thái Dương Vạn Tông các đệ tử, 80% đều sinh ra hoài nghi. Cái này là không thể nào sự tình. Liền vừa tới Đạp Thiên Chi cảnh đệ tử, đều biết thôn giới thần đỉnh, chính là chín đại long cung, đệ nhất chí bảo. Vượt qua Cửu Long đế kiếm. Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng thế nào? Nàng trong đầu đang suy nghĩ gì? Chúng ta đều thấy được a. Đừng nói sư tôn của nàng, trưởng bối, chuyện nơi đây truyền đi, toàn bộ Vô Mộng Tiên quốc người đều sẽ muốn bóp chết nàng. Đây không phải việc nhỏ a, thôn giới thần đỉnh, làm cho Vô Mộng Tiên quốc càng cường thịnh, trường tồn, càng có thể để bọn hắn nghiền ép Hiên Viên Long Tông, Vô Tự Thần Điện, vĩnh cửu vững vàng thiên bảng đệ nhất. Đúng, đây là Vô Mộng Tiên quân, đều muốn bảo tàng. Cái kia, khả năng Vô Mộng Tiên quân, sẽ đều thân thủ giết chết nàng đi. Nàng thế nhưng là Vô Mộng Tiên quân đệ tử. Đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ có ẩn tình khác sao? Vô số đệ tử lắc đầu. Trong lòng bọn họ biết rõ, đây là sự thật, nhưng chính là không nghĩ ra. Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ thông suốt, huống chi bọn họ. Không thể phủ nhận, Vi Sinh Mặc Nhiễm cử động lần này nhất định sẽ dẫn phát bên ngoài thế lực khắp nơi đại dung chuyển. Nhanh, ra ngoài thông báo đi, chiều này tin tức, có thể đổi không ít chỗ tốt. Đúng, Vô Mộng Tiên quốc, đoán chừng muốn nổ. Ta đoán chừng sau khi kết thúc, bọn họ sẽ đích thân. Hướng cái này Lý Thiên Mệnh, muốn về cái này thôn giới thần đỉnh. Thanh Hồn Điện, căn bản không dám lưu. Coi như Lý Thiên Mệnh dung hợp tôn huyết, vậy cũng không có gì cái gọi là, đây vốn chính là cường giả trật tự thần binh, như Vô Mộng Tiên quân loại này tồn tại, chính mình cũng có thể hàng phục thôn giới thần đỉnh khí hồn. Người trẻ tuổi có thể dựa vào tôn huyết hàng phục thôn giới thần đỉnh, chỗ tốt quá lớn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, thì Thanh Hồn Điện căn bản thủ không được. Vi Sinh Mặc Nhiễm cái này biếu tặng, đối bọn hắn tới nói, không phải chuyện gì tốt. Không có bản sự cầm trọng bảo, lại thiên hạ đều biết, cái kia chính là khoai lang bỏng tay. Trong lúc nhất thời, Đế Long Cung thì cùng sôi trào giống như, tất cả mọi người đang nghị luận. Bọn họ nhìn đến mặt đỏ tới mang tai. Thật sự là không có mắt a, loại này bảo tàng, Thanh Hồn Điện những người này, dám đi cầm. Bọn họ cũng là đâm lao phải theo lao, ta đoán chừng vừa đi ra ngoài. Liền sẽ vội vàng đem bảo tàng ném xuống. Nhất là cái này thôn giới thần đỉnh. Có lẽ tôn huyết, chỉ có thể để bọn hắn đế tinh bảng bài danh có tăng lên, bảo tồn vĩnh cửu, ta đoán chừng chính bọn hắn, cũng không dám nghĩ. Đúng, bọn họ vẫn là có tự biết rõ. Các ngươi nói đúng, cho nên, Lý Thiên Mệnh để Vu Tử Thiên, đi dung hợp tôn máu. Muốn thật có ý tưởng, hắn khẳng định chính mình lên. Kỳ thật, bọn họ thông qua quan sát Lý Thiên Mệnh bọn họ trò chuyện. Đại khái có thể nhìn ra, cái đoàn đội này bên trong, Lý Thiên Mệnh mới là hạch tâm. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Phu Tử Thiên nơm nớp lo sợ, đứng tại tôn huyết trước mặt. Lão đại, người thật xác định, để cho ta tới.
Phu Tử Thiên lần thứ ba quay đầu, tràn ngập tâm thần bất định, hỏi lần thứ ba vấn đề giống như trước. Nhanh, đừng nói nhảm, Lý Thiên Mệnh nói. Thật vết mực. Không phải a, ta thì như là đang nằm mơ, Phu Tử Thiên nói. Khác quá lạc quan, chuyện nơi đây truyền đi, mọi người đều biết, đây là Vô Mộng Tiên Quốc tặng, đoán chừng Vô Thiên Chi Chiến vừa kết thúc, cái kia Vô Mộng Tiên tộc thì giết tới trước mắt ngươi, ngươi cũng chỉ có thể trước sờ một chút, quay đầu còn phải trả lại bọn hắn. Tranh thủ qua đem nghiện đi, Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Nói cũng phải, chẳng lẽ đây mới là vi sinh mặc nhiễm mục đích thực sự. Nhưng cái này không cần thiết a, nàng trực tiếp nắm bắt tới tay, lấy bối cảnh sau lưng của nàng, người khác cũng không dám đoạt. Phu Tử Thiên nghi hoặc hỏi. Đây cũng là Lý Thiên Mệnh nghi ngờ địa phương. Được rồi, mặc kệ, ta cũng thanh tỉnh, lấy lưng của chúng ta cảnh, cầm đoạt mệnh ngân long vẫn còn, thôn giới thần đỉnh là thật chính là tai họa. Thanh hồn điện căn bản nhịn không được. Ta trước dung hợp tôn huyết, nói không chừng có thể tăng lên đế tinh bảng bài danh, đó mới là bây giờ. Mà lại, tại ta cái tuổi này, có thể kiểm tra thôn giới thần đỉnh, cái kia cũng rất tốt. Phu Tử Thiên thầm nói. Thanh tỉnh tốt nhất, nhưng mà, còn có một cái biện pháp, có thể vĩnh cửu nắm giữ nó. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Phu Tử Thiên quay đầu. Thiên cung, Lý Thiên Mệnh nói. A, à, khó a. À. Phu Tử Thiên trong mắt, vẫn có một ít quang mang. Nếu là có thể, người nào nghĩ ra được lại mất đi đâu. Hắn hít thở sâu một hơi, vươn tay, dây vào tiếp xúc cái kia một giọt tôn huyết. Xì xì. Tôn máu biến thành gai nhọn, trực tiếp đâm vào bàn tay của hắn, xé rách huyết nhục đi vào. A! À, Phu Tử Thiên đau kêu một tiếng, khoanh tay cánh tay, máu tươi đen ngòm theo ngón tay hướng về toàn thân lan tràn. Xì xì xì. Thân thể của hắn, đang phát sinh lấy một số huyết mạch cải biến. Nguyên bản cạn mái tóc màu tím, ánh mắt, bắt đầu biến thành màu tím sậm, bao quát bờ môi. Cái này khiến hắn xem ra, khí chất đại biến. Biến đến không lại tươi mát nhỏ, mà chính là có một chút yêu dị, có chút kiêu hùng, vị đạo. Cái này chua thoải mái. Hắn quái khiếu, trên nhảy dưới tránh. Theo hắn khoa trương động tác, chung quanh cái này thôn giới thần đỉnh, cũng tại rung động. Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy được, nó khí hồn. Đó là một cái vô cùng to lớn màu đen con cóc, nó giả thiên tế nhật, vung xuống không có tận cùng bóng mờ, một đôi bích hai mắt màu xanh lục, như là bầu trời ánh mắt, cái kia miệng to như chậu máu, càng là như thâm uyên một dạng. Cóc ghẻ, thích hợp ngươi a, Lý Thiên Mệnh cười nói. May mắn hắn không có dung hợp. Cái này khí hồn thì hiện thân trong tích tắc, thế nhưng loại làm người sợ hãi cảm giác. Xác thực so đoạt mệnh ngân long cùng long huyết thần hoang cái này hai đại thần long khí hồn, khủng bố hơn rất nhiều. Hắc ám, thâm uyên, tựa như là cái này khí hồn đại danh từ. Đừng muốn trông mặt mà bắt hình dong, Phu Tử Thiên nghiêm mặt nói. Qua, tử sắc tính, cảm giác dày bờ môi, làm, người cùng nó khí hồn, càng ngày càng rất giống. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa cùng một chỗ, ôm bụng cười như điên. Ta tiếp cận. Phu Tử Thiên vội vàng móc ra một chiếc gương, đối với mình mới tạo hình, hắn nhịn không được nhíu mày. Ta anh tuấn tiêu sái ngũ quan, vậy mà theo gió tan biến. Khóc không ra nước mắt. Nhìn đến hắn bộ dạng này, Lý Thiên Mệnh càng may mắn. Muốn là ta, nắm giữ cái này một tử sắc dày bờ môi, các loại linh nhi tỉnh lại, đoán chừng phải hoảng sợ ra bệnh tim. Lý Thiên Mệnh may mắn nói. Không đành lòng nhìn thẳng. Dạ Lăng Phong nói. Đúng vậy a. Có chút cuồng dã, bất quá, thích hợp hắn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Bọn họ trước mắt, Phu Tử Thiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, đấm ngực dậm chân, ô ô ai tai. Phía dưới, mấy trăm ngàn đệ tử, lại hâm mộ ghen ghét, chỉ có thể mỉa mai chửi rủa, thăng bằng tâm tình. Ông, làm đế tinh bảng bài danh biến hóa thời điểm, trực tiếp đã dẫn phát đại dung chuyển. Tiếng thốt kinh ngạc, hội tụ vào một chỗ, tạo thành tiếng oanh minh lãng. Chưa từng thiên hỏa trụ phương hướng, bao phủ lái đi. Trong thời gian ngắn, đảo qua Thái Dương Vạn Tông, tại vô số người trong lòng, nhấc lên ngập trời phong bạo. Phu Tử Thiên, tăng thêm 400.000 phân. Phải biết, thôn giới thần đỉnh đản sinh tin tức, vừa mới rung động Thái Dương Vạn Tông. Mà cái này điểm số biến hóa, là cá nhân đều hiểu nguyên do. Bởi vì hắn, đạt được thôn giới thần đỉnh. Mới nhất đế tinh bảng bài danh như sau. Hạng nhất. Lý Thiên Mệnh Thanh Hồn Điện 780.000 phân. Hạng 2, Vi Sinh Mặc Nhiễm Vô Mộng Tiên Quốc 550.000 phân. Hạng 3,
Phụ tử thiên thanh hồn điện 480.000 phần. Hạng 4, chiến nguyên sách chiến thần tộc 390.000 phân. Hạng 5, tiểu phong thanh hồn điện 360.000 phân. Hạng 6, không vô tự thần điện 360.000 phân. Hạng 7, long lang lung hiên viên long tông 350.000 phân. Hạng 8, lâm tiêu tiêu thanh hồn điện 340.000 phân. Chiến nguyên sách đã bị loại, hắn điểm số, sẽ không lại gia tăng. Vô tự thần điện, không, cùng hiên viên long tông, long lang lung, gần nhất đánh bại không ít long khôi, lại vượt qua lâm tiêu tiêu, đạt tới thứ 6 cùng thứ 7 vị trí. 9 tòa long cung, 9 loại bảo tàng. Hết thảy 2 triệu phân, toàn bộ thêm tại toàn 8 tên trên thân. Lý Thiên Mệnh dựa vào những thứ này, cầm 400.000 phân, theo thứ tự là đoạt mệnh ngân long cùng cửu long thiên kiếp kiếm. Phụ tử thiên chỉ dựa vào thôn giới thần đỉnh, trực tiếp cầm 400.000 phân. Điều này nói rõ thôn giới thần đỉnh, đúng là cửu long đế tôn áp trục hạng mục. Làm phụ tử thiên xông vào 10 vị trí đầu thời điểm, cái này mang ý nghĩa đế tinh bảng 8 người đứng đầu, đã có một nửa để thanh hồn điện chiếm cứ. Trong lịch sử, thiên bảng xếp hàng thứ nhất tông môn, đều làm không đến một bước này. Thôn giới thần đỉnh thuộc về, so lúc trước cửu long đế kiếm đưa tới dung chuyển, còn muốn to lớn. Cửu long đế kiếm, từ cửu long đế tôn truyền thừa cho hậu duệ của hắn, đây là vững vàng, không ai có quá nhiều ý nghĩ. Có thể thôn giới thần đỉnh, đều không người nghe nói qua, cái này một tòa đỉnh, cùng cửu long đế tôn từng có liên lụy. Nó, mới là dễ dàng nhất gây nên dung chuyển bảo tàng. Tại thôn giới thần đỉnh trước mặt, lúc trước đoạt mệnh ngân long, long huyết thần hoang những thứ này, đều không coi vào đâu. Thanh hồn điện A, thanh hồn điện. Rầm rầm rầm. Đế tinh bảng bài danh cải biến thời điểm, đồng thời còn kèm theo biến hóa hoàn toàn mới. Cái kia chính là, cửu long đế táng, lại có động tĩnh. Nguyên một đám đệ tử, bị quăng ra cửu long đế táng. Giống như trời mưa giống như, tại vô thiên hỏa trụ bên trong rơi xuống. Bọn họ không có trực tiếp rời đi vô thiên hỏa trụ, nói rõ vô thiên chi cảnh đế tinh bảng chi tranh, vẫn còn tiếp tục. Đúng, cửu long đế táng, giống như là một cái đoạt bảo quá trình. Tiếp đó, mới tính quyết chiến A. Đương nhiên, tại cái kia đế táng bên trong, liền tề thiên chi nhãn thị giác đều không có, cái gì đều không nhìn thấy, quả thực một chút ý tứ đều không có. Cái nào một lần vô thiên chi chiến, không phải những người tuổi trẻ này, tại thiên hạ ức vạn ánh mắt trước mặt, biểu hiện mình. Cửu long đế táng đắm chìm, không có nghĩa là đế tinh bảng tranh phong kết thúc, điểm này, tại chỗ rất nhiều người đều có thể đoán được. Nhưng có thể xác định chính là tiếp đó. Còn có 7-8 ước đệ tử, sẽ nghênh đón kịch liệt nhất tranh phong. Đúng rồi, có người biết, cái kia phụ tử thiên như thế nào đạt được thôn giới thần đỉnh sao? Trước đó nói là tứ phương đối chiến A, chẳng lẽ cái này thanh hồn điện một đám người, đem vi sinh mặc nhiễm, chiến nguyên sách cùng long lang lung, đều đánh bại. Dạng này nghi hoặc, khắp thiên hạ đều là. Tất cả mọi người, đều đang đợi một đáp án. Theo cửu long đế táng xuất hiện bắt đầu, hết thảy đều biến đến khó bề phân biệt. Duy nhất có thể xác định chính là, vô thiên chi chiến sau khi kết thúc, thanh hồn điện nếu là không giao ra thôn giới thần đỉnh, tuyệt đối sẽ bị tách rời. Đế Long Cung bên trong, phụ tử thiên còn tại nếm thử nắm giữ cái kia thôn giới thần đỉnh. Chung quanh tràn đầy tiếng oanh minh. Cửu Long đế táng lần nữa chấn động, Lý Thiên Mệnh nhìn đến đã có không ít đệ tử bị vãi ra. Điều này nói rõ, nơi này mau đóng cửa. Có thể lúc này thời điểm, hắn bất ngờ phát hiện. Trong tay 4 cái màu đen chống trận, lại còn tại. Mà lại, bọn họ còn tại dung hợp. Thôn giới thần đỉnh đã có thuộc về, bọn họ làm sao vẫn còn, hơn nữa còn thuộc về ta. Lý Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Từ đầu tới đuôi, vẫn là không có xuất hiện bất kỳ chân thực chống trận. Thôn giới thần đỉnh, cũng không phải chống trận A. Chẳng lẽ, ngoại trừ thôn giới thần đỉnh, cửu long đế táng, vẫn còn có bí mật? Nếu có... Vậy nhất định cùng thiên cung có quan hệ. Rầm rầm rầm. Cửu long đế táng động tĩnh, càng lúc càng lớn. Tại đem hơn 10 triệu thái dương vạn tông đệ tử vãi ra đồng thời, đế táng bên trong thông đạo, bản thân cũng tại kịch liệt biến hóa. Như trường xà một dạng nhúc nhích. Cái này đế táng to lớn vô biên, thông đạo vô số. Toàn bộ cùng một chỗ đong đưa, giống như quần xà loạn vũ. Có chút đệ tử còn không có bị vãi ra, cơ hồ đều bị lắc choáng. Tại cái này đế táng bên trong, mọi người tựa như là từng con kiến, mịt mù nhỏ đến thương cảm.
cẩn thận. Mọi người kéo lại, đừng đi ra sau phân tán. Rất nhiều người quen, đồng tông đệ tử, tại cái này Cửu Long Đế Táng bên trong, thật vất vả đụng nhau, hình thành mấy chục người, hơn trăm người quy mô. Bọn họ biết rõ muốn rời khỏi đế táng, vẫn còn muốn kết bè kết đội. Đáng tiếc, không như mong muốn. Lúc này thời điểm Cửu Long Đế Táng, tựa như là một đầu cự thú tại vận động dữ dội, hơn trăm người còn muốn đồng bọn, quả thực nằm mơ. Ong ong. Trong lúc nhất thời, cái này Đế Long Cung bên trong, xem ra thì cùng long trời lở đất giống như. Ta xong rồi. Phu Tử Thiên ngay tại nắm chặt thời gian, trưởng khống thôn giới thần đỉnh khí hồn. Tại cái kia hắc ám con cóc bóng mở phía dưới, lúc này cuối cùng thành công. Cái kia chiếm cứ Đế Long Cung 1/3 không gian, thôn giới thần đỉnh, nằm trong tay hắn, cấp tốc thu nhỏ. Thẳng đến trong tay hắn, biến thành một cái to bằng cái bát tiểu, nhẹ nhõm đập trong tay. Lúc này thời điểm, mới có thể thấy rõ ràng cái này thôn giới thần đỉnh toàn cảnh. Lý Thiên Mệnh phát hiện, cái này thôn giới thần đỉnh cùng trong tay hắn trật tự chi đỉnh, còn thật có chút tương tự. Làm hắn đem trật tự chi đỉnh cầm lúc đi ra, chuyện thần kỳ phát sinh. Cái kia chính là, trật tự chi đỉnh vậy mà bay đi, thì cùng toái phiến một dạng, dung hợp tiến vào thôn giới thần đỉnh bên trong. Nó trở thành thôn giới thần đỉnh một bộ phận. Trật tự chi đỉnh, Phu Tử Thiên sắc mặt cổ quái, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi tại sao có thể có trật tự thiên tộc đồ vật? Cái này thôn giới thần đỉnh, cùng trật tự chi đỉnh quan hệ thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn lấy trong tay hắn, cái kia tràn đầy thú mặt hắc ám chi đỉnh hỏi. Trật tự thiên tộc có rất nhiều trật tự chi đỉnh, dùng đến giúp đỡ một số biên giới tộc quần, trấn thủ biên cương. Những thứ này trật tự chi đỉnh, đều là theo, thôn giới thần đỉnh, bộ đỉnh, chia ra tới. Nó có hai tòa bộ đỉnh, hiện ở một tòa tại chiến thần tộc, một tòa tại trật tự thiên tộc. Trong đó, chiến thần tộc bộ đỉnh là hoàn chỉnh, trật tự thiên tộc bộ đỉnh, thì chia cắt vì vô số trật tự chi đỉnh. Phu Tử Thiên giải thích nói. Còn có bộ đỉnh, cái đồ chơi này môn đạo vẫn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh tán thán nói. Ca, cho nên ta mới nói, ngươi giúp ta cầm tới cái này, đời ta, liền là của ngươi người. Phu Tử Thiên đến bây giờ còn tại trong sự kích động. Nhìn ra được, cặp mắt của hắn bởi vì quá cảm động, hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, đều nhanh biến đến mê ly. Dừng lại. Lý Thiên Mệnh đem cái này thôn giới thần đỉnh cầm trên tay, phát hiện không có tôn huyết, cái này thôn giới thần đỉnh biến đến kỳ trọng. Hắn hoàn toàn bắt không được. Chỉ chạm đến một chút mặt ngoài thú mặt, cảm nhận được ngón tay nhói nhói về sau, hắn ngay lập tức đem nó trả lại Vu Tử Thiên. Làm, toàn bộ thanh hồn điện, lấy toàn tông chi lực, giữ vững cái này thôn giới thần đỉnh, thật thủ không được. Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Thật không được, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta cái này vừa đi ra ngoài, lập tức liền phải đem nó ném ra, nếu không, sẽ trong nháy mắt bốc hơi khỏi nhân gian. Phu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ, sờ lấy cái kia thôn giới thần đỉnh, trong mắt tràn đầy lưu luyến không rời. Tuyệt vời này Đường Vân, cái này mê người xúc cảm, nha. Thật sự là quá hoàn mỹ. Đời này có thể sờ một chút, đáng giá. Hắn nói những thứ này, bất quá là đang an ủi mình. Đạt được tôn huyết sau. Ai không muốn vĩnh cửu nắm giữ đâu. Khác đứng quá xa. Cửu Long Đế Táng còn tại rung động. Còn có 5-1 triệu trở lên đệ tử, như sau mưa một dạng bay ra ngoài. Lý Thiên Mệnh bọn họ thì cùng còn không có được tuyển chọn giống như, lưu tại nguyên chỗ. Hắn bởi vậy, để Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu nhích lại gần mình, tránh khỏi bị vãi ra phân tán. Bốn người tụ cùng một chỗ về sau, Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Tại trên bàn tay của hắn, cái kia bốn cái chống trận kết giới, dung hợp thành một cái mới màu đen chống trận. Cái này chống trận có to bằng đầu người, tại Lý Thiên Mệnh trong tay, nó còn đang khuếch đại. Cùng loại với một loại bành trướng. Loại biến hóa này, đã cùng thôn giới thần đỉnh không có quan hệ. Nhưng là, lại cùng toàn bộ Cửu Long Đế Táng biến hóa có quan hệ. Đây là, Lý Thiên Mệnh phát hiện, tại Cửu Long Đế Táng kịch biến thời điểm. Nơi xa có một đạo tiểu lượng ánh sáng, theo Đế Long Cung trong đó một cái thông đạo bên trong bay tới. Tới gần xem xét, phát hiện cái này tiểu lượng ánh sáng, lại là một cái tiểu chiến trống. Cùng Lý Thiên Mệnh lấy được cái thứ nhất chống trận cùng loại. Đông, tùng tùng, cái kia tiểu chiến trống gõ vang. Lý Thiên Mệnh trong tay màu đen đại chiến trống, cũng tại đáp lại. Sau ba hơi thở,
tiểu chiến trống bay đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Nó lại dung hội tiến đại chiến trống bên trong. Màu đen đại chiến trống, lại lớn một số. Cái này chống trận bản thân, chính là do thiên thần văn tạo thành đặc thù kết giới. Có chút cùng loại luân hồi kết giới. Tiểu chiến trống dung hội trong đó, mới thiên thần văn thêm vào, dung hội, dây dưa. Màu đen chống trận đang lớn lên đồng thời, cũng biến thành phức tạp. Càng lúc càng giống là, một cái thực chất hóa chống trận. Còn có, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Đế Long Cung nguyên bản có vài chục vạn đệ tử, hiện tại đã bị vãi ra hơn phân nửa. Còn có người để mắt tới bọn họ, muốn đến cướp đoạt trên tay bọn họ bảo bối. Đáng tiếc cái này một mảnh hỗn loạn bên trong, đại đa số người còn không có tới gần, thì thét chói tai vang lên bị cuốn bay ra ngoài. Người càng ngày càng ít. Cửu Long Đế Táng còn đang rung động kịch liệt. Bên kia có một cái. Dạ Lăng Phong bên cạnh nhắc nhở một câu. Lý Thiên Mệnh hướng bên kia nhìn qua. Chỉ thấy có là một cái tiểu chiến trống, bay đến trước mắt của hắn. Lại dung hội đến trong tay hắn màu đen chống trận phía trên. Đây là cái thứ hai. Màu đen chống trận, càng lớn, phức tạp hơn, chính đang phát sinh lấy thuế biến. Cái này chống trận kết giới, là theo Long Khôi trên thân đản sinh, nói cách khác, Cửu Long Đế Táng bên trong, còn có đại lượng Long Khôi. Mà bây giờ, những thứ này Long Khôi trên người chống trận kết giới, đều tại hướng nơi này. Đến đón lấy phát sinh hết thảy, ấn chứng Lý Thiên Mệnh suy đoán. Cái thứ ba, cái thứ tư chống trận, xuất hiện. Càng ngày càng nhiều. Căn bản không có dừng lại. Cửu Long Đế Táng run càng hung ác, tới càng nhiều. Cái thứ 20, thứ 40 cái, thứ 80 cái. Đến lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh trong tay chống trận kết giới, đại khái duy trì tại đường kính 2 khoảng 10cm, không tiếp tục gia tăng thể tích. Nhưng là, hội tụ vô số thiên thần văn về sau, hàng trăm triệu thiên thần văn, chồng chất, tổ hợp, khảm hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái hoàn toàn thực chất hóa màu đen chống trận. Nếu như không nhìn kỹ, sẽ coi là đây là một cái trật tự thần binh. Thôn giới thần đỉnh không phải áp trục, đây mới là. Dạ Lăng Phong cái kia thầm hai mắt màu đỏ bên trong, chiếu đến cái này màu đen chống trận hắc quang. Rất có thể, Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Hắn thông qua cái này màu đen chống trận, quan sát toàn bộ Cửu Long Đế Táng. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác cái này từ vô số tiểu chiến trống, hội tụ mà thành hoàn toàn mới chống trận. Cùng toàn bộ Cửu Long Đế Táng, nhất định có lớn lao liên lụy. Loại này liên lụy, cùng chín đại Long Cung bảo vật, đều không có quan hệ. Đến lúc này thời điểm, Cửu Long Đế Táng còn tại oanh minh chấn động. Nhưng, Đế Long Cung đệ tử, trừ bọn họ bốn cái bên ngoài, đã toàn bộ bị vãi ra. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, Đế Táng địa phương khác đệ tử, hẳn là cũng không có. Bởi vì tiếp đó, toàn bộ Cửu Long Đế Táng, đột nhiên đình chỉ rung động. Im bặt mà dừng. Hết thảy bình tĩnh lại. Không có 10 triệu đệ tử, nơi này thậm chí lập tức liền lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch bên trong, khôi phục được phủ bụi trạng thái. Dường như mấy trăm ngàn năm, cũng không từng có người đến qua nơi này. Nhưng quỷ dị chính là, Lý Thiên Mệnh bọn họ, còn không hề rời đi. Toàn bộ Cửu Long Đế Táng, chỉ còn lại 4 người bọn họ. Thứ 92 cái. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy nơi xa, còn có một cái tiểu chiến trống bay tới. Hắn có dự cảm, đây lại là cái cuối cùng. Bởi vì hắn ngay từ đầu màu đen chống trận, cũng là hai cái tiểu chiến trống dung hợp mà thành. Tại thôn giới thần đỉnh tranh đoạt chiến bên trong, hắn đạt được 4 cái màu đen chống trận, tương đương với 8 cái tiểu chiến trống. Lại thêm cái này thứ 92 cái tiểu chiến trống, tương đương với trong tay hắn cái này thực chất hóa màu đen chống trận, dung hội vừa vặn 100 cái tiểu chiến trống. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người dự cảm đến họp có biến hóa phát sinh, tâm lý đều hoạt động, nhảy dựng lên. Ong ong ong, thứ 92 cái tiểu chiến trống, thuận lợi dung hợp. Tiếp tục tĩnh mịch, Lý Thiên Mệnh trong tay, cái này dung hợp 100 cái tiểu chiến trống màu đen chống trận, hắc quang như rồng một dạng biến hóa. Chống trận chống thân, dần dần ngưng kết ra 8 cái long hình cây gậy. Cái này 8 cái long hình cây gậy bộ dáng, nhan sắc, không giống nhau. Lý Thiên Mệnh ở trong đó, thấy được cùng loại đoạt mệnh ngân long ngân sắc thần long, còn có cùng loại long huyết thần hoang huyết long. Ngoài ra, còn có bạch long, hắc long, viêm long, vân vân. Hết thảy 8 cái. Mỗi một cây bản chất, kỳ thật đều là cái này chống trận kết giới một bộ phận. Còn có một cái biến hóa,
cái kia chính là mặt trống phía trên, xuất hiện một đầu chín đầu hắc long đồ án. Cái kia hắc long chín cái đầu rồng, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, không giận mà uy, khí thế kinh người. Tám cái long hình cây gậy, tăng thêm chín đầu hắc long mặt trống, thần long số lượng, cùng nhau tương đương chín. Cùng cửu long đế táng, cửu long đế tôn phù hợp. Lý Thiên Mệnh khẽ vươn tay, nắm cái thứ nhất, ngân long côn. Có phải hay không muốn gõ một chút? Phu tử Thiên thấy chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, liền nhịn không được hỏi. Ừm. Lý Thiên Mệnh một tay nâng mặt trống, một tay nắm bắt ngân long côn. Hắn nhẹ gõ nhẹ một cái, không có phản ứng gì. Đã như vậy, hắn liền dùng tới tất cả tinh luân nguyên lực, lấy hắc ám tí nắm chặt cái này ngân long côn, hít sâu một hơi. Toàn lực bạo phát, ngân long côn lóe qua quỹ tích, lấy tốc độ khủng khiếp, đập vào màu đen mặt trống phía trên. Thế mà, cái kia chín đầu hắc long mặt trống, tựa như là một mảnh hồ nước giống như, đem hắn tất cả lực đạo, đều hút thu vào. Mặt trống gợn sóng chấn động, một chút thanh âm đều không phát ra, quả thực đá chìm đáy biển. Chung quanh vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Gõ không vang. Ba người bọn hắn đều sửng sốt, có chút nghĩ không thông. Dựa theo logic, hiện tại chỉ còn lại chúng ta mấy cái, còn ở nơi này mặt. Mặc kệ thiết lập ván cục người là ai, hắn ý tứ, cũng đều là muốn để ngươi, gõ vang cái này chống trận. Phu tử Thiên nói. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, nói, ngươi chớ nói chuyện, ngươi mảnh này bờ môi, thì cùng hai đầu xúc xích bự giống như treo ở trên mặt. Ta sợ ngươi nói chuyện tốn sức. Phu tử Thiên duỗi tay lần mò, sống không bằng chết. Dung nhan dễ dàng trôi qua a. Lý Thiên Mệnh ý nghĩ, kỳ thật cùng Phu tử Thiên giống nhau. Hắn nắm lấy trong tay ngân long côn, lấy đầu óc của hắn chi linh ánh sáng, rất dễ dàng đem cái này ngân long côn, liên tưởng thành một thanh kiếm. Thử một chút. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lấy cái này ngân long côn, đến thi triển, cửu long thiên kiếp kiếm, chi ngân long. Thiểm quang sát kiếm. Lấy côn làm kiếm, lại nhanh lại mãnh liệt. Cái kia ngân long côn hóa thành một đạo ngân quang, lại lần nữa gõ tại chín đầu hắc long mặt trống phía trên. Đông. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng trống, đột nhiên bạo phát. Chấn động không chỉ là mặt trống, còn có Lý Thiên Mệnh trái tim. Càng là cái này cửu long đế táng bản thân. To lớn địa cung, bởi vậy phát sinh một lần trước đó chưa từng có mãnh liệt chấn động. Trên đó mỗi một cái gạch ngói, đều đang rung động. Lần này gõ, làm đến trong tay chống trận, hoàn toàn biến thành ngân sắc, mà cái này ngân sắc chống trận, đột nhiên bộc phát ra một đạo cường quang, xông vào đế long cung một cái thông đạo bên trong. Cùng lúc đó, cửu long đế táng tất cả thông đạo, đều tại dung hợp hội tụ. Đến sau cùng còn lại thông đạo rất ít, nhưng mỗi một điều đều phá lệ rộng lớn. Những thứ này hoàn toàn mới thông đạo, đem chín đại long cung nối liền với nhau. Lý Thiên Mệnh tại đế long cung bên trong, hắn lại có thể thông qua trong tay chống trận, nhìn đến toàn bộ cửu long đế táng bên trong tràng cảnh. Bây giờ cửu long đế táng, cửu cung liên hệ. Tại cái này liên hệ thời khắc, chống trận ngân quang xông về nguyên lai ngân long cung phương hướng, tại tiến đụng vào ngân long cung về sau, tựa như là sao hỏa, đem ngân long cung trực tiếp điểm sáng. Một khắc này, ngân long cung vách trong gạch đá phía trên, nổi lên vô số lít nha lít nhít thiên thần văn. Một tòa mới ngân long cung, tại ở trong đó sinh ra. Đây là cái gì, thắp sáng ngân long cung? Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn họ toàn bộ đều xông ra. Bao quát cái kia, khó sinh bên trong, tiểu ngũ, nó hiện tại có hơn vạn trái trứng, thường xuyên khắp nơi tán loạn.